Chương 933, vở kịch nặng cân. Nhưng lão Vạn rất vừa lòng. Theo quy tắc thương nghiệp thì thế, Vạn Đông Tuyền cũng không có gì để nói. Tôi đến, Hầu Kim An của công ty con Đức Bình thuộc tập đoàn Vũ Thánh Trung Quốc dẫn Triệu Phi Hoa đến huyện Ma Xuyên. Diệp Phàm biết ngụ ý của hắn không phải là rượu, đương nhiên Tổng Giám Đốc Hầu cũng được coi là một người không tệ. Diệp Phàm rất nhiệt tình đón tiếp ông ta. Quán rượu nữ thần huyện Ma Xuyên. Bí thư Diệp là người bận trăm công nghìn việc mà cố gắng bớt chút thời gian ăn với tôi bữa cơm, Hầu mỗ tôi vô cùng cảm kích, tôi xin kính anh một chén. Tổng Giám Đốc Hầu là người trong giới kinh doanh, những người kinh doanh kiếm tiền thường nhờ cậy những người có chức có quyền mới có thể kiếm tiền dễ dàng. Không nên nói như thế, tôi mới phải cảm ơn Giám Đốc Hầu vì đã ủng hộ rất nhiều cho huyện Ma Xuyên, không những là quyên tiền mà ông cũng còn giúp nhân dân Kim Đào trong việc sửa đường. Ông còn cung cấp xe công trình và máy xúc nữa, tôi thay mặt nhân dân huyện Ma Xuyên chân thành cảm ơn ông, cảm ơn tấm lòng của Tổng Giám Đốc, của công ty Vũ Thánh. Chúng ta cùng cạn một ly nào Tổng Giám Đốc Hầu. Diệp Phàm cũng khiêm tốn nói, qua mấy lần tiếp xúc Diệp Phàm cảm thấy Hầu Kim An là người có thể kết giao được. Dù nói người làm ăn buôn bán sẽ có bệnh nghề nghiệp, nhưng vẫn tồn tại những người có tình cảm, nghĩa khí. Điểm này mới là điều đáng quý của người làm ăn. Đối với người buôn bán, việc kiếm tiền được đặt lên hàng đầu, nếu không thì còn buôn bán làm gì. Có thể vừa kiếm tiền, vừa lo một vài việc thiện chứng tỏ người đó rất biết điều, hiểu rất rõ cách làm người. Phải biết rằng làm ăn buôn bán có lúc cũng cần nhờ đến quan hệ xã hội. Ma Xuyên dù là một huyện nghèo nhưng theo viễn cảnh quy hoạch mà Diệp Phàm đề ra thì rộng lớn vô hạn. Lấy ngay ví dụ trước mắt mà nói, cũng thấy dự án xây dựng đài truyền hình là một miếng thịt béo bở rồi. Hạng mục đầu tư này cũng phải đến 4, 50 triệu ấy. Nếu có lợi nhuận, ắt hẳn sau này số vốn cộng lại có thể lên đến 100 triệu. Nhân tiện nói, dự án quốc lộ Thiên Tường mới là một vụ nặng cân đây. Rồi còn việc xây dựng thị trấn Ma Xuyên, nhưng trước mắt là dự án làm đường đá giải nhựa, xưa mới chỉ là đường xi măng cũng đã hao tốn hơn chục triệu rồi, nếu cộng thêm cả hạng mục cầu thì sẽ thêm một công trình lớn nữa. Hầu Kim An là người làm ăn tinh khôn. Sớm đã tính hết rồi. Khi các doanh nghiệp xây dựng khác vẫn chưa bừng tỉnh, thì Tổng Giám Đốc Hầu đã đến trước mặt người ta rồi. Cuối năm ngoái ông ta cũng thăm hỏi Diệp Phàm, đó là đặt nền tảng trước. Mấy ngày trước lại còn cung cấp xe công trình, mục đích là muốn tạo thiện cảm. Cũng là muốn Mai Phán Nhi và Vạn Đông Tuyền thấy được thành ý của công ty Vũ Thánh Đức Bình, và cũng vô tình thể hiện thực lực của họ. Hôm nay, lại một lần nữa. Đương nhiên mục đích là muốn nhận được dự án tiếp theo rồi. Từng bước một, Tổng Giám Đốc Hầu công ty Vũ Thánh đã đi vào lòng nhân dân Ma Xuyên, danh tiếng cũng tương đối tốt. Sau khi Tổng Giám Đốc Hầu mời rượu xong, Triệu Phi Hoa dẫn đến một cô nàng xinh đẹp của công ty, không ngừng thay nhau oanh tạc đồng chí bí thư Diệp Phàm. Đương nhiên đây là địa bàn của Diệp Phàm, dĩ nhiên sẽ có người giúp Diệp Phàm ngăn cản rồi. Mai Thiên Kiệt đại diện cho Mai gia, còn có cả Vạn Đông Tuyền. Phó Chủ tịch huyện Phương Hồng Quốc, rồi cả bí thư kiêm chủ nhiệm ban khai thác, rồi Ngô Đồng cũng có mặt. Có nhiều đối thủ như thế, Tổng Giám Đốc Hầu sớm đã mặt đỏ tai hồng rồi. Để tăng thêm văn hóa bàn rượu, tăng thêm tình cảm, tăng thêm túi tiền của mình, Tổng Giám Đốc Hầu cũng chẳng xá gì. Mấy nữ tướng cũng chẳng quan tâm đến dạ dày nữa, tiếp tục bưng rượu xuất trận. Bí thư Diệp, tôi nghĩ nơi tiếp đãi nên đổi thành nhà khách mới đúng. Nếu không có tiền cũng phải bỏ ra một khoản chứ, khi khách đến, đó là bộ mặt của mình mà. Nếu chính quyền ta đến một nơi tiếp khách cũng không có thì thật là. Hầu Kim An không sợ đắc tội Diệp Phàm bèn nói thẳng. Ha ha, Tổng Giám Đốc Hầu nói đúng lắm, tôi cũng có dự tính thế, nhưng nếu cho xây dựng một nhà khách mấy triệu thì không có cách nào cả. Hiện nay huyện nhà đang chú trọng vào phát triển kinh tế, cũng có bước phát triển nhưng vẫn còn nghèo lắm. Diệp Phàm cười nói cũng không để ý. Lúc này Phương Hồng Quốc cười nói. Bí thư Diệp cũng đã nêu ra trong cuộc họp rồi, nhưng xét về tình hình kinh tế chúng ta hiện nay, muốn xây dựng nhà khách của huyện hướng ra thị trường, kết hợp kinh doanh thu lợi với dự án đường quốc lộ. Thế thì tốt, huyện đầu tư ít vốn, các nhà đầu tư bên ngoài góp vào một phần, như thế thì vấn đề xây dựng nhà khách không còn gì lo ngại nữa. Có thể sau nửa năm nữa tôi tới Ma Xuyên. Lại được bước vào một nhà khách ủy ban đầy khí phách của huyện Ma Xuyên rồi. Tổng Giám Đốc Hầu cười nói, đánh một gậy nhỏ vào lãnh đạo huyện Ma Xuyên. Vâng, chúng tôi cũng nghĩ thế. Quán rượu thần nữ này cũng rất được, chỉ là cảm thấy vẫn chưa đủ,
Nếu như là nhà khách ủy ban, khách khứa đến sẽ cảm giác đó là nơi tiếp đãi chính thức của ủy ban, ở cũng cảm thấy an toàn hơn một chút. Vạn Đông Tuyền ngầm ám chỉ, đương nhiên là ám chỉ thổ phỉ đất Ma Xuyên có thể làm quan khách lo sợ. Huyện ủy ban nhân dân cũng đã suy xét việc này, đối với những vị khách đến đầu tư tại Ma Xuyên trước tiên cũng phải đảm bảo an toàn cho họ. Lần này Sở Công an thành phố cũng điều 3 công an nhận chức tại Ma Xuyên để tăng cường thế lực cho công an Ma Xuyên. Hơn nữa, tôi cũng tuyên bố với các vị công an Ma Xuyên cáo biệt lịch sử lái máy cày phá án. Diệp Phàm nói tới đây thấy mọi người có vẻ khó chịu liền cười. Các vị muốn cười thì cứ cười, không ai hạ lệnh cấm cười cả. Ha ha ha, cả phòng tràn ngập tiếng cười. Ồ, lái máy cày phá án là một đặc điểm lớn của Ma Xuyên, mười mấy năm gần đâu đều thế, những cán bộ cảnh sát ngày đêm trông mong được lái xe cảnh sát cho dù là xe tải cũng được. Nhưng đó vẫn là giấc mơ trong mười mấy năm qua, chưa có cách nào thực hiện được. Đến tôi đây là trưởng phòng mà khi chỉ huy vẫn phải đứng trên máy cày để chỉ huy này. Có một lần hỗ trợ địa khu đuổi bắt tội phạm bỏ trốn, ngơ ngẩn đứng nhìn người ta lên Santana nhả khói chạy đi, trốn thoát ngay trước mắt chúng tôi. Khi mọi người đang tức giận tên lái Santana chắc cũng hí hửng lắm, không chú ý lại lái ngay xuống ruộng. Nói thật là đã rơi xuống ruộng thì chỉ có máy cày mới phát huy hết tác dụng được, chứ lái Santana thì chắc chắn là không thoát rồi. Ha ha ha! Bí thư ban chính trị Ngô Đồng cười nói, lại làm căn phòng giòn giã tiếng cười. Thằng nhãi này lại quay sang nói. Bí thư Diệp đến đây chưa đầy nửa năm, đã hoàn toàn n sang chừa cục diện này. Giúp cho huyện chúng ta có 8 chiếc xe cảnh sát, hiện nay điều kiện của chúng ta cũng gần bằng Sở Công an Đức Bình rồi. Có thể nói toàn bộ Đức Bình trừ Thông Đô, khu Đức Bình và La Châu thì đây là huyện có điều kiện tốt nhất. Bí thư Diệp, tôi thay mặt toàn thể các cán bộ công an, kính anh một chén. Ngô Đồng tỏ vẻ cung kính mang rượu tới, tuy nói bây giờ đã là bí thư ủy ban chính trị pháp luật, ủy viên thường vụ huyện ủy, nhưng anh ta hiểu, toàn bộ những gì mình có được đều là nhờ Diệp Phàm tranh đoạt giúp, không có Diệp Phàm thì anh ta cũng chẳng được như ngày nay. Ha ha, bí thư Ngô quá lời rồi. Tôi cũng nói thật. Đây đều là các đồng chí trong ủy ban huyện Ma Xuyên, và lãnh đạo các nơi chiếu cố cho, cộng với một quyên góp của một số nhân sĩ có lòng mới có thể làm được. Cứ nói như việc cấp xe cảnh sát ấy, chủ tịch thượng công ty Hoành Xương Thủy Châu quyên góp 4 xe, còn mấy chiếc còn lại là những hoa kiều hải ngoại quyên góp cho. Vì thế, Ma Xuyên mới có được như ngày nay. Diệp Phàm cười nói, tiện thể cũng nâng cao những người như Phương Hồng Quốc, khiến bọn họ cũng sáng mặt thêm. Ha ha! Không phải nói gì cả, chỉ thấy sau khi bí thư Diệp đến Ma Xuyên, vùng đất này đã có những thay đổi lớn. Một cảnh tượng hân hoan hướng đến vinh quang. Tại sao bí thư trước không thể thay đổi diện mạo của Ma Xuyên như ngày nay? Tổng giám đốc Hầu cười nói, đương nhiên là đang tán thưởng Diệp Phàm rồi. Anh liếc nhìn về phía Vạn Đôn Tuyền, giơ cốc lên tỏ ý cạn ly, nói. Anh Vạn, nghe nói đã có bản thiết kế của dự án đài truyền hình, trước đó đã sửa đường rồi. Bây giờ mọi điều kiện đều đã xong rồi. Ồ, cũng gần như thế, trong 2 ngày này, cũng nên khởi công rồi, nếu không để lỡ mùa hoa đào nở, lại phải chờ sang năm sau. Vạn Đông Tuyền biết Hầu Kim An sẽ là gì sau đó, lập tức hiểu ra ý nghĩ, bật nhiên cười, và đợi Tổng Giám đốc Hầu ra chiêu bài tiếp. Đúng vậy, hoa đào nở một mảnh đỏ tươi, đến khi đó sơn trang của chúng ta sẽ có một vẻ đẹp tuyệt hảo, nói không chừng khi chúng ta rảnh rỗi cũng có thể đi dạo. Ngắm cảnh. Triệu Phi Hoa gật đầu, Diệp Phàm biết người ta muốn ngả bài rồi. Cũng tốt, chúng ta đương nhiên rất vui, khách từ 5 châu 4 biển đến đều là những vị khách quý của Sơn Trang đài truyền hình bàn đào chúng tôi sẽ tiếp đãi các anh như khách quý. Vạn Đông Tuyền cũng là người giàu hoạt, ăn nói cẩn thận. Được rồi, mọi người đừng vòng vo nữa, anh Vạn, công trình của chúng ta đã có ai nhận chưa? Diệp Phàm ý muốn đề cử Tổng Giám đốc Hầu. Bằng không, cứ ở trên bàn lo lắng suông, chỉ muốn đi vào vấn đề chính mà mãi chẳng tìm thấy cơ hội. Đương nhiên Diệp Phàm cũng muốn dành cho Hầu Kim An, dù sao thì người ta cũng đã tặng mình nhân sâm quý, hơn nữa còn quyên cả mấy trăm ngàn cho nhân dân Ma Xuyên làm đường. Hầu Kim An chú ý lắng nghe, rồi đột nhiên cứng cả tai. Vẫn chưa có ai, 2 ngày nay sẽ định ra, Chủ tịch Mai nói không muốn mất thời gian nữa, nhanh chóng tìm rồi bắt tay vào làm 3 ca. Ngày nào cũng tăng ca thêm giờ, tranh thủ trước thời kỳ hoa nở xây trước vài toàn lầu, ít nhất là cũng được cái hình thức ban đầu. Vận Đông Tuyền tiếp lời Diệp Phàm.
đây chẳng phải việc tốt sao, giám đốc Hầu tập đoàn Hoa Hạ Vũ Thánh có văn phòng tại Đức Bình đây, công ty của ông ấy có đầy đủ điều kiện. Diệp Phàm nói rõ, trực tiếp đề bạt ông Hầu. Hầu Kim An thiếu chút nữa rơi lệ. Công ty Vũ Thánh. Vạn Đông Tuyền cố ý trầm ngâm, rồi nói. Sơn Trang Hào Hưng độ giả trước kia của tôi là do công ty xây dựng số 1 Nam Hoa Thủy Châu làm. Hầu Kim An nghe xong đứng không vững, lập tức nói. Anh Vạn, tập đoàn Vũ Thánh chúng tôi là thuộc Thủy Châu, là doanh nghiệp liên kết góp vốn, do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lý Thành Thắng bên Đài Loan lãnh đạo. Chúng tôi có tố chất của một doanh nghiệp xây dựng lớn, khả năng tài chính cao, tới hàng trăm triệu, hơn nữa công ty Đức Bình chúng tôi có tư chất 2 cấp, đăng ký tài chính cao, kinh doanh ống và nhựa tinh chế, các hạng mục công trình gỗ, trang thiết bị. Hầu Kim An giống như bà Hoàng vậy, mèo khen mèo dài đuôi. Hơn nữa, liếc mắt qua, tốc độ giám đốc ban ngoại giao Triệu Phi Hoa cũng không chậm, lập tức lấy giấy chứng nhận tư chất bên mảng xây dựng ra cho mọi người xem. Chương 934, chạm vào lợi ích của ai? Vạn Đông Tuyền cầm lấy rồi đặt lên bàn, nhìn qua một lượt, cười nói. Công ty của Tổng Giám đốc Hầu quả là có tư cách đảm nhiệm công trình Sơn Trang truyền hình của chúng ta, nhưng công trình Sơn Trang truyền hình bàn đảo chúng ta là của Chủ tịch Mai ông chủ lớn giới truyền thông Giang Nam, tôi cũng không có cách nào, tiến cử một chút thì còn được. Vạn Đông Tuyền hướng mắt về phía Mai ra, nói xong lại liếc nhìn Mai Thiên Kiệt. Không biết có cách nào liên lạc với Chủ tịch Mai không? Hầu Kim An có vẻ lung túng, tìm kiếm câu trả lời. Rất khó tìm chị ấy, chị tôi đã đi nước ngoài rồi. Lúc này Mai Thiên Kiệt mới lên tiếng. Hầu Kim An run tay, trong lòng thầm nghĩ thế là xong rồi, chủ ý là như thế, ông ta đã bận nửa ngày, mắt mũi hoa cả ra, xem ra vẫn chưa tìm đúng người. Khi nãy cũng không gây sự chú ý, rõ ràng cũng biết anh ta họ Mai. Thế mà lại không để ý. Hầu Kim An có chút hối hận. Có vẻ như muốn đùa cợt với Hầu Kim An, Mai Thiên Kiệt dừng lại một lúc rồi nói. Nhưng chị tôi cũng đã dặn, Sơn Trang truyền hình do truyền thông Giang Nam, ông chủ Vạn và chính quyền huyện Ma Xuyên góp vốn. Sự việc liên quan đến công trình này sẽ bàn giao lại cho Bí thư Diệp lo liệu. Đương nhiên các quyết định cũng phải do cả ba bên thống nhất. Nói một vòng rốt cuộc lại vòng về Bí thư Diệp, thật may quá. Hầu Kim An trong lòng như mở cờ, nhìn Diệp Phàm. Lúc ấy Chủ tịch Mai cũng có nói lại như thế, nhưng việc chính quyền nhiều quá nên công trình này chúng tôi không muốn tham gia vào nhiều. Hơn nữa, Chủ tịch Mai và Chủ tịch Vạn đây đều là cao nhân, có kinh nghiệm lâu rồi. Phần của họ rất lớn, hơn nữa, lĩnh vực này chúng tôi cũng thực sự không hiểu rõ. Gần đây, chúng tôi lo việc sửa lại nơi tiếp đón của Ủy ban Ma Xuyên thành nhà khách, chỗ vốn này còn chưa nghĩ ra. Thì làm gì có thời gian để quản việc khác. Khi nãy Tổng Giám đốc Hầu cũng nói, huyện Ma Xuyên nên có một nhà khách đại diện cho huyện, để lại cảm giác an toàn cho khách đến. Chính quyền huyện ủy ta cũng đã nghĩ đến điều đó, trước mắt phải chú ý đến việc kêu gọi đầu tư, huyện ta có khu Diệp Cốc Lang Kiều, rồi lại dự án khai thác trà Thanh Vụ, sau này chắc chắn khách đến huyện cũng sẽ nhiều lên. Vì thế, trong huyện cũng đã chuẩn bị hết rồi. Kiên trì chịu đựng trong thời gian chưa tìm ra người hợp tác, thật là hao tâm tổn ý. Nghe Diệp Phàm nói câu này, mọi người trong huyện đều cười òa lên, tìm người bỏ tiền ra cũng cần phải nói chuyện đường hoàng. Hầu Kim An trong lòng hừ một tiếng, suýt nữa thì chửi má nó, thầm nghĩ bí thư Diệp cũng quá lắm, nợ quả thực là uy hiếp người ta mà. Con giận trên đầu người chốc đầu u, cần phải giải quyết, muốn tiếp cận công trình Sơn Trang truyền hình bàn đào thì phải có tiền cho việc xây nhà khách đã. Như vậy phải cần bao nhiêu? Không phải là mấy nghìn chứ, tôi nhận thầu công trình ảnh thị này nhiều nhất cũng là mấy triệu đồng, toàn là giúp anh làm việc tốt, còn mình thì cầm giấy nợ trở về. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Phàm bất đắc dĩ thôi, biết rằng có chút không đúng nhưng tình trạng của huyện Ma Xuyên như thế này rồi không có cách nào cả. Bí thư Diệp, muốn xây nhà khách Ma Xuyên phải mất bao nhiêu tiền? Hầu Kim An nghĩ rồi cũng nói ra câu này. Xem ra vẫn không kìm được miếng bánh hấp dẫn Sơn Trang truyền hình này. Nếu đã làm thì phải làm cho ra làm, không thể làm để rồi phải lãng phí tiền bạc. Huyện cũng đã tính rồi, nếu có làm, ít nhất cũng cần đến 3 triệu, đó chỉ là xây lên khung thôi gồm phòng hội nghị và các phương tiện khác chưa tính đến việc trang trí, nếu tính cả vào cũng phải 4, 5 triệu chứ không ít. Nhà khách Ma Xuyên thì cũng phải thể hiện bản sắc của Ma Xuyên. Diệp Phàm thao thao bất tuyệt.
Hầu Kim An nghe mà đau lòng, đau tiền. Ông ta cũng đang suy nghĩ, cộng xem thế nào, càng cộng thì càng khó coi. Nếu như huyện Ma Xuyên trong 3 năm có thể trả lại hết khoản nợ, thì coi như vẫn có lãi. Nhưng cái huyện nghèo này, chỉ sợ xây xong, đến mười mấy năm sau cũng không trả được thì coi như xong. Thói đời nếu kiện tụng với chính quyền, không nói đến hao tâm tổn sức, mà là uổng phí cả tinh thần và thời gian. Bí thư Diệp, không biết sau khi việc xây dựng nhà khách xong thì thanh toán như thế nào. Hầu Kim An bắt đầu dở chiêu làm ăn, muốn nắm rõ tất cả. Sẽ phân ra để trả, ví dụ nếu vay 5 triệu, nếu như tìm được người hợp tác thì trả nợ, nếu không tìm thấy đối tác thì sẽ trả lại trong 8 năm, mỗi năm sẽ trả khoảng 700, 800 nghìn. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể trả theo lợi tức ngân hàng. Diệp Phàm nói, nhấp một chén trà, trong lòng nghĩ, chắc chắn anh ta cũng không có gan để ôm vụ này, nếu không có chút gan, thì đừng trách tôi không nói đến chữ tình. Muốn thu vào thì phải bỏ ra, cái này, tôi không APS. Chúng tôi đồng ý. Câu nói từ tận trong cổ họng Hầu Kim An nói ra nhưng âm thanh đó không lớn, đương nhiên Diệp Phàm biết anh ta đau lòng lắm. Ha ha, Tổng Giám Đốc Hầu, tôi thay mặt chính quyền huyện ủy Ma Xuyên cảm tạ sự ủng hộ nhiệt tình của Tổng Giám Đốc Hầu. Diệp Phàm lập tức thể hiện sự cảm ơn, dù sao cũng phải làm cho người ta chút an ủi chứ. Cảm tạ có thể quản được tiền không? Hầu Kim An chửi thầm trong lòng, miệng cười nói. Nên làm mà. Bí thư Diệp là một bí thư tốt, đúng là một bí thư vì dân, công ty Vũ Thánh chúng tôi cũng là doanh nghiệp có tình người mà, chủ tịch Lý vẫn thường dạy chúng tôi ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tiền lấy của dân thì cũng trả cho dân chút nào. Ha ha ha, ông quá lời rồi. Diệp Phàm nói. Đương nhiên, Tổng Giám Đốc Hầu có thể trong lòng đang trách Diệp Phàm tôi có phải không? Đâu có, đó là lời nói tận trong đáy lòng tôi. Hầu Kim An mang theo vẻ mặt cười. Che giấu đi được tất cả. Nếu Giám Đốc Hầu đã thẳng thắn như thế, huyện Ma Xuyên chúng tôi cũng nên bồi đắp tí đúng không? Nếu dự án quốc lộ Thiên Tường mà thành thì chúng tôi đảm bảo sẽ để cho Giám Đốc Hầu một gói thầu chục triệu đồng. Diệp Phàm nói thẳng, trong lòng Giám Đốc Hầu tự nhiên thoải mái hẳn lên. Thầm nghĩ rằng, bí thư Diệp này vẫn còn có tình người, và cũng là một người bạn có thể kết giao được. Tối đến, trong phòng lớn nhà Mã gia, Thiên Kiệt, nay tới thị trấn Thanh Sơn có thấy gì không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Kho vàng huyện Ma Xuyên, có tiền đấy nhưng ô nhiễm môi trường nặng quá. Lần này đi nhưng phó chủ tịch thị trấn Lý Mậu Hoa phụ trách mỏ đồng không có ở đó, không tìm thấy đâu, kết quả là ăn xong bữa cơm thì quay về, người tiếp đãi là mẹ ông ấy, bà ấy thật chu đáo. Không những có rượu, có đồ ăn, mà còn có cả cô gái xinh đẹp rót rượu cho tôi đã tận mắt nhìn thấy giám đốc Thiết Tâm Hải nhà Thiết gia. Hai cô gái hai bên rót rượu cho ông ấy, cuộc sống quá, quả thật thoải mái. Mai Thiên Kiệt có chút không hài lòng lắm. Ha ha, anh đường đường là trưởng ban xuống, người ta sắp xếp hai người thì có khó gì. Diệp Phàm cười thâm hiểm. Sắp xếp là sắp xếp, nhưng tôi không cần, thật khó chịu, đâu phải là con nít còn cần người cho ăn. Mai Thiên Kiệt có vẻ xấu hổ nói. Ngày mai anh lại tiếp tục xuống đi, Lý Mậu Hoa không thể ngày nào cũng không có nhà. Anh cứ tiếp tục đi mấy ngày xem sao. Đi thấy gì về nói cho tôi biết được rồi. Diệp Phàm tiến về chiếc ghế tựa rồi nằm lên lát, lắc qua lắc lại. Được, sư phụ bảo tôi đi tôi sẽ đi. Mai Thiên Kiệt rất dõng dạc, đột nhiên, như tỉnh ngộ nói. Có phải hắn ta có ý tránh tôi không? Ha ha! Diệp Phàm cười gượng không trả lời, Mai Thiên Kiệt thay đổi sắc mặt, liền chớp mắt liên tục, không chừng mai sẽ có điểm gì đây. Tên tiểu tử này chắc không phải hạng đèn cạn dầu chứ. Nhưng, buổi sáng hôm sau khi Phương Hồng Quốc đưa dự án xây dựng nhà khách Ma Xuyên thì gặp phải cản trở trước kia chưa từng có. Chủ tịch Phương, thu nhập tài chính một năm của chúng ta không được bao nhiêu, anh lại là phó chủ tịch thường trực huyện quản lý kinh tế xây dựng, chắc chắn không thể không biết con số này, nếu thực sự không rõ, thì phải bảo đồng chí trưởng ban tài chính Giang Thắng Tài dự thính hội nghị để tính ra chứ. Không ngờ rằng vì bất lý lại điên như vậy, khi Phương Hồng Quốc đưa ra dự án thì đầu tiên đã nả pháo rồi. Bí thư Vi, tôi không biết anh có ý gì, tôi giúp chủ tịch huyện nắm rõ việc xây dựng kinh tế, đến Ma Xuyên này có bao nhiêu hộ mà cũng không biết thì còn làm được gì. Trong cái kiểu lớn tiếng dọa người của Vi bất lý, Phương Hồng Quân giận là không thể đánh cho một cái, lập tức lấy lại phong thái.
Ngày trước Phương Hồng Quốc không đấu lại được Chu Phú Đức, là bởi vì Chu Phú Đức là nhân vật số 1 ở huyện Ma Xuyên, lại được sự ủng hộ của Mã gia. Nếu nói về tư cách thì Phương Hồng Quốc chỉ hơn Vi Bất Lý thôi, chỉ là do vận khí không tốt. Đã biết rồi mà có đưa công văn ấu trĩ như vậy, thật đáng cười. Thiết Đông Lãnh cười nói, gần đây Phương Hồng Quốc qua lại với Diệp Phàm giao lại cho ông ta dự án xây dựng sơn trang truyền hình ảnh đào lớn như vậy. Thêm nữa hôm qua trưởng phòng đất đai huyện Mai đi Thanh Sơn đã thu hút sự bất mãn của Thiết Đông đương nhiên cho rằng việc đó là do Diệp Phàm sai khiến, vì thế Thiết Đông và Vi Bất Lý rất bất an. Ấu Trĩ, đồng chí Thiết Đông, hai từ Ấu Trĩ là thế nào đây? Diệp Phàm liếc nhìn Thiết Đông, rồi nhấp một chén trà. Biết hai người này ngồi không yên, thời khắc này phải dẫn dụ được sự chú ý của Thiết Đông, khiến cho hắn biết cao thấp, để yểm hộ Hạ Hải Vĩ ngầm điều tra chứng cứ. Bí thư Diệp, thu nhập một năm của huyện ta cũng chỉ có mấy triệu, nghe nói cũng không đến 9 triệu. Khi nãy tôi đã xem qua dự án rồi, có người đầu tư cho dự án là 5 triệu, vẫn còn hơn nửa năm thu nhập của cả huyện. Thử nghĩ xem liệu có huyện nào dám làm không, đến một đường rút cũng không có. Chẳng lẽ lại muốn cùng với cả huyện vì chút tiền công đáng thương mà cướp đi cả bữa cơm của hầu hết các cán bộ quan chức sao? Vì Bất Lý xa sầm mặt mày chất vấn lại, giọng điệu có chút hung hăng. Hơn nữa, khi nói đến toàn cán bộ cấp cao của huyện thì cũng sẽ quàng lên đầu của Diệp Phàm mà. Người này sớm thấy Diệp Phàm gần đây có những thành tích chính trị rõ rệt nên cảm thấy đau mắt rồi. Bí thư Vi, anh không nhìn thấy đằng sau cũng có giải thích rõ ràng mà. Trước mắt tiền thi công công trình sẽ do công ty Vũ Thánh Đức Bình ứng ra, chúng ta sẽ phân ra 8 năm để trả hết chỗ tiền đó, nếu tìm thấy đối tác cho nhà khách thì có lẽ không cần đến 8 năm. Phương Hồng Quốc lạnh lùng nói. Chương 935, hận tới mức ngứa cả răng. Chương 936, Trinh Giao, em vẫn tốt chứ? Thực ra tiểu tử này chỉ là động lòng thôi, Tào gia chắc chắn không bại dưới tay Cố gia. Nếu nói trên phương diện quận sự thì Tào gia còn có thực lực hơn Cố gia nhiều. Đương nhiên, nếu xét về phương diện chính trị thì Cố gia có ưu thế hơn. Nói tóm lại hai gia tộc này kẻ tám lạng người nửa cân, ai thắng ai là điều khó nói. Bình thường người ta gọi liên minh Tào Cố là hệ Nam Viên phái thành Bắc Kinh. Hơn nữa, Tào Phi Nhi lại không ưa gì Cố Tuấn Phi. Sau này em họ Tống Giao Trinh của Tào Phi Nhi tới Bắc Kinh. Trong bữa tiệc của Tào gia toàn bị tên Cố Tuấn Phi kia liếc trộm. Lão gia nhà họ Tào vì muốn củng cố liên minh vững chắc Tào Cố, nhưng Tào Phi Nhi không ưa Cố Tuấn Phi, ông chỉ còn cách hy sinh cô cháu gái Tống Trinh Giao mà thôi. Vì thế mà mẹ Tống Trinh Giao Tào Mai Phương mới ra đòn ngăn cản, cho Diệp Phàm đổ ngay vòng ngoài. Đương nhiên, tình cảm của Diệp Phàm dành cho Trinh Giao vẫn chưa tới mức tính đến chuyện cưới xin, chỉ là trên tình cảm bạn bè vì thế cũng có thể từ bỏ. Nếu không với tính cách của Diệp Phàm bất chấp dùng thủ đoạn gì cũng sẽ có được Trinh Giao trước. Hơn nữa, lão gia nhà họ Tống vì tiền đồ của con trai Tống Sơ Kiệt, và vì lợi ích của Tống gia đương nhiên cũng không thể chấp nhận gả Trinh Giao cho kẻ tép siêu như Diệp Phàm. Thực sự tình cảm mà Diệp Phàm dành cho Trinh Giao rất phức tạp, anh cũng không hề có dự định sẽ lấy Trinh Giao làm vợ. Khi đó, chỉ đơn giản là muốn tìm cơ hội tiếp cận Tống lão gia mà thôi, để thuận tiện cho việc sau này. Đương nhiên nếu nói, Diệp Phàm đối với Trinh Giao không hề có chút động lòng nào cũng không đúng. Chỉ là động lòng thôi, chứ vẫn chưa tồn tại dự định lấy cô ấy làm vợ. Hơn nữa lại có trở ngại lớn là Tào Mai Phương, Diệp Phàm cũng có chí khí, đã cắt đứt chuyện này. Nhưng lấy hay không là một việc, nếu bị cản trở thì sẽ rất khó chịu, đặc biệt lại đối với con người như Diệp Phàm thế này. Thế nên chỉ có thể để tình cảm trong lòng. Hơn nữa, cũng phải tỏ ra nghẹn ngào cho Tống gia xem. Bán nồi cũng còn hơn cái kiểu khoe khoang thẻ nát của các người. Cố Tuấn Phi liếc nhìn Diệp Phàm chế giễu, ám chỉ hành động của đồng chí Diệp Phàm có vấn đề. Ha ha ha. Sa Quân cười ăn ý, bơm hơi cho công tử Cố Tuấn Phi của y. Ha ha, được rồi, có gì đáng so sánh với bán nồi đây, chúng ta đi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Nhưng thực sự là biến tập đoàn thiên đỉnh của Sa Quân thành bán nổi rồi. Khuôn mặt Sa Quân tự nhiên sầm lại, đường đường là một thiếu gia của một tập đoàn lớn mà lại bị Diệp Phàm châm biếm là thằng bán nổi. Không thể chịu được nữa rồi. Ủa đây không phải Diệp Phàm sao? Cô nàng Diệp Khả Hinh bất ngờ từ đằng sau xuất hiện ra, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm đã đến chào hỏi. Đối với Ngọc Nhan Hoàn Hậu cung Diệp Phàm,
Khi đó Diệp Khả Hinh là đệ nhất tứ đại mỹ của Nhân Thủy Châu, lúc này nhìn thấy Diệp Phàm thì hình ảnh Ngọc Nhan Hoàn Hậu Cung lại xuất hiện, dường như Diệp Phàm chính là viên thuốc thần diệu đó. Khả Hinh à, Điền Trúc có tới không? Diệp Phàm thuận miệng nói, tứ đại mỹ Nhân Thủy Châu hiện nay Triệu Tứ có khả năng là ở Bắc Kinh, Tống Trinh Giao là người mà anh ta không muốn gặp, chỉ sợ cô ấy xuất hiện đột ngột thì lại xảy ra chuyện. Đầu năm sợ cái gì là cái đó hay xuất hiện lắm. Diệp Phàm chưa dứt lời thì bóng dáng Tống Trinh Giao xuất hiện. Diệp Phàm vừa nhìn thấy vẻ mặt yêu oanh kia, khiến hắn không khỏi rung mình một cái, trong lòng cũng tràn đầy tâm tư. Mặc dù Tống gia phản đối nhưng Trinh Giao vốn chẳng có lỗi gì. Trinh Giao, ha ha. Diệp Phàm có chút ngượng ngùng, nói vấp, chào cô ấy. Nếu vẫn không nói gì thì trong mắt của Trinh Giao sẽ bắn ra cắn người mất. Cố Tuấn Phi trong lòng thấy chua xót bước lên nói với Trinh Giao. Chỉ là phó chủ tịch huyện con, cần gì phải chào với loại như hắn. Xem điệu bộ đó như thể Trinh Giao là của nó rồi. Thật ra Trinh Giao cũng mới chỉ gặp mặt Cố Tuấn Phi có một lần, đó là do mẹ cô ép buộc nên không thể không gặp anh ta. Nghe giọng điệu Cố Tuấn Phi, trong lòng cô cũng tức, liền trả lời. Tôi chào anh Diệp thì liên quan gì đến anh? Đúng vậy, Trinh Giao sớm đã nhận Diệp Phàm là anh rồi, Cố đại công tử anh đâu có quyền gì mà nói. Diệp Khả Hinh bên cạnh lên tiếng, cô ấy không thèm quan tâm đến Cố Tuấn Phi kia công tử hay không phải công tử của phó bí thư tỉnh ủy gì đó, có lời gì bèn nói luôn, không nể nang. Anh Diệp, dựa vào đâu em gọi hắn ta là anh Diệp? Cố Tuấn Phi đỏ mặt nói, nhìn về phía Diệp Phàm, trừng mắt. Cố Tuấn Phi đang thử bảo Trinh Giao gọi anh ta là anh Cố không nhưng lại không dám thẳng thắn nói ra suy nghĩ đó. Hai người cùng so đo, trong lòng cảm thấy có gì đó không hay lắm. Dựa vào cái gì? Diệp Phàm lên tiếng, thầm nghĩ, ta đây không lấy được cô ấy thì cũng không để loại như ngươi có được. Thằng nhãi này, đột nhiên quay về phía Trinh Giao nói. Trinh Giao, lại đây, không cần phải để ý loại người này. Khẩu khí hống hách nói. Em, Trinh Giao do dự, cũng không tiến về phía trước, xem ra cô cũng là nghĩ cho gia tộc, nếu như bước đi sẽ làm kích động nhà Cố gia. Kích động nhà Cố gia thì Tống gia cũng sẽ không yên, bố cô Tống Sơ Kiệt đang tranh chức phó bí thư tỉnh, dù Tống Trinh Giao không ưa gì Cố Tuấn Phi nhưng cũng phải nhường nhịn chút thôi, đợi sau khi cha lên chức rồi sẽ trở mặt. Diệp Khả Hinh chạm vào Tống Trinh Giao nói. Không cần quan tâm tới hắn ta, chúng ta đi. Tống Trinh Giao cũng do dự, nhưng bị Diệp Khả Hinh đẩy đi nên tiến về phía Diệp Phàm. Trinh Giao, em đi cùng tên phó chủ tịch huyện hèn mọn này thật. Cố Tuấn Phi nổi điên sôi máu. Xin lỗi, Diệp Phàm là bạn của tôi. Tống Trinh Giao từ tốn nói, bước vững vàng về phía Diệp Phàm. Giám đốc Khương, sao Phi Vân Các lại có thể cho đủ loại người tùy tiện vào thế này, cái loại người không có thẻ lại còn muốn đến ăn nhậu, sao không mau tống ra ngoài. Cố Tuấn Phi nhìn giám đốc Khương quát tháo, vốn là để công kích Diệp Phàm. Xin lỗi công tử. Không có thẻ thì không thể chi tiêu ăn uống tại Phi Vân Các nhưng chúng tôi không có quy định không được vào sảnh ạ. Giám đốc Khương nghiêm túc giải thích. Giám đốc nếu hôm nay không tống những người này ra khỏi đây, thì sau này tập đoàn chúng tôi sẽ không bao giờ bước chân vào Phi Vân Các. Sa Quân làm ra vẻ ép buộc. Ha ha, Sa Công Tử, tập đoàn Thiên Đỉnh đúng là nổi tiếng cả đất Nam Phúc này, chúng ta đều biết Sa Công Tử cũng khí phách lớn. Nhưng... Phi Vân Các của chúng tôi không phải thiếu tập đoàn Thiên Đỉnh thì phải đóng cửa. Khi đó xuất hiện một vị trung niên, ánh mắt khép hờ, chợt nhìn rồi lại biến mất. Quái lạ, người này có vẻ có nội công, hơn nữa, cũng là cao thủ cao cấp, bằng không thì đôi mắt của ta khó có thể cảm nhận được. Đây chẳng lẽ là ảo giác sao, người này rốt cuộc là ai? Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Bác cả, bác tới rồi. Diệp Khả Hinh vui cười nói. Vội chạy đến nắm lấy tay vị trung niên kia, rất thân thiết. Nhà đầu này, đừng có làm ồn, bao nhiêu người đang nhìn kia kìa. Người đó cười nói, bộc lộ rõ tình cảm yêu thương Khả Hinh. Chủ tịch Diệp, mọi người khom người chào ông ấy. Hóa ra đây là chủ nhân của Phi Vân Các, không ngờ Diệp Khả Hinh lại thân với ông ấy như thế. Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ, cười nói. Khả Hinh, vị này là... Đây là bác của tôi Diệp Kính Khai, là chủ nhân của Phi Vân Các này. Diệp Khả Hinh có chút kiêu ngạo giới thiệu, rồi chỉ về phía Diệp Phàm nói. Thưa bác, đây là Diệp Phàm, hiện đang là chủ tịch huyện,
rất giỏi đấy ạ. Ha ha, Chủ tịch Diệp, rất hoan nghênh anh đến Phi Vân Các. Sau khi Diệp Kính Khai hết ngạc nhiên bèn chào hỏi lễ nghi Diệp Phàm, đương nhiên cũng không mấy nhiệt tình, chỉ là nể mặt cô cháu gái Khả Hinh thôi. Về. Cố Tuấn Phi lạnh lùng quát người đi cùng hắn, một hàng người ra về. Căn phòng có Diệp Khả Hinh lanh lợi nên náo nhiệt nhiều. Phó Chủ tịch Bao và Phó Chủ nhiệm Nông chỉ có thể đứng nghe thôi. Trinh Giao, em sống vẫn tốt chứ? Diệp Phàm hỏi cô. Vẫn tốt ạ. Trinh Giao ngẩn người rồi gật đầu. Em có tâm sự gì chăng? Diệp Phàm ghé vào Trinh Giao hỏi nhỏ. Dạ, không ạ. Trinh Giao lắc đầu. Cái tên Cố Tuấn Phi có ý gì? Diệp Phàm lại hỏi. Ôi, Diệp Phàm, anh nhắc đến anh ta làm gì? Trinh Giao thở dài, có vẻ bực tức. Tên đó có ý gì phải không? Diệp Phàm cười nói, bộ dạng hồn nhiên không ý gì. Cha anh ta Cố Phong Sơn là phó bí thư tỉnh ủy, sau này chắc chắn sẽ có nhiều phiền phức. Tống Trinh Giao liếc nhìn Diệp Phàm, có chút lo lắng. Chết có số, lo gì chứ? Diệp Phàm cười nói, ngọn đèn trong căn phòng mờ ảo, anh ta đưa tay ra, Trinh Giao lại rút tay lại, rồi từ từ anh ta cũng chạm vào tay cô. Anh Diệp! Tống Trinh Giao chợt rưng rưng nước mắt. Đừng lo, có anh ở đây. Diệp Phàm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô hơi bối rối, rồi cuối cùng anh cũng ôm chặt lấy cô. Có tâm sự gì cứ nói với anh. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói. Không có à? Trinh Giao lắc đầu nói. Không có, thế chuyện Cố công tử là thế nào? Khi nãy hắn nói như là hạ lệnh vậy. Diệp Phàm cứng rắn nói. Biết cũng không bằng không biết. Tống Trinh Giao nhất định không nói, lấy một ly rượu vang. Anh Diệp, chúng ta uống rượu đi, uống đi. Khi nói xong thì cũng uống hết chén rượu, vẻ mặt bừng đỏ. Không phải em không biết uống rượu sao, đừng uống nữa. Diệp Phàm cướp lấy chén rượu, gắt lên. Em muốn uống rượu. Tống Trinh Giao cào nhàu vẫn với lấy chai rượu trên bàn, khi Diệp Phàm lấy chai rượu đó vẫn còn nửa chai. Trinh Giao toàn thân mềm nhũn, mặt đỏ bừng, nằm gọn trong lồng ngực Diệp Phàm. Không lâu sau, đèn sáng, trước khi dùng bữa Bao Minh Thanh và Nông Âm Vận mượn cớ đi ra ngoài, biết là Diệp Phàm có chuyện nói với hai người họ nhưng cũng chẳng giúp được gì, ở lại cũng chẳng thích sự, lại còn chướng mắt. Diệp Phàm đưa dự án khai thác trà thanh vụ cho Vệ Thiết Thanh, cứ thế vừa ôm Tống Trinh Giao vừa nói chuyện với Vệ Thiết Thanh. Bên này Tiền Hồng Tiêu cũng đang lật xem dự án quốc lộ thiên tường. Chương 937, Tào Mai Phương tức giận. Vẫn còn có chút đặc sắc, vừa rồi tôi cũng có nghĩ qua, trà thanh vụ ở độ cao so với mặt nước biển nên vị trà rất tinh khiết, rất có khả năng phát triển, anh hiểu chưa? Lần này nhà nước muốn phát triển nông sản đặc sắc của địa phương đương nhiên là quan trọng. Mấu chốt là ở lãnh đạo nói người này đi có thể đi, không thể đi cũng đúng. Nếu nói cô được đi thì cũng không được đi, thực tế là như vậy. Có một nông sản đặc sắc, chỉ cần có tiền để khai thác, tuyên truyền quảng bá thì có 8 phần sản phẩm trở thành sản phẩm nổi tiếng. Ma Xuyên các anh muốn trà thanh vụ trở thành sản phẩm nổi tiếng rất có hy vọng. Các anh phải đầu tư vào hơn 10 triệu đồng để chuẩn bị các công tác khác. Vấn đề mấu chốt hiện nay là các anh có thể đề xuất lên trên, chỉ có điều việc này là do thường vụ phó giám đốc xử lý khai phát phụ trách. Quyết định hạng mục phải họp đảng ủy, mà trước hết phải phó giám đốc Lý tán thành thì mới có thể họp đảng ủy. Nói như vậy, chỉ cần phó giám đốc Lý đồng ý thì họp đảng ủy chỉ là thủ tục mà thôi. Anh có hiểu được ý có tôi không? Vệ Thiết Thanh nói với Diệp Phàm rất rõ ràng. Nếu có thể được thì có thể có lợi nhiều hay ít. Diệp Phàm hỏi, thầm nghĩ có bí thư tỉnh ủy Quách có ý kiến. Chẳng lẽ phó giám đốc Sở Lý còn dám không đồng ý? Tuy nhiên cũng phải tìm một cơ hội hỏi thăm phó giám đốc Lý mới được. Bí thư Quách có lời tạm thời không để ý đến, nếu không cần dùng thì không dùng. Cao nhất hạn ngạch là 10 triệu, ít nhất cũng 1 triệu. Bình thường đều trên dưới 10 triệu. Năm trước làm hạng mục cây phỉ dầu đã chi 150.000 nhân dân tệ. Nếu là dưới 1.000 thì phó giám đốc Lý có thể trực tiếp quyết định, không cần họp đảng ủy, 1.000 trở lên mới phải họp đảng ủy. Vệ Thiết Thanh nói, cảm ơn anh Vệ, khi nào có thể giới thiệu để tôi làm quen với phó giám đốc Lý một chút. Diệp Phàm hỏi, ngày mai đi, tối nay thì không kịp rồi, sáng mai. Trước tiên tôi đưa phương án của các anh lên thăm dò phó giám đốc Lý sau đó nói sau. Vệ Thiết Thanh nói, anh ta cũng có chút khó.
sắc mặt không thể nào tốt, bởi vì ở Sở Nông nghiệp tỉnh anh ta tuy là phó giám đốc sở nhưng trong Sở Nông nghiệp Vệ Thiết Thanh xếp thứ nhất từ dưới lên. Lần trước có thể tham gia khóa học thanh niên ưu tú thế kỷ đơn giản là bởi vì anh ta mới 30 tuổi, nếu không cũng không đến phiên hắn. Tôi muốn uống trà. Tống Trinh Giao giơ tay kéo Diệp Phàm vội vàng đưa trà cho cô, Diệp Khả Hinh không biết đã đi đâu, bỏ lại Tống Trinh Giao một mình, đương nhiên, Diệp Khả Hinh không muốn làm người soi đường nhưng thật ra là thật. Tống Trinh Giao uống trà xong nằm trong lòng Diệp Phàm ngủ, Vệ Thiết Thanh và Tiền Hồng Tiêu sắc mặt có chút kỳ lạ nhìn Diệp Phàm một cái, nhẹ cười nói. Ông em lợi hại, chúng tôi khâm phục. Có gì lợi hại, ôi! Diệp Phàm thở dài cay đắng ngọi bùi tự biết. Có nói thì Vệ Thiết Thanh và Tiền Hồng Tiêu chưa thể biết được. 9 giờ hơn. Tiền Hồng Tiêu nhìn Diệp Phàm nháy mắt, kéo Vệ Thiết Thanh ra ngoài phòng vệ sinh. Đóng cửa lại không lâu, Tống Trinh Giao đột nhiên loạng choạng đứng lên, ôm cổ Diệp Phàm cắn một cái, hai người lập tức quên hết thảy. Diệp Phàm tha thiết vuốt ve mông Tống Trinh Giao, một nụ hôn dài hàng thế kỷ. Men say ngà ngà, cổ họng hai người khát khô. Đột nhiên, cánh cửa thô lỗ mở ra. Con bé chết tiệt kia, đang làm gì thế? Một giọng phụ nữ quen thuộc vang lên, làm đội Uyên Ương đang nồng nhiệt chợt bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn, không phải Tào Mai Phương mẹ của Tống Trinh Giao thì là ai nữa? Bà là đại tiểu thư của nhà họ Tào, lúc này vẻ mặt lạnh lùng thiết chút nữa thành quả địa cầu. Mẹ, con! Tống Trinh Giao thân hình run rẩy, Diệp Phàm nhìn thấy Cố Tuấn Phi đang trừng mắt nhìn mình, giống như muốn giết người. Không cần nói cũng biết. Tào Mai Phương là do thằng nhãi này mời đến. Cô Tào. Diệp Phàm lễ phép chào hỏi, dù sao hắn cũng không sợ lắm. Ấn tượng của người phụ nữ này về Diệp Phàm trước kia là một lợi thế, ánh mắt kia đang hướng lên trời nhưng thật ra rất ăn khớp. Thằng nhóc mày cũng có thể gọi là cô Tào sao? Cố Tuấn Phi nói trước một bước, cảnh tượng vừa rồi thiếu chút nữa làm thằng nhóc này tức chết. Nếu có súng thì thằng nhóc này đã rút ra. Theo mẹ về ngay con bé chết tiệt kia. Tào Mai Phương quát lên, giơ tay kéo Tống Trinh Giao trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hừ nói. Về sau đừng tiếp cận với người không đứng đắn này, nhà họ Tống chúng ta là ai? Không đứng đắn, cô Tào, hôm nay cháu nể mặt Trinh Giao cháu kính trọng chào cô. Thanh niên kết giao là bình thường, cho dù cô làm mẹ cũng không có quyền ngăn cản như vậy. Hiện nay là thời đại nào, yêu đương tự do, không phải thời đại ép xuyên, hừ. Diệp Phàm nói có ý khác. Tất nhiên là muốn ám chỉ Tào Mai Phương. Cậu lừa con gái tôi đến đây, muốn làm gì còn phải nói sao? Bạn bè, cậu không có tư cách đó. Tào Mai Phương như người mê, nói như phản xạ, muốn tát Diệp Phàm một cái nhưng chỉ là định thôi, cô không làm thế. Cố Tuấn Phi đứng phía sau cười lạnh. Mẹ, chúng ta đi. Tống Trinh Giao vội vàng kéo tay mẹ nói. Buông ra. Tào Mai Phương tức giận, giật tay con gái, giơ bàn tay lên. Cô để cháu thay cô dạy thằng vô lại này. Cố Tuấn Phi cười gượng vồ lên, một cái tát hướng về mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm một trường tiếp đòn, tùy thế đem Trần Khiếu Thiên Thiên Âm Lôi Cương chỉ khiến canh tay Cố Tuấn Phi bị điểm vài ái. Cố Tuấn Phi lui lại rất nhanh, đến sát tường mới dừng lại, sau lưng đau phát run. Không được gây rối ở đây, nơi này là Phi Vân Các. Lúc này, một âm thanh truyền đến, tất nhiên là ông chủ Diệp của Phi Vân Các. Phi Vân Các thì giỏi rồi, ngày mai cho các người phải đóng cửa. Cố Tuấn Phi cố chịu đau, thấy thật mất mặt, quát vào mặt ông chủ Diệp Kính Khai và Diệp Khả Hinh. Nhìn bộ dạng ngạo mạn không chịu nổi. Còn trẻ tuổi đừng có nói lớn. Diệp Kính Khai trầm mặt, ở Giang Nam này, chưa bao giờ gặp một người như thế. Vậy thì thử xem. Cố Tuấn Phi lấy điện thoại ra bấm số nhưng bị Tào Mai Phương ngăn lại. Tào Mai Phương không biết Phi Vân Các nhưng vừa thấy người bước vào đều là người có thân phận ở tỉnh, hơn nữa phải có thẻ hội viên, chắc chắn phía sau có sức mạnh. Tào Mai Phương đương nhiên không muốn tự nhiên đắc tội với người nào, huống chi Tống Sơ Kiệt đang thời kỳ mấu chốt cho chức phó bí thư nên không thể qua loa được. Đi thôi. Tào Mai Phương hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái, kéo Tống Trinh Giao đi, Cố Tuấn Phi tất nhiên cũng phải mang theo đám người đi theo. Nhà họ Tống. Diệp Phàm vẻ mặt buồn bã, trong lòng giống như bị kim đâm. Không nói đến việc nếu Tống Trinh Giao không bị đưa đi Diệp Phàm cũng không định cưới Tống Trinh Giao. Bực mình chủ yếu là vì thái độ của Tào Mai Phương, giống như bà sinh ra đã tài trí hơn người, những người khác đều là con cóc.
Minh Đường, cậu theo dõi cho tôi xem thằng nhóc này đến Thủy Châu làm gì, điều tra rõ cho tôi. Cố Tuấn Phi một chân vỉnh lên bàn nói. Công tử, làm chủ tịch huyện đến Thủy Châu không phải xin tiền cũng là xin dự án. Cậu không thấy vừa mời vào hành lang thì không phải hắn chỉ có một nam một nữ, tôi đã điều tra qua, một người tên là Bao Minh Thanh, là phó chủ tịch huyện Ma Xuyên phụ trách nông nghiệp, một người hình như là chủ tịch xã chức nữ, hiện tại kiêm chức phó chủ nhiệm thường trực ủy ban khai thác phát triển trà thanh vụ. Bao Minh Thanh là chủ nhiệm, xem ra đến đây chính là có liên quan đến dự án khai thác và phát triển trà thanh vụ hoặc là xin tiền. Trương Minh Đường nói, cha chú của Trương Minh Đường đi theo Cố Phong Sơn, hiện tại đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Lần này Cố Phong Sơn đến Nam Phúc nhậm chức, cũng đem cả cha anh ta đến đây. Ủy ban phát triển, khai thác trà thanh vụ, hẳn là có liên quan đến các dự án của Sở Nông nghiệp. Cậu theo dõi cho tôi. Hắn muốn làm được việc còn phải xem Cố Phi Tuấn tôi có đồng ý hay không, hừ. Vẻ mặt Cố Phi Tuấn đột nhiên trở nên u ám. Thủ đoạn rất tốt, nếu phá vỡ kế hoạch thì thằng nhóc này không có thành tích, đến mũ áo trên đầu cũng sẽ lung lay. Trương Minh Đường vẻ mặt đang nghiêm túc liền mỉm cười. Tình hình huyện Ma Xuyên cậu điều tra có rõ không? Nhìn vẻ mặt Cố Tuấn Phi thấy người này quả thật không đơn giản. Vừa mới điều tra một chút, nghe nói thằng nhóc họ Diệp này hiện tại là người được chọn làm bí thư huyện. Ở Ma Xuyên nghiễm nhiên là hoàng đế một phương, uy phong không hết. Trương Minh Đường nói. Thằng nhóc trẻ tuổi này không ngờ đã được quy hoạch chức bí thư huyện. Vẻ mặt Cố Tuấn Phi có chút kinh ngạc, chính xác là có chút ngạc nhiên. Ngay cả con nhà quyền quý ở thủ đô như cậu ta cũng thấy lạ. Mới 21 tuổi. Trương Minh Đường cũng có chút mơ hồ. Ai đề bạt hắn, việc này rõ ràng trái với trình tự của tổ chức. Cố Tuấn Phi không ngờ mỉm cười, nghĩ là cậu ta có thể nắm được một chút yếu điểm của Diệp Phàm. Nghe nói là Trang Thế Thành chọn tướng. Lúc đó ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng có nhiều tranh luận, cuối cùng là trưởng ban Tống quyết định. Trương Minh Đường có vẻ rất biết việc, trong mấy giờ những việc này anh ta cũng điều tra rõ. Xem ra, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thật sự là trung tâm tin tức của địa phương. Chú Tống chắc chắn là do Trinh Giao dở trò quỷ. Cố Tuấn Phi mắng một câu, sắc mặt càng u ám, trong lòng có chút chua xót. Có lẽ là do trưởng ban Tống nhìn thái độ kiên quyết của Trang Thế Thành cho nên đồng ý. Kỳ thật, chỉ cần ông chủ chịu ra tay cũng có thể làm địa khu Đức Bình khó chịu được lâu. Trương Minh Đường nói có chút mơ hồ. Việc này không tốt lắm, nếu là chú Tống gật đầu, nếu chúng ta nhúng tay vào thì không phải là làm mất mặt chú Tống sao? Trong việc này, nếu Diệp Phàm là quyền bí thư, chẳng lẽ chức bí thư huyện ủy kia không có ai nhòm ngó? Để một con nhóc con miệng còn hôi sữa chọn sao? Trung Quốc chúng ta đất rộng người đông, nhân tài không thiếu. Đừng nghĩ Cố Tuấn Phi mới hơn 20 tuổi, thật ra anh ta cũng rất sâu sắc điềm đạm. Chương 938, phu nhân phó bí thư tỉnh ủy tức giận. Ý của công tử là chúng ta sắp xếp người xuống để nhận chức bí thư, áp chế thằng nhóc này. Trương Minh Đường cười nói. Ừ, Cố Tuấn Phi ừ một tiếng qua hơi thở. Tầng 3 tòa nhà tỉnh ủy. Cố Phong Sơn đang ngồi trong phòng khách xem TV. Cố Tuấn Phi trước tiên đưa trà cho bố. Sau đó ngồi xuống dở vài tờ báo. Khi nào thì về thủ đô? Cố Phong Sơn không ngẩng đầu lên hỏi. Người này vừa qua tuổi 50, tóc đã bạc, nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt. Bằng này tuổi đang ngồi ở vị trí thứ 3 ở Nam Phúc, lên một bước nữa trở thành tuần phủ tổng đốc quan lớn của biên giới là có khả năng. Dựa vào quyền thế của nhà họ Cố, khả năng này rất lớn. Tuy nhiên, nhà họ Cố ở thủ đô cũng có băn khoăn. Bởi vì người cầm lái của nhà họ Cố cũng chính là tư lệnh quân khu Liêu Thẩm Thượng tướng Cố Thiên Long đã qua 70 tuổi, xem ra cùng với Phó Chủ tịch Triệu Bảo Cương của nhà họ Triệu, Tào Mộng Đức của nhà họ Tào đã đến lúc nghỉ, nhiều nhất cũng không đến một năm rưỡi nữa. Cố Thiên Long và Tào Mộng Đức lui về, muốn phục hồi lại phần thắng là không có khả năng. Cố Thiên Long sinh hai người con lớn đang đương nhiệm chức bí thư đảng quần chúng tỉnh Nam Phúc Cố Phong Sơn, con thứ hai là Cố Hữu Cương quân hàm thiếu tướng. Đương nhiệm một trong những tư lệnh hạm đội Nam Hải của căn cứ Việt Châu. Trong quân đội, mục tiêu của Cố Thiên Long là nâng đỡ đứa con thứ hai Cố Hữu Cương ngồi lên chức phó tư lệnh quân khu lĩnh Nam, đến quân hàm trung tướng hoặc là ngồi vào chức phó tư lệnh hạm đội Nam Hải. Trong chính phủ, tất nhiên là muốn Cố Phong Sơn có được vị trí bí thư hoặc chủ tịch tỉnh. Tuy nhiên Cố Thiên Long biết hai người xem ra chỉ có thể được một,
nếu được trong quân đội thì chính phủ không được. Dù sao, Cố Thiên Long tuy nói là tư lệnh quân khu, ủy viên quân ủy nhưng ở Trung Quốc những dòng họ như vậy không ít. Không đến mấy trăm cũng có hơn trăm, mật thì ít mà ruồi thì nhiều. Cho nên, gần đây, vẫn tiếp xúc chặt chẽ với nhà họ Tào, muốn cháu nội Cố Tuấn Phi cùng cháu của nhà họ Tào Tào Phi Nhi đính hôn, tăng thế lực chính trị. Tuy nhiên, Tào Phi Nhi không thích Cố Tuấn Phi, dứt khoát từ chối. Mà Tào Mộng Đức lại yêu thương cô cháu gái, cũng không ép. Cuối cùng, Cố Thiên Long cũng rút lui, sau đó nghe Cố Tuấn Phi nói về Tống Trinh Giao cho nên lại có ý định quay sang Tống Trinh Giao. Nhà họ Tào hoàn cảnh cũng không khác nhà họ Cố lắm, khi đảm nhiệm chức ủy viên quân ủy, chủ nhiệm bộ tổng chính trị Tào Mông Đức lui rồi thì thế lực nhà họ Tào đương nhiên suy yếu nhiều. Tào Mông Đức cùng Cố Thiên Long đều là một trong những người cầm đầu phái kinh kịch Nam Viên, thế lực nhà họ Tào và nhà họ Cố so sánh bên một bên hai. Con trai lớn Tào Quốc Khánh cũng chính là anh trai của Tào Mai Phương, mẹ của Tống Trinh Giao, đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc, con gái chính là Tào Phi Nhi. Con thứ hai là Tào Canh, chưa đến 50 tuổi, đương nhiệm Phó Chủ tịch thành phố Tân Môn, ủy viên thường vụ. Tào Mộng Đức đương nhiên muốn trước khi nghỉ hưu có thể nâng đỡ lên chức Chủ tịch thành phố Tân Môn, nhưng việc này quá khó khăn. Nên biết rằng Bí thư thành phố Tân Môn là ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch thành phố cũng là ủy viên Trung ương Đảng, cấp bộ trưởng. Chủ yếu là có điểm đặc thù gần thủ đô, hơn nữa thành phố Tân Môn mới có bí thư mới, đương nhiên là cũng do cha nâng đỡ lên. Tất nhiên không phải ngồi cạnh Tào Canh làm con rối. Bởi vì Tân Môn là cửa ngõ thủ đô, tựa như cửa sông cửa biển, các thế lực chính trị lớn đều có căn cứ địa của mình. Đương nhiên, các căn cứ địa cũng có các phe phái khác nhau, chỉ có điều là chống đỡ thế nào mà thôi. Con thứ ba Tào Thiên Hạ, sư trưởng quân khu Nam Kinh, quân hàm thiếu tướng. Đương nhiên, con trai thứ ba cũng sẽ có đề bạt, ít nhất trước khi Tào Mộng Đức nghỉ hưu sẽ thực hiện. Người mà Tào Mộng Đức coi trọng là đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính Tào Quốc Khánh. Kế hoạch đương nhiên là đưa đến làm bí thư một tỉnh nào đó. Bởi vậy, Tống Sơ Kiệt muốn tranh chức phó bí thư tỉnh ủy Nam Phúc có chút khó khăn. Tuy nói Tống Sơ Kiệt cũng là con rể của Tào Mộng Đức nhưng con rể so với con đẻ đương nhiên không bằng. Khi Tào Mộng Đức nghỉ thì nhân tài mà nhà họ Tào đưa ra không có Tống Sơ Kiệt. Cho nên, ông cụ nhà họ Tống cũng nóng lòng muốn nhân cơ hội này kết thông ra với nhà họ Cố, để hai nhà Cố Tào hợp lực, đẩy Tống Sơ Kiệt ngồi lên vị trí phó bí thư Nam Phúc. Nếu Tào Mộng Đức nghỉ hưu, đến lúc đó muốn đẩy Tống Sơ Kiệt lên càng khó. Vài ngày nữa, dù sao cũng khó có dịp xuống dưới, ở thêm vài ngày. Cố Tuấn Phi cười nói, trộm nhìn cha một cái, có vẻ vô tình nói. Ba có đến Phi Vân Các bao giờ không? Ừ. Cố Phong Sơn buông tờ báo, nhìn Cố Tuấn Phi một cái, nói. Sao con đột nhiên lại hỏi về chỗ đó? Cái đó rất không ổn, lung tung lộn xộn, con nghi ngờ trong đó có hoạt động bí mật. Cố Tuấn Phi nói nhỏ, đương nhiên là thăm dò. Thật không? Cố Phong Sơn nhìn con trai một cái, đột nhiên nói. Có gì thì nói thẳng ra, đừng úp mở như thế, thật đáng ghét. Hôm nay, cô Tào thiếu chút nữa bị đánh, chính là ở Phi Vân Các. Cố Tuấn Phi nói. Cô Tào là ai? Cố Phong Sơn tất nhiên không biết con trai đang nói về ai. Mẹ của Trinh Giao, phu nhân của trưởng ban Tống. Cố Tuấn Phi nói. Ai có gan to vậy, dám đánh phu nhân của trưởng ban Tống, không còn muốn sống nữa sao? Giọng điệu của Cố Phong Sơn hết sức thản nhiên, biết con trai đang nói dối, sao có thể giấu được ông ta? Nghe nói người đó là quyền bí thư huyện Ma Xuyên, một người tên là Diệp Phàm, mới 20 tuổi. Cố Tuấn Phi cố tình nhấn mạnh chữ 20 tuổi tin là cha mình sẽ nghe ra. 20 tuổi là bí thư huyện ủy, trẻ tuổi như vậy thảo nào lại hung hăng như thế, đến phu nhân của trưởng ban Tống cũng dám đánh. Cố Phong Sơn nhấp một ngụm trà nhìn con trai. Hừ, có phải con và cậu ta có xung đột? Con chỉ muốn bảo vệ dì Tào một chút, không ngờ thằng nhóc đó khí lực quá lớn. Cố Tuấn Phi không ngại xấu hổ, chỉ cần có thể đem Diệp Phàm dẫm nát dưới chân thì không ngại gì. Bị đánh. Cố Phong Sơn nhìn con trai một cái. Vẫn ổn, không đoạn cốt thương gân, chỉ có điều trên lưng sưng lên một cục. Cố Tuấn Phi nói đến đây trên tầng vang lên giọng nói đau đớn. Làm sao mà sưng lên, mau gọi thầy thuốc đến xem. Cố Tuấn Phi đã biết trước mẹ mình Hoàng Anh Tố đi xuống,
nên cố tình nói to, quả nhiên có hiệu quả. Vì mẹ yêu cầu nên Cố Tuấn Phi cởi áo, trên lưng quả nhiên có một vết thâm tím. Ai đánh? Hoàng Anh Tố tức giận, không ngờ có người dám đánh con mình. Chắc là bí thư huyện Ma Xuyên kia đúng không? Cố Phong Sơn nhìn lướt qua, không để ý. Bí thư huyện ủy thì giỏi sao, Tuấn Phi, chúng ta lập tức báo cảnh sát, hừ. Hoàng Anh Tố từ trước đến nay yêu thương Cố Tuấn Phi, tất nhiên là đau lòng tức giận rồi. Báo cảnh sát làm cho dư luận xôn xao cũng không có ý nghĩa. Cứ để ba gọi điện thoại đến địa khu Đức Bình cho Trang Thế Thành, cách chức của thằng nhóc đó. Cố Tuấn Phi giống như đang nói một chuyện của trẻ con. Cũng được, giam hắn vài ngày không bằng lấy mũ. Hoàng Anh Tố gật gật đầu, quay sang chồng nói. Đình Sơn, anh lập tức gọi điện thoại, em muốn xem một bí thư huyện ủy chẳng lẽ phải bay lên trời. Bà cũng biết là chiếc mũ bí thư huyện ủy kia dễ lấy đi lắm, hừ đồ đàn bà. Cố Phong Sơn tức giận hừ một tiếng. Không gọi có phải không, không gọi em sẽ nói chuyện với ba. Con trai của chúng ta không thể bị bắt nạt, hừ. Hoàng Anh Tố tức giận trừng mắt nhìn chồng một cái quát to. Thấy bà xã cầm điện thoại, mặt Cố Phong Sơn trầm xuống hừ nói. Bà cho là cha mỗi ngày không có chuyện gì đúng không? Bà nghĩ xem, vừa rồi Tuấn Phi nói bí thư chủ tịch huyện Diệp đánh phu nhân của trưởng ban tống sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nếu trưởng ban tống không nói gì thì chúng ta là cái quái gì? Cũng phải, Tuấn Phi, rốt cuộc sao lại thế này? Hoàng Anh Tố cũng không ngốc, quay đầu nhìn con trai hỏi. Diệp Phàm trước đây là bạn của Trinh Giao, hiện tại lại quấy rầy Trinh Giao, con không chịu nổi. Cố Tuấn Phi nói, lại nhắc đến Trinh Giao, xem ra người này gan rất lớn, vợ của nhà họ Cố chúng ta sao lại đến lượt người ngoài quan tâm, hừ. Cố Phong Sơn mặt biến sắc, đề cập đến vấn đề hai nhà Tào Cố liên minh, cũng sẽ không mặc kệ. Mặt nghiêm túc, cơ thể căng lên. Ba, con đã hỏi thăm, thằng nhóc đó mới 20 tuổi, vừa mới chuyển từ quyền chủ tịch huyện lên chính thức, lập tức được kiêm quyền bí thư huyện, hiện tại là bí thư chủ tịch huyện, rất khác người. Cố Tuấn Phi lập tức thêm dầu vào lửa. Ba đã biết, về mặt này con chưa hiểu rõ và. Cố Phong Sơn nhấp một ngụm trà, đi lên lầu. Nhiệm vụ hàng đầu trước mắt của Cố Phong Sơn là ổn định vị trí ở Nam Phúc, kéo theo vài đồng minh mới được. Mục tiêu là nhắm đến chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm, nếu có thể đuổi Chu Thế Lâm sang Hội đồng Nhân dân tỉnh dưỡng lão, chính mình có thể ngồi lên chiếc ghế đó. Đương nhiên, thời gian cấp bách, phải làm trước khi cha là Cố Thiên Long nghỉ. Nê ý chính mình có thể dựa vào chức chủ tịch tỉnh kia, nhà họ Cố có thể nhúng tay vào quân đội một chút, đây là tính toán của Cố Phong Sơn. Nam Phúc vì có vị trí địa lý đặc thù, thế lực khắp nơi đều muốn nhúng tay phân tranh. Trước mắt ở Nam Phúc nhà họ Trần, nhà họ Triệu rồi nhà họ Tào, nhà họ Cố của ông đều có bóng dáng. Tình hình rất phức tạp. Nhà họ Diệp, lão Trần, cảnh giới của anh hẳn là có nâng cao. Diệp Phàm cười nói. Đa tạ công tử khích lệ, có nâng cao một chút, không thể tưởng tượng được giao sâm công dụng rất lợi hại. Chẳng những ổn định cảnh giới còn đề cao, phỏng chừng hiện tại đạt đến thất đẳng, trình tự người thứ hai. Việc này đều do cậu cho Khiếu Thiên vô cùng cảm kích. Trần Khiếu Thiên vẻ mặt cung kính. Trần lão, hai chúng ta còn nói làm gì? Tuy nhiên chuyện tìm người thế nào? Diệp Phàm hỏi. Chương 939, Hòa Thượng tốt nghiệp Oxford. Cao thủ tam đẳng thật sự khó tìm, hơn nữa, có môn phái có gia tộc còn không được, những người đó đều lo lắng. Trần Khiếu Thiên vẻ mặt nghiêm trọng nói. Ừ, dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng, không đáng tin. Diệp Phàm lắc đầu. Nhiệt tử. Trần Khiếu Thiên đột nhiên kêu lên một tiếng, Diệp Phàm kinh ngạc khi người đi vào là một hòa thượng, không có giới sẹo. Người này mặc một bộ màu xanh, cao chừng 1m8. Tuy nhiên, Diệp Phàm quan sát lập tức kinh ngạc, bởi vì người này có đến 6 phần giống Trần Khiếu Thiên, khó nói không phải là người thân của Trần Lão. Trần Lão, đây là... Diệp Phàm hỏi. Tôi có duy nhất một đứa con, nó là đứa khốn khiếp, không có tiền đồ, ôi! Trần Khiếu Thiên nói ra lời đầu tiên thiếu chút nữa làm rơi cằm của Diệp Phàm. Vốn tưởng Trần Khiếu Thiên không có con, hiện tại đột ngột xuất hiện một đứa con, hơn nữa, lại là hòa thượng. Việc này quá bất ngờ. Trần Quân, còn không chào công tử. Trần Khiếu Thiên tức giận đến mức các ngón tay cũng run rẩy. Bần tăng xin chào Diệp công tử.
Trần Quân làm lễ, giống như một ký hiệu. Rốt cuộc sao lại thế này? Diệp Phàm đưa mắt nhìn Trần Quân một cái hỏi, thầm nghĩ trong này chắc chắn có ẩn tình gì. Việc này, Trần Quân nhìn Diệp Phàm khó mở lời. Hiện tại biết thẹn thùng nữa, sao không biết sớm đi, còn bỏ nhà đi, sao không chết ở bên ngoài, nhiệt tử, tôi tức chết. Trần Khiếu Thiên không kìm nổi mắng. Ba là cao thủ thất đẳng, gọi ba ra tay một lần cũng không chịu, việc này không thể trách con. Trần Quân nhìn không tranh luận. Con còn dám nói, vì một người con gái, gia đình cũng từ bỏ, phụ nữ quan trọng như vậy sao? Suy nghĩ của con sao lại thế? Trần Khiếu Thiên quát lên. Hóa ra là vì con gái, xem ra không thoát khỏi chữ tình. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, chỉ nghe Trần Quân cãi lại nói. Ba, cô ấy là con dâu tương lai, dù sao cũng không muốn nhà họ Trần tuyệt tự. Trần Quân nói một câu rất lợi hại, Trần Khiếu Thiên nghẹn lời không nói được nữa. Ông nó à, đừng lo lắng không tốt cho sức khỏe. Bà xã của Trần Khiếu Thiên Dương Tố Mai vội vàng khuyên, quát con trai. Còn không xoa bóp cho ba con, muốn ba con tức chết sao? Rất xin lỗi công tử để cậu chê cười. Không việc gì, để tôi. Diệp Phàm đến gần Trần Khiếu Thiên, lấy ra một tia khí trong kinh mạch của Trần Khiếu Thiên, xem ra Trần Khiếu Thiên tức giận làm bệnh cũ tái phát, tuy nhiên không phải đặc biệt nghiêm trọng. Trần Quân cũng vội chạy đến, xoa bóp, thật ra cậu nhóc này còn rất hiếu thuận. Trần Lão, ông nghỉ ngơi một chút, tôi và Trần Quân nói chuyện. Diệp Phàm nói. Được rồi. Trần Khiếu Thiên hung hăng trừng mắt nhìn con trai một cái, hừ nói. Không nghe lời công tử ta sẽ đánh cho, đánh chết coi như Trần Khiếu Thiên này không có con trai. Trần Khiếu Thiên vừa ra cửa viện, Mai Tử đã mang rượu và thức ăn lên. Diệp Phàm việc đáng làm không nhường ai, chỉ vào ghế đối diện nói. Ngồi đi Trần Quân. Công tử, tôi đứng cũng được. Trần Quân lại giữ lễ, về phương diện lễ tiết khá chu đáo. Xem ra là người biết cấp bậc lễ nghĩa, hơn nữa hiếu thuận. Với người như vậy trong lòng Diệp Phàm có chút yêu quý. Đừng khách sáo, cậu là con trai của Trần Lão, tôi cùng Trần Lão tình cảm như cha con. Diệp Phàm cười nói, lấy thuốc ra hỏi. Có hút không? Trần Quân nhận thuốc nhưng vội vàng nói. Không được, công tử, ngài là ân nhân của cha tôi, làm như vậy thất lễ, Trần Quân tôi không phải người như vậy. Công tử nói vậy sẽ khiến tôi là người vô tình vô nghĩa, tuyệt đối không được, tôi còn gọi anh là công tử. Nếu không thì cha tôi đập tôi chết. Thấy thái độ kiên quyết của Trần Quân, Diệp Phàm nghĩ đến tính tình quái dị của lão Trần, xem ra Trần Quân thực sự không nghe lời mình Trần Lão sẽ đuổi anh ta đi. Nếu vì việc xưng hô mà cha con họ bất hòa cũng không ổn. Cũng không tranh cãi nữa, nói cũng vô dụng. Vậy cậu ngồi xuống, chúng ta uống mấy chén rồi nói sau. Được. Trước tôi kính ngài một ly. Trần Quân không từ chối, dù sao cũng là thời đại hòa thượng mới. Rượu thịt mặc chàng quá, Phật tổ ở trong lòng. Cách cách, hai người uống liên tục ba chén, nhấm nháp đồ ăn, cũng không còn xa lạ. Trần Quân không nói gì, vẫn buồn như đầu bữa, buồn ngẩn người. Trần Quân rốt cuộc sao lại thế này, giải thích mọi chuyện có lẽ tôi còn có cách giúp cậu. Diệp Phàm nói, ngài là ân nhân của nhà chúng tôi. Tôi không dối ngài, việc này nói ra thật mất mặt, ôi. Trần Quân có chút u uất. Việc xuất gia của cậu liên quan đến một người đàn bà, nói rõ ràng xem, hừ. Diệp Phàm đang ngồi tức quá tự nhiên hừ nói. Bị Diệp Phàm chấn động, Trần Quân giật mình thầm nghĩ Diệp tiên sinh chẳng lẽ là cao nhân, nghe cha nói người này công lực sâu không lường được, chẳng lẽ đó là sự thật. Một thiên tài 21 tuổi, không thể nào. Cậu nhóc này trong lòng nghĩ nhưng miệng nói. Vài năm trước, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học liền đạt đến tam đẳng, cũng chính là thuần hóa chi cảnh. Vốn tưởng rằng có thể đi khắp cả nước, lúc đó rất hăng hái, cha tôi lại chỉ trốn trong nhà luyện côn, với tôi thì việc gì cũng không quan tâm. Nhân dịp nghỉ hè không có công việc, tôi định đến tỉnh Việt Đông chơi, nghe nói nơi đó kiếm tiền tốt, cho nên, phải đi. Tốt nghiệp đại học, cậu học trường gì? Diệp Phàm hỏi. Oxford. Trần Quân vừa nói ra hai chữ đó Diệp Phàm kinh ngạc không nói nên lời, thầm nghĩ mẹ kiếp, cũng quá lợi hại, không ngờ Trần Khiếu Thiên là một đồ cổ lại có thể nuôi dưỡng một đứa con đi học nước ngoài, hơn nữa còn tốt nghiệp Oxford. Thói đời thật sự không thể biết hết được, ai dám tin một hòa thượng đã từng đi học mà còn là Oxford. Diệp Phàm nghĩ,
nâng chén rượu lên không ngờ bên trong không có rượu nhưng cũng đưa lên miệng làm Mai Tử Thiếu chút nữa cười ra thành tiếng, vội vàng đến giúp hắn rót rượu. Lúc đó tới thành phó ngư đồng của tỉnh Việt Đông, ven bờ biến quen với Hạnh Nhi. Qua một thời gian, chúng tôi thân thiết, lúc đó tôi giấu chuyện học đại học, tuy nhiên Hạnh Nhi cũng không ghét bỏ tôi, vẫn rất tốt với tôi. Sau đó có phân công công tác, tôi cũng không đến nhận, ở thành phố Ngư Đồng, tìm nhà xưởng đi làm. Một năm sau, tôi cảm thấy thời cơ chín mồi, mang lễ vật lần đầu tiên đến nhà họ Đoàn. Ôi không thể tưởng tượng được, cha của Hạnh Nhi không ngờ là chủ tịch thành phố Ngư Đồng Đoàn Hải Thiên, đường đường là cán bộ cấp sở. Nói đến đây Trần Quân kêu lên, uống non nửa bình Mao Đài, mặt lập tức đỏ lên. Đoàn Hải Thiên, hình như đã nghe nói qua. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng và lục lại trí nhớ, không lâu thì nhớ ra. Lúc đó ở thị trấn Ngư Dương, khi Lâm Tuyết là chủ tịch thị trấn, bí thư Thông Quy Lĩnh vì bọn nhỏ hủy tường đè chết, lúc đó chính mình vội về Quy Lĩnh chịu tang, gặp một ông già, người này có biệt hiệu Bắc Sơn nhất tiểu tử hình nữ gọi là Âm Vô Đao. Khuôn mặt tròn, công lực sâu không lường được, lúc đó chính mình đã cùng tỉ thí mấy chiêu, ông lão giả thua mình, còn tặng một tượng điêu khắc gỗ chính mình. Sau đó ông lão có nhắc đến chủ tịch thành phố Ngư Đồng Đoàn Hải Thiên là một cao thủ lục đẳng. Không phải là cha của Đoàn Hạnh Nhi bạn gái của Trần Quân chủ tịch thành phố Ngư Đông Đoàn chính là Âm Vô Đao Đoàn Hải Thiên. Tên và chức quan đều giống nhau hẳn là cùng một người. Đoàn Hải Thiên là một cao thủ, xem ra cậu đánh không lại ông ấy. Diệp Phàm hỏi. Trần Quân đột nhiên tròn xoe mắt, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bởi vì Trần Quân biết cha mình cũng không đem chuyện của mình nói cho Diệp Phàm. Hình như Diệp Phàm còn không biết nhà họ Trần có con trai đi. Vị ân công này sao lại biết Đoàn Hải Thiên? Ha ha, đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng chỉ nghe người khác nói. Diệp Phàm cười cười. Ừ, tôi lúc đó công khai quan hệ giữa tôi và Hạnh Nhi muốn Đoàn Hải Thiên đồng ý, không ngờ Đoàn Hải Thiên căn bản khinh thường tôi. Trần Quân vẻ mặt u ám. Bình thường. Người ta đường đường là quan lớn cấp sở, cậu chỉ là một học sinh. Diệp Phàm nói. Không phải, thật ra nếu Đoàn Hải Thiên không đồng ý tôi còn có thể nhưng hình như là bà xã của ông ta không thích tôi, hình như chê tôi xuất thân thấp hèn. Trần Quân vẻ mặt bối rối. Sao cậu lại không kìm nổi, động nắm tay không ngờ đến cửa sắt đúng không? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Ừ, lúc đó tôi cũng có chút hung hăng, bóp nát một chén thủy tinh. Thầm nghĩ có bản lĩnh làm kinh sợ đến nhà họ Đoàn. Tưởng người nhà họ Đoàn sẽ kinh ngạc đứng lên, ai ngờ, không như mong muốn, bọn họ tất cả đều lộ vẻ khinh miệt. Trần Quân cúi đầu. Xem ra cậu nói cậu là người có bản lĩnh, Hạnh Nhi theo mình không thiệt, sẽ được hạnh phúc có phải hay không? Ha ha! Diệp Phàm cười. Ừ, lúc đó tôi không phải uy hiếp nhà họ Đoàn, mà là suy nghĩ như vậy. Sau đó Đoàn Hải Thiên nhìn con ông ta. Tên là Đoàn Trác, cậu nhóc này cười nói. Thằng nhóc muốn khoe khoang cũng phải chọn đúng chỗ, quan công trước mặt cũng dám đùa giỡn. Tôi đương nhiên không phục, đưa ra lời thách đấu. Kết quả, đương nhiên là thua thảm hại. Đoàn Trác là cao thủ từ đẳng thứ hai, tôi mới tam đẳng. Trần Quân nói đến đây, vẻ mặt nhăn nhó. Cậu thua sau đó nói là muốn thì đánh thắng rồi trở về tìm Hạnh Nhi đúng không? Diệp Phàm. Ừ. Sau khi về nhà tôi tìm cha tôi, ông ấy không để ý đến tôi, nói là vì một người phụ nữ không đáng. Tôi cãi nhau ầm ĩ với cha rồi bỏ nhà đi, du lịch khắp nơi, chính là muốn bái sư học đạo. Sau khi tới Ngũ Đài Sơn, nghe nói đại sư Hồng Lâm của Định Quang Tự là cao thủ liền đến đó, muốn học võ công. Trần Quân nói tới đây Diệp Phàm thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, thầm nghĩ thằng nhóc này cơ bản là không ngốc, vì muốn cưới Hạnh Nhi mà đến hòa thượng cũng muốn vào. Hiện tại học được những gì rồi? Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Chương 940, ý của anh là. Học thì học được một chút, tuy nhiên Hồng Lâm Đại Sư nói, phải sau 5 năm mới dạy công phu cho tôi. Hiện tại đã 3 năm nhưng tôi cảm thấy có chút không được. Hạnh Nhi bên đó có còn chờ không, chỉ có điều tôi không dám gặp cô ấy, nhìn bộ dạng của tôi thế này gặp cô ấy thì nói như thế nào? Trần Quân vẻ mặt buồn so. Xem ra không nói dối. Cậu đánh không lại con trai của Đoàn Hải Thiên, cậu nghĩ lại xem, cậu phải 2 năm nữa mới có thể học được võ công của Hồng Lâm Đại Sư, có lẽ vị sư đó cố làm ra vẻ huyền bí. Cuối cùng chỉ có cậu là công dã tràng, chỉ sợ đến lúc đó cũng đã chậm.
Mặc dù Hồng Lâm Đại Sư thật sự là cao thủ siêu cấp, nhưng cậu sao có thể khẳng định Đoàn Hải Thiên không phải là cao thủ siêu cấp? Hơn nữa, công lực của cậu phát triển, Đoàn Hải Thiên chẳng lẽ không tiến bộ, cho nên, cậu có đùa không? Câu nói cuối cùng của Diệp Phàm như đạn nổ bên tai dập tắt mọi hy vọng của Trần Quân. Tuy nhiên, lúc đó sao cậu không đưa Hạnh Nhi chạy đi, đến khi có đứa con, gạo đã nấu thành cơm, có khi nhà họ Đoàn sẽ nhận người. Không được, Trần Quân tôi không phải là người như vậy, và lại Hạnh Nhi cũng lưu luyến gia đình. Lúc đó Hạnh Nhi nói muốn cố gắng cùng tôi. Trần Quân lắc đầu, xem ra tư tưởng của cậu ta cũng giống cha cậu ta, cây ngay không thay đổi. Gan bướng, lúc cậu có thể luyện thành, xem ra cũng đã là một ông già, chẳng lẽ Hạnh Nhi là một bà già cậu lại đi cưới cô ấy? Diệp Phàm đập bàn, chén trà trên bàn nảy lên. Công tử, xin cậu giúp tôi, về sau tôi làm mọi việc đều là vì công tử. Thịch một tiếng, Trần Quân không ngờ quỳ gối xuống đất. Mẹ kiếp, có phải Trần Lão cho mình cần phải làm, hẳn là không phải. Diệp Phàm loại bỏ suy nghĩ này. Sao không tìm cha cậu? Ông ấy là cao thủ thất đẳng. Cha nói không lo chuyện của tôi, hơn nữa, ông ấy nói võ công đều là do công tử cho ông ấy, bảo tôi đến tìm cậu. Trần Quân nói thẳng ra. Xem ra Trần Lão cố ý để con trai ông giúp mình, Diệp Phàm trong lòng thầm cảm kích. Cậu hiện tại đạt đến cấp nào? Diệp Phàm hỏi. Tứ đẳng nhất phẩm. Trần Quân nói. Vậy cậu đoán Đoàn Trách hiện tại có thể đạt đến cấp nào? Diệp Phàm hỏi. Ước chừng là tứ đẳng nhị phẩm, hẳn là không vượt qua tam phẩm. Trần Quân nói. Đưa tay đây. Diệp Phàm không khách khí ra lệnh. Kiểm tra toàn bộ kinh mạch của Trần Quân, trong lòng Diệp Phàm mừng rỡ. Bởi vì cái cốt của Trần Quân không tồi, nếu có Lôi Âm Cửu Long Hoàn hỗ trợ chắc chắn có thể bước vào tứ đẳng nhị phẩm, thậm chí tam phẩm cũng có thể. Bỗng nhiên nhặt được một cao thủ, Diệp Phàm không vui mới là lạ. Thật ra, Diệp Phàm cũng hiểu được. Trần Khiếu Thiên như vậy chính là muốn giao con trai cho mình. Có lẽ Trần Khiếu Thiên tính tình cố hủ không hợp với con trai. Có nghĩ là có thể vượt qua Đoàn Trác? Diệp Phàm nhẹ nhàng hỏi, nhưng Trần Quân nghe như một tiếng sấm, miệng giật giật vài cái nói. Ừ, tốt, tôi có phương thuốc, cậu đi phối thuốc đi. Diệp Phàm lấy bút viết ra phương thuốc. Tuy nói hiện tại không có thái tuế linh dịch để phối chế Lôi Âm Cửu Long Hoàn nhưng thịt chăn may mắn còn một ít. Tuy không thể thay thế thái tuế linh dịch nhưng nhất định có hiệu quả. Nếu có thể kết hợp với sâm nhiều năm, hơn nữa lần trước nhà họ Mai có Hà Thủ Ô trăm năm tuổi, chắc chắn là có hiệu quả. Trần Quân mừng rỡ. Lô Vĩ trong nhà cậu có sâm rừng này không? Diệp Phàm hỏi, sâm vài chục năm không dễ tìm, nhà có cũng cất làm của quý. Những đồ quý như vậy vô giá không thể mua. Bao nhiêu năm? Lô Vĩ hỏi. Đương nhiên càng lâu càng tốt. Ít nhất cũng phải vài năm mới được. Diệp Phàm nói. Em hỏi chút. Lô Vĩ dập điện thoại. Sâm trên núi Trường Bạch thằng nhóc con cũng muốn, cần để làm gì, đó không phải là củ cải để nhổ đâu. Cha của Lô Vĩ Lô Bạch Vân tức giận nói. Việc này có thể không hỏi hay không? Lô Vĩ đến sát người bố cười nói. Không hỏi thì đừng có mơ, đi ra đi, đừng đến làm phiền bố nữa. Lô Bạch Vân tức giận mắng. Cần làm gì? Lúc này Lô Tiên Giật trưởng họ Lô đột nhiên mở mắt, nhìn chăm chú Lô Vĩ. Cậu nhóc gái gãi đầu nói. Đại ca của cháu nói cần, càng lâu năm càng tốt. Lô Tiên Giật vừa nghe đưa mắt nhìn Lô Bạch Vân như trao đổi. Thật ra là có, đại ca của cháu thì có thể cho, tuy nhiên, nhà họ Lô chúng ta buôn bán không thể cho không, đại ca của con lấy cái gì để đổi? Lô Bạch Vân thản nhiên nói. Hắn chưa nói. Lô Vĩ ngừng lại một chút, nhìn cha và bác cả, đột nhiên nói. Ba, nhà chúng ta không thiếu tiền, đại ca đối với con rất tốt, một cây nhân sâm thì cho anh ấy đi. Hừ, thằng nhóc này chắc chắn không nói thật thì không cho, sâm rừng là do tổ tiên chúng ta để lại, dùng một cây thì ít đi một cây. Những năm gần đây, vì bảo tồn mà nhân sâm còn cất giữ để phòng, mỗi năm cũng không dưới 50 ngàn. Lô Bạch Vân nói. Xem ra Lô Vĩ không nhận tội thì không có được nhân sâm. Con cũng không rõ đại ca cần làm gì. Tuy nhiên, con biết công lực của đại ca không dừng ở ngũ đẳng. Lô Vĩ quyết định tung ra cái gì đó mạnh mẽ nhất mà người trong nhà chưa biết. Không dừng ở ngũ đẳng. Không thể nào, thằng nhóc đó có thể đạt đến ngũ đẳng đã là thiên tài.
Ở Trung Quốc chúng ta, không có nghe nói đến bằng đó tuổi đã là cao thủ lục đẳng. Đó chỉ có thể là chuyện cổ tích. Lô Bạch Vân căn bản không tin những gì Lô Vĩ nói, chính Lô Tiên Giật cũng tỏ vẻ nghi hoặc, đưa mắt nhìn Lô Vĩ nói. Tiểu Vĩ, sao cháu biết hắn không dừng ở ngũ đẳng? Lần trước ở Thủy Châu đã cùng Hắc Miêu Thượng Thiên đồ chuột bay âm ra sơn tỉ thí. Lô Vĩ nói, thần chân là ai? Lô Tiên Giật mặt biến sắc, hỏi. Không rõ, đại ca lúc đó có nói thần chân đối với câu ngũ tỷ có việc liên hệ với nhà họ Lô chúng ta. Lô Vĩ lắc đầu. Nam Hải Nhất Trần Cước Mạc, Phi Điêu Ưng Tây Cương Ba Ly Miêu Đông Phương Thổ Địa. Lô Tiên Giật miệng đột nhiên nói ra câu vẻ, Lô Vĩ nghe không hiểu, Lô Bạch Vân có vẻ suy nghĩ. Nhìn thấy Lô Vĩ không hiểu, Lô Bạch Vân thở dài, nói. Lô Vĩ, bốn người này chính là bốn cao thủ của Trung Quốc, mỗi người đều thất đẳng, hơn nữa, tuổi chưa quá 32, ít nhất thì tiểu thư thứ tư mới 30 tuổi, là thiên tài. Lợi hại, 30 tuổi đã thất đẳng, đó thật sự là thần. Lô Vĩ không kìm nổi thở dài nói. Có lẽ Diệp Phàm nói thần chân chính là Nam Hải Nhất Thần Cước, người này gọi là Câu Trần Âm nghỉ ngơi. Thường xuyên tự xưng là con cháu của Câu Trần Đại Đế. Hơn nữa, nhìn hơi giống Hắc Toàn Phong Lý Giật, cho nên có tên gọi Câu Trần Âm nghỉ ngơi ở lục bàn trên đảo Hải Nam, đảo này có mấy chục ngàn nhân khẩu. Lô Tiên Giật nói, chắc chắn là y, Diệp Phàm nói vậy thì chính là gọi Câu Trần Âm quỳ, hai người này xem ra có gì khúc mắc, đó không biết là gì. Lô Bạch Vân phân tích, trên mặt có chút hoảng sợ, Lô Tiên Giật cũng hơi biến sắc. Bạch Vân, ý của cậu là cậu nhóc đó đã đạt đến thất đẳng. Lô Tiên Giật cau mày. Chắc hẳn là không có khả năng, chú, người 21 tuổi đạt đến thất đẳng, trên đời không có khả năng này. Lô Bạch Vân nói. Tuyệt đối là không có khả năng. Lô Tiên Giật nói, nhìn Lô Vĩ nói. Người Trung Quốc đạt đến thất đẳng ít nhất cũng phải 30 tuổi. 21 tuổi thì nếu luyện công từ trong bụng mẹ thì có khả năng, nội lực tích lũy không phải một thời gian ngắn có khả năng hoàn thành. Nghi thức xối nước lên đầu, đâm huyệt truyền công pháp đều là trong truyền thuyết. Có là có loại tuyệt kỹ, nhưng không có khả năng nâng cao nội lực. Nói như tiểu thư Phượng Tứ mà nói, sư phụ cô dùng kinh lực, mất mười mấy năm, hơn nữa còn có dược liệu hỗ trợ cũng tới 30 tuổi cô mới đạt đến sơ bậc thất đẳng. Hơn nữa, việc đó rất mạo hiểm. Chỉ một sơ ý, có khả năng kinh mạch đều bị hủy có thể dẫn đến chết người. Đây là công pháp tuyệt mật, sự thành công ấy xem còn không đến hai người. Cho nên, mặc dù có việc này nhưng cũng không dám dùng. Huống chi, trên đời này có mấy gia tộc có được công pháp tuyệt mật này. Trong điều kiện mạo hiểm như vậy, nếu dựa vào điều này để 21 tuổi đạt được thất đẳng tuyệt đối không có khả năng. Đúng, tôi cũng đồng ý với suy nghĩ của chú. Xem ra sau lưng Diệp Phàm có siêu cao thủ, nếu phải giải quyết khúc mắc cùng Nam Hải thần chân thì vị cao thủ kia chắc chắn sẽ lộ diện. Xem ra đẳng cấp sẽ không thấp. Lô Bạch Vân nói, vẻ mặt đầy khát khao. Cao thủ thất đẳng, chính là người mà tôi muốn thấy. Lô Tiên Giật vẻ mặt sáng lên, vung mạnh tay, nói. Bạch Vân, mở căn phòng bí mật, lấy một cây sâm ra, bảo Lô Vĩ lập tức đưa đi. Người tài nhà họ Lô chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Cháu lập tức đi lấy. Bạch Vân cầm lấy chìa khóa trong tay Lô Tiên Giật. Lô Vĩ đương nhiên nói tin tức tốt cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe xong trầm ngâm một lát nói. Như vậy đi Lô Vĩ, một năm cậu đi đã đạt đến nhất phẩm tứ đẳng, lần trước bị câu ngũ tỷ đánh thắng, cậu cũng đến đây đi, có lẽ có cơ hội. Đại ca, có phải có thể tăng lên một bậc? Lô Vĩ giọng run run, rất kích động. Bên cạnh Lô Tiên Giật và Lô Bạch Vân đều dựng hết lỗ tai lên. Có khả năng, ha ha, xem vận may của cậu. Diệp Phàm cười trên địa. Có phải là đề công cho người? Lô Bạch Vân không kìm nổi hỏi. Đại ca nói là có khả năng. Lô Vĩ nói, cầm lấy đồ muốn đi. Ba với con cùng đi. Lô Bạch Vân nói. Chương 941, địa vị của Hứa Vạn Sơn. Không ổn, Bạch Vân. Xem ra vị cao nhân kia đang ẩn thân trong nhà Diệp Phàm. Người ta chưa có lời cậu ngàn vạn lần đừng tự đi tìm mà mất mặt. Cao nhân có tính cách của cao nhân, nhà họ Lô chúng ta không thể phiền đến người ta. Lô Tiên Giật khoát tay áo, Lô Bạch Vân đang ngạc nhiên cũng bình tĩnh trở lại, ngượng ngùng cười nói. Cháu quan tâm tới Lô Vĩ quá nhất thời quên mất việc này. Không cần lo lắng, Lô Vĩ có người đại ca này,
sau này có được sự dạy dỗ thoải mái, ha ha. Lộ Tiên giật ít khi cười thoải mái như vậy. Chú, đến lúc đó nếu thật sự phải tỉ thí với nhà họ Phượng chúng ta có nên mời Diệp Phàm đến xem cuộc chiến? Lộ Bạch Vân hỏi. Muốn thì thật ra muốn chỉ sợ người ta không chịu đến, việc này sau này nói sau. Lộ Tiên giật trên mặt có chút lo lắng. Gần đây bốn dòng họ kinh doanh ở Thủy Châu thì nhà họ Phượng và nhà họ Lô có chút khúc mạnh, đã thành nước với lửa. Giải quyết bằng vũ lực đã cấp bách, nhà họ Phượng đã có lời mời, nói là hai bên có thể mời bạn bè cùng hỗ trợ, luận võ để quyết định thắng thua. Việc này lưu truyền đã lâu, nhà họ Lô bị bắt buộc, đành phải kiên trì ứng chiến. Tuy nhiên trưởng lão của nhà họ Phượng, Phượng Xí Diêu đã đạt đến thất đẳng thứ hai, nhà họ Lô Lô Tiên Giật mới gần đến thất đẳng thứ nhất phẩm. Tuy nói có kém nhất tiểu phẩm, nhưng công lực thâm hậu bên ngoài phần thắng không lớn. Đối với hai lão nhân gần 90 tuổi, nếu so sánh, rất có khả năng một người sẽ mất mạng. Nhà họ Lô như ngồi trên đống lửa, gần đây đã hoạt động khắp nơi, muốn kéo vài người bạn đến, tuy nhiên, hy vọng không lớn. Bởi vì, mời đến phải mời cao thủ, dưới ngũ đẳng thì mời đến cũng vô dụng. Tỷ thí lần này là đẳng cấp cao tỷ thí. 10 người ngũ đẳng còn không bằng một người lục đẳng. Huống chi, ngũ đẳng còn khó tìm chứ đừng nói đến lục thất đẳng gì cả. Lộ Tiên Giật đã chuẩn bị cho việc vào quan tài, đến lúc đó thật sự không được, bỏ dở cuộc đọ sức, trước khi chết cũng phải có cái đệm lưng. Ít nhất phải làm trọng thương Phượng Xí Diêu, đi đến địa phủ chỉ là vấn đề vài năm sau thôi. Việc này cũng là để giữ thể diện cho nhà họ Lô ở Thủy Châu. Một đêm qua đi. Cùng với sự quan tâm chặt chẽ của Diệp Phàm và Trần Khiếu Thiên, Trần Quân từ nhỏ đã được CG Trần Khiến Thiên luyện nội lực, hơn nữa lại có đài Phật giúp, mọi mặt đều tốt, còn có Hà Thủ Ô trăm năm, Nhân Sâm 50 năm hỗ trợ, còn có cả thịt chăn. Trần Quân tay đấm chân đá trong sân vừa quay lại. Trần Quân đã đến ngũ đẳng phải không? Trần Khiếu Thiên giọng có chút run sợ, thật ra rất quan tâm đến con trai. Nhìn bề ngoài có vẻ như Trần Khiếu Thiên chẳng quan tâm đến con trai. Nhưng thực ra không gì bằng tình cha con. Phịch, Trần Quân không ngờ quỳ gối trước mặt Diệp Phàm như người luyện võ vẫn giữ lễ nói. Trần Quân có thể có hôm nay, tất cả đều là do công tử ban tặng, về sau, cuộc đời Trần Quân giao cho công tử. Thằng nhóc này, cuối cùng đạt đến ngũ đẳng phải không? Trần Khiếu Thiện nóng nảy. Trần lão đừng nóng vội, cậu ta tới rồi, ha ha. Diệp Phàm cười. Dạ. Trần Quân dạ một tiếng, Trần Khiếu Thiên không ngờ rơi lệ. Không lâu, Lô Vĩ cũng quay lại, từ xa đã hô lên. Đại ca, thật sự là thần, tứ đẳng nhị phẩm, cầu ngũ tỷ kia nếu gặp lại bố nhất định phải đánh cho cô không gọi được mẹ. Tự cao tự đại. Diệp Phàm hừ nói. Đại ca có ý gì? Lô Vĩ vẻ mặt không hiểu. Ý gì, cậu mà gặp lại Thượng Hải Nam cầu ngũ tỷ kia còn phải thành phân heo. Cô gái đó không đơn giản. Ước chừng thực lực có tứ đẳng tam phẩm hoặc là đỉnh bậc, cậu thôi muốn đánh y thành đầu heo đi, hai năm sau có được không? Diệp Phàm mỉm cười. Xui xẻo. Lô Vĩ lập tức xị xuống. Ha ha, tuy nhiên, nếu sử dụng khai bi thủ của nhà họ Lô các cậu có lẽ có thể làm cô ta bị thương. Dù sao cô ta cũng là con gái, thân thể trời sinh không bằng cậu, việc gì phải bực mình. Diệp Phàm cười nói. Không nói sớm, làm hại tôi uống công. Lô Vĩ nói tất nhiên là kích động chạy về nhà báo công. Lô Tiên Giật và Lô Bạch Vân vẫn chưa ngủ, kỳ thực đang căng thẳng chờ đợi. Trong một năm Lô Vĩ có thể nâng cao một bậc, bọn họ nghe xong khiếp sợ nhưng cũng rất phấn chấn. Đương nhiên bọn họ hứng thú là ở việc khác. Lô Vĩ, có gặp cao nhân kia không? Lô Bạch Vân vẻ mặt tươi cười, hỏi. Cao nhân cái gì, không gặp? Lô Vĩ lắc đầu. Không có cao nhân. Không có khả năng là Diệp Phàm có thể làm nội lực của con thay đôi. Phải biết rằng mặc dù có dược phẩm hỗ trợ nhưng xa khi ăn vào nội công bị cuồng loạn vây bên trong, đối với cơ thể rất đáng sợ. Không có cao thủ lục đẳng thậm chí thất đẳng theo dõi, dùng nội lực dũng mãnh của họ khống chế giúp thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lộ Tiên Giật hiển nhiên cũng không tin. Thực ra không có, đại ca ở trong căn phòng bí mật với con. Tuy khi uống thuốc nội lực con có chút bạo động nhưng con vẫn có cảm giác. Đều là đại ca đặt tay lên người con. Lô Vĩ nói chắc chắn. Con chắc chắn. Lô Bạch Vân hiển nhiên không tin, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cũng khó trách bọn hắn không tin. Diệp Phàm nhiều nhất cũng ngũ đẳng,
ngũ đẳng tuy nói cũng có thể xưng là bước vào nhóm cao thủ hạng hai đỉnh bậc. Ngũ đẳng cao thủ không thể có hơi thở nội kình, mặc dù thông qua kinh mạch trên tay cũng không thể truyền nội lực được. Chủ có người luyện võ công đạt đến lục đẳng hạng nhất cao thủ, mới có thể làm ra một tia nội lực thông qua tiếp xúc cơ thể. Ví dụ như dùng tay để truyền nội lực trợ giúp người khác. Cao thủ lục đẳng chỉ có thể nói là vừa mới có nội lực, chưa thể vận dụng một cách thành thạo. Vận dụng thuần thục ít nhất cũng phải cao thủ bát đẳng siêu cấp mới được. Vâng, thật là không có người khác. Lô Vĩ gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cha và trưởng lão, nói. Tuy nhiên, bên cạnh đại ca có một ông lão, họ Trần. Họ Trần chẳng lẽ là người của nhà họ Trần, không phải ông ta chứ? Lô Bạch Vân nói. Không phải là cao thủ, Trần lão chỉ là quản gia của đại ca, cả ngày canh cửa cho đại ca. Tòa nhà của đại ca trên núi nhỏ, bên ngoài có bảo vệ canh cửa. Trần lão là người canh cửa lớn, trước kia con cũng đã gặp ông ấy. Khi con vừa mới phóng ra hết nội lực quy lại thấy con trai của Trần lão quỳ trước mặt đại ca cúi chào, nghe nói công lực của anh ta đã tăng lên ngũ đẳng, lợi hại. Anh ta hình như lớn tuổi hơn con, hơn nữa là một hòa thượng. Lô Vĩ có vẻ chua xót nói. Một hòa thượng. Lô Tiên giật nhắc lại một câu, rơi vào trầm tư. Xem ra đại ca cháu càng ngày càng thần bí, ta có cảm giác bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều cao thủ. Cao thủ ngũ đẳng quỳ gối trước hắn, chẳng lẽ hắn là môn phái ít tông chủ, đến Hồng Trần bắt đầu luyện công? Lô Bạch Vân nói đầy nghi vấn. Đang tiếc, ôi, nhà họ Lô chúng ta hiện nay trừ chú của con, không có một ngũ đẳng cao thủ nào. Chính ta thân thể kém, đến bây giờ vẫn chỉ ở tứ đẳng đỉnh bậc, không thể đến cảnh giới ngũ đẳng. Ngũ đẳng ư? Với ta mà nói, là một ngọn núi không thể vượt qua. Lô Vĩ, con phải quý trọng, về sau con là trụ cột của nhà họ Lô. Nhà họ Lô có hưng thịnh hay không phụ thuộc vào con. Còn đại ca Diệp Phàm của con phải nghe lời hắn, nhớ kỹ phải nghe lời hắn biết không? Con hiểu rồi. Lô Vĩ nghiêm túc gật đầu, nghĩ một lát rồi nói thêm. Ba, nếu thì cứ đem một chút dược liệu đi, bảo đại ca giúp ba, nói không chừng có biện pháp. Việc này sợ không ổn, đại ca của con đồng ý giúp con, đó là vì hắn cho rằng con đáng giá. Ta tuy là cha con, nhưng hắn chưa chắc chịu giúp ta. Đây là nhất mã về nhất mã, không thể lẫn lộn. Hơn nữa, người đề công cũng không dễ dàng, vận khí là quan trọng, thứ hai là người cũng có tổn thương nhất định. Như trưởng lão nhà chúng ta, là cao thủ thất đẳng, so với đại ca người lợi hại hơn nhưng ông ấy cũng không giúp được ta. Đó là bởi vì ông ấy không có phương pháp, thứ hai là nhà chúng ta cũng không có phương pháp phối chế dược liệu. Con là người rất may mắn, có một đại ca như vậy. Lô Bạch Vân giọng đầy mất mát, ngồi xuống ghế. Tiền hắn có nhận không? Lô Tiên giật hỏi. Không, 200.000 con đưa cho đại ca, nhưng anh ấy nói không cần, nói chúng con là anh em, không nói chuyện này. Lô Vĩ lấy từ trong túi ra chi phiếu 200.000 đưa trả lại cho cha. Còn nữa Bạch Vân, nghe Lô Vĩ nói Diệp Phàm xem ra có sư phụ, NSNG nói là môn phái thiếu chủ hẳn là không có khả năng. Hơn nữa gia cảnh của hắn đơn giản, cũng không phải dòng họ từ xa xưa. Nếu hắn thích tham gia vào chốn quan trường, nhà họ Lô chúng ta liền lợi dụng lực ảnh hưởng trong quan trường để giúp hắn. Tin rằng hắn sẽ thấy tình cảm này, không cần chúng ta nói chúng ta giúp hắn, hắn sẽ ghi nhớ. Lô Tiên giật khoát tay áo. Việc này con nhớ rõ. Nghe nói đại ca lần này đến Thủy Châu chính là vì chạy dự án ở Sở Nông nghiệp và Sở Giao thông. Hình như một là dự án về việc khai thác trà, phải triển nông nghiệp, một là xây dựng quốc lộ thiên tường của huyện Ma Xuyên. Nếu không để cô nói một tiếng trước với Sở Nông nghiệp và Sở Giao thông, coi như lớn hơn cả một ân tình. Con cảm thấy nhà chúng ta nợ hắn rất nhiều, đại ca lại là người trọng tình nghĩa, luôn luôn giúp đỡ con, nhưng nhà chúng ta chưa một lần đền đáp. Lô Vĩ nói. Đến lúc đó đại ca con không làm được rồi nói sau, ta sẽ bảo Minh Châu gọi điện thoại. Tuy nhiên, chú con xem ra phải về tỉnh. Lô Bạch Vân nói. Về tỉnh thành, đề bạt nữa. Vị trí gì? Lô Vĩ rất cao hứng nói. Tạm thời còn chưa có quyết định. Chú con làm phó chủ tịch thường trực thành phố Mặc Hương, trước đó bí thư thành ủy Hứa Vạn Sơn không biết đắc tội với người nào, không ngờ bị liên lụy tới mấy cấp cục trưởng, cấp giám đốc sở. Một lãnh đạo tỉnh ủy viên thường vụ tỉnh ủy cuối cùng có kết cục như thế, cũng thật sự là lạ. Lô Bạch Vân nói.
Nếu chú có thể ngồi vào ghế vàng của thành phố Thủy Châu thì tốt rồi, ít nhất cũng ngang giám đốc sở. Lô Vĩ hai mặt sáng lên. Chương 942, dòng họ Câu Trần tức giận. Chủ tịch tỉnh, con cũng dám nghĩ sao, không phải dễ dàng như vậy. Xem ra có thể có được chức phó bí thư quản lý đảng quần chúng đã là tốt rồi. Lô Bạch Vân lắc đầu nói. Cùng lúc đó, phó bí thư kiêm chủ tịch quận Thông Đô Túc Nhất Tiêu đang ở trong nhà của lãnh đạo tỉnh gặp đùi gà nhập khẩu. Chậm một chút, cậu bé, kẻo nghẹn. Bên cạnh một bảo mẫu giống như mẹ nói đầy yêu thương. Mợ, đùi gà này ngon quá, ha ha. Túc Nhất Tiêu không ngờ giống như đứa trẻ lớn đầu mỉm cười. Ngon thì ăn nhiều một chút, đây chính là cậu của con mang về từ nước ngoài. Bà mẹ nói, cậu, con đến Ma Xuyên gặp Trang Thế Thành đúng không? Túc Nhất Tiêu vừa gặm đùi gà vừa hỏi người phụ nữ bên cạnh. Người này là người có địa vị thứ hai ở Nam Phúc, phó chủ tịch tỉnh là cậu của Túc Nhất Tiêu, bên cạnh là bà xã của ông ta Ngô Chân Dung. Còn không phải. Kiều Chí Hòa không ngẩng đầu vẫn nhìn vào tờ báo, còn nói thêm. Tuy nhiên, tôi đã gọi điện cho lãnh đạo của Đức Bình rồi. Ông ấy nói sao? Túc Nhất Tiêu vội vàng hỏi, chuyện này liên quan đến việc đề bạt chính mình, nên rất hăng hái. Thái độ của người này không rõ ràng, đừng lo lắng. Ông ta không căng nổi vài ngày sẽ phải đồng ý. Kiều Chí Hòa nói chắc chắn. Mấu chốt là ở Trang Thế Thẳng kia, người này được điều từ nơi khác đến. Trước đây ta với ông ấy không quen biết, tuy nhiên, khi Đức Bình phát triển, luôn luôn không tách rời sự ủng hộ của tỉnh. Nghe nói Chủ tịch Địa khu Vương Nhân lễ mừng năm mới đã đề cập đến chuyện chính thức bổ nhiệm chức bí thư huyện Ma Xuyên, tuy nhiên Trang Thế Thẳng tạm thời gạt đi. Trang Thế Thẳng quá đáng giận. Huyện Ma Xuyên là một huyện lớn như vậy, để cho một thằng nhóc chưa đến 21 tuổi gây sức ép. Còn định diễn vai đảng chọn, nếu có vấn đề lớn, đầu Trang Thế Thành kia còn giữ được. Túc Nhất Tiêu có vẻ xúc động, thật ra trong lòng bất mãn. Thằng nhóc này, có phải có mâu thuẫn với Diệp Phàm không? Kiều Chí Hòa hình như cảm thấy được cái gì, nghiêm mặt nói. Không, con cùng hắn sao có thể có mâu thuẫn gì? Túc Nhất Tiêu trong lòng hoảng hốt. Vội vàng gặm đùi gà để giấu. Không mâu thuẫn là tốt rồi, mặc dù con đi Ma Xuyên nhậm chức cũng phải có quan hệ tốt với các đồng chí mới được. Quan hệ không tốt thì công tác không tốt được, người ta sẽ ngáng chân ngáng ta con để gây ra phiền toái. Tuy nhiên, tính tình của con, đừng cho là ta hồ đồ, cả ngày chỉ biết hò hét, nghĩ Đức Bình chính là thiên hạ của con, đó là vực sâu, đừng có rơi vào nếu không về sau không đứng dậy được. Kiều Chí Hòa vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Có cậu rồi con còn sợ ai, ha ha. Túc Nhất Tiêu hắng giọng cười nói, tuy chỉ là lời nói nhưng Kiều Chí Hòa nghe được có vẻ thích, mắng. Con là đồ cáo già, không nói nữa. Đảo Hải Nam trong khu rừng sâu bên cạnh hồ nước có một mái hiên thấp thoáng. Sáng sớm một người dáng cao lớn khỏe mạnh bước vào, vẻ mặt như Trương Phi, ánh mắt có vẻ hống hách và thông minh. Anh, cuối cùng anh cũng đã trở lại. Câu Cửu Muội nhìn về phía người đàn ông kêu lên. Khóe mắt ướt nhèm. Người đàn ông này chính là người cầm lái của dòng họ Câu ở lục bàn đảo Hải Nam, được gọi là Hải Nhất Thần Cước Câu Chân Âm Quỳ. Sao lại thế muội muội, gọi ta vội trở về. Người đàn ông yêu chiều vỗ vỗ người em, hỏi. Ngũ tỷ bị người ta làm cho phế. Câu Cửu Muội không kìm nổi, khóc lên đầy thương tâm. Rốt cuộc sao lại thế này, mau gọi ngũ muội ra đây. Câu Chân Âm Quỳ tức giận đập mạnh lên bàn trà. Làm ấm chén bị xô tứ tung, bàn trà cũng kêu rắc rắc. Anh, không có gì chỉ có điều tay trái không cử động được. Câu Ngũ tỷ có vẻ bình tĩnh hơn, nói như việc này do Câu Cửu Muội làm quá lên, lúc đó tập đoàn Địa Tranh Âm Gia Sơn vì chiến thắng tập đoàn Hoành Xương Thượng Thiên Đồ không tiếc một đôi vòng tai ngọc quý của tổ tiên để lại trả thù lao cho Câu Cửu Muội. Mà Câu Cửu Muội lại thích đôi vòng tai này, cho nên bảo Ngũ tỷ đi trợ giúp. Ai ngờ họ gặp Diệp Phàm đang muốn tìm đại ca của họ Câu Trần Âm Quỷ vì muốn tìm công lý cho con của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Giấy Thái Hưng ở Thủy Châu Hồ Trọng Chi. Hồ Trọng Chi chính là bị Câu Trần Âm Quỷ hạ độc thủ hiện nay trở thành người ngốc. Thật ra, Câu Trần Âm Quỷ chính là người giữ bí truyền cắt mạch của họ Câu ở Hải Nam. Mà Diệp Phàm lại một đòn dùng tuyệt thế bí công thiên âm lôi cương chỉ của ông lão Trần Khiếu Thiên làm cho Câu Ngũ tỷ trở lại lục bàn tay trái như bị liệt, không có lực. Không thể linh hoạt tự nhiên. Mà đúng lúc này Câu Trần Âm Quỳ ra nước ngoài xử lý chuyện công ty của dòng họ,
khi Câu Cửu muội gọi điện kêu cứu không thể chạy về ngay được. Câu Trần Âm Quỳ cẩn thận kiểm tra cho Câu Ngũ tỷ rồi nhắm mắt suy nghĩ một hồi. Có ý định dùng bí thuật của nhà họ Câu ở Hải Nam để giải trừ công chỉ của Diệp Phàm trên người Câu Ngũ tỷ, tuy nhiên anh ta cũng không thể. Phải biết Diệp Phàm là cao thủ thất đẳng đỉnh bậc, so với Câu Trần Âm Quỳ còn cao hơn một chút. Mặc dù, Câu Trần Âm Quỳ biết phương pháp giải mạch nhưng công lực không cao bằng Diệp Phàm, cũng không giải được. Hơn nữa nếu cứ bất chấp giải mạch thì dễ làm cho Câu Ngũ tỷ bị trọng thương. Huống chi Câu Trần Âm Quỳ tất nhiên cũng không có phương pháp giải thiên lôi âm cương chỉ. Nhìn thấy Câu Trần Âm Quỳ cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng vốn sắc mặt đã đen nay càng đen, nhìn giống Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, chỉ có điều anh ta không dũng mãnh như vậy thôi. Anh có biện pháp sao? Câu Cửu muội có chút lo lắng hỏi. Chẳng qua là nhà họ Câu đối với Câu Trần Âm Quỳ rất tín nhiệm, thậm chí có thể nói là sùng bái. Trong mắt bọn họ, anh cả không có gì là không LMF được, năm 32 tuổi đã đạt đến cấp độ thất đẳng nhị phẩm. Ở Trung Quốc dậm chân một cái sẽ có người run rẩy chân tay. Nhà họ Câu sừng sững mấy trăm năm lịch sử ở đảo Hải Nam, chưa bao giờ bị tiến công mạnh, tự nhiên cũng nuôi dưỡng những người họ Câu kiêu ngạo ngông cuồng như vậy. Nói trắng ra là ếch ngồi đáy giếng tự cao tự đại mà thôi. Không lâu sau, trong phòng khách hai hàng ghế đều có người ngồi, trung tâm cao nhất là hai lão già, mắt hơi khép. Đó là hai bác của Câu Trần Âm Quỳ. Bác cả, Câu Bách Hán, ngũ đẳng tứ phẩm. Bác hai, Câu Thế Khang, ngũ đẳng nhất phẩm. Ngoài hai bác thì cha mẹ Câu Trần Âm Quỳ cũng là cao thủ ngũ đẳng, sinh 9 người con cả trai lẫn gái. Em thứ hai Câu Khôn, bắt đầu tam đẳng. Em thứ ba Câu Siêu, tứ đẳng mở nguyên. Em thứ tư Câu Hồng, tứ đẳng khai nguyên. Em gái Câu Ngũ tỷ, tứ đẳng tam phẩm. Câu Cửu muội, tam đẳng mở nguyên. Ngoài ra thì các anh em khác đều không luyện võ công vì thân thể cái cốt quá kém, công lực còn không đến nhị đẳng, cũng chỉ hơn người bình thường một ít. Tuy nhiên gia tộc Trần Câu có mấy người vừa rồi xem ra cũng làm cho người Trung Quốc kinh hoàng, ba người tam đẳng, bốn người ngũ đẳng, cộng thêm một người cầm lái. Nhị đẳng cũng lợi hại hơn người bình thường một chú nhưng không tính. Tuy nhiên, thực lực đội ngũ này ra ngoài so với trung tâm của tổ đặc nhiệm A Lang Phá Thiên, vệ sĩ của Trung Nam Hải không kém cỏi chút nào. Đương nhiên, so sánh với tổ nòng cốt thứ 8 của báo săn thì kém hơn một chút. Bởi vì tổ nòng cốt thứ 8 nói thẳng ra là tổ chuyên tấn công, không giống như tổ đặc nhiệm A chỉ là binh sĩ. Thấy Câu Trần Âm Quỳ đang ngủ gật trên ghế, mọi người cũng không ai nói gì, cùng lắm chỉ khoa tay múa chân, giống như người câm điếc. Hai bác của Câu Trần Âm Quỳ vẻ mặt nghiêm trọng ngồi trên ghế hút thuốc. Nhà họ Câu Trần tuy nói thực lực dũng mãnh, cũng có một chút kinh doanh. Nhưng không làm gì thương thiên hại lý, ví dụ như dùng độc, tổ chức đánh lén, lũng đoạn thị trường trong kinh doanh. Phần lớn là kinh doanh trong sạch, chẳng qua có chút khí phách thôi. Dựa vào tài sản mấy trăm năm mà nhà họ Câu tích lũy, tài sản của họ ước chừng đạt đến con số làm người khác phải giật mình, ít nhất cũng không dưới đến 1 tỷ. Người ra tay tên là gì? Câu Trần Âm Quỳ đột nhiên mở hai mắt hỏi. Không rõ lắm, là một người trẻ tuổi, hình như chỉ mới 20 tuổi, cao chưa đến 1m8. Cũng không phong độ đẹp trai đặc biệt, nhìn giống thư sinh, là người cực kỳ bình thường. Hơn nữa trên người không có một chút gì là võ khí luyện võ. Câu Ngũ tỷ khách quan bình luận về Diệp Phàm. Hắn không để lại lời nói sao? Câu Trần Âm Quỳ hỏi. Hắn mở miệng đã nói là thần chân, nói là muốn tìm hắn có thể liên hệ với nhà họ Lô ở Thủy Châu. Hơn nữa hình như hắn biết anh, thật sự là lạ. Câu Cửu muội bĩu môi hừ nói. Rõ ràng trực tiếp bắt Thượng Thiên Đồ để tra hỏi sẽ biết ngay, người này là do y mời đến. Càn quấy, nếu người ta đã để lại lời nói, chúng ta liền theo quy củ của giang hồ, đừng làm thay đổi quy củ, ô uế uy danh của dòng họ chúng ta ở Nam Hải. Câu Trần Âm Quỳ quát Câu Cửu muội nói. Âm Quỳ, nghe lời Cửu muội thì chúng ta có thể thấy người này có quan hệ tương đối tốt với nhà họ Lô ở Thủy Châu. Có thể hạ âm thủ lên người Ngũ muội, công lực tuyệt đối không thấp. Xem ra đến lục đẳng đi. Bác cả vuốt ra nói. Hừ, chính là nhà họ Lô ở Thủy Châu đã làm chỗ dựa cho hắn. Chẳng lẽ nhà họ Câu ở Nam Hải chúng ta lại sợ hắn? Nhà họ Lô có Lô Tiên Giật là thất đẳng, so với Âm Quỳ công lực còn thấp hơn một bậc. Những người khác, ngoại trừ có người đạt ngũ đẳng, tứ đẳng là khó tìm. Chỉ có điều là tiếng vang chứ thực lực không có. Với tính tình của ta thì rõ ràng nhà họ Lô cùng chúng ta đấu một trận,
không ngờ dám đả thương Tiểu Ngũ nhà chúng ta. Bác Hai Câu thế Khang tính tình mạnh mẽ, lên tiếng là diệt ai đó. Đúng vậy, đánh tới cửa đi, làm một trận, toàn bộ thành tàn phế nói sau. Nhà họ Phượng ở Thủy Châu có quan hệ với chúng ta, gần đây nghe nói nhà họ Phượng và nhà họ Lô không hề qua lại, đã đến mức đụng binh đao, chúng ta sao không nhân cơ hội này, chọn thời cơ đến, nhân tiện đánh ta nhà họ Lô, nhà họ Lô là trên hết, thằng nhóc họ Diệp kia không cần nghĩ đến. Em thứ hai càn không thân thủ tam đẳng, giọng điệu còn mạnh hơn cao thủ bát đẳng. Nghe y nói vậy mọi người trong phòng đều kêu lên, giống như nhà họ Lô và Diệp Phàm đều là đờ, ẩu hũ, dùng tay cũng bóp vỡ. Chương 943, mang vệ sĩ san bằng nhà họ Câu. Làm sao, các ông bảo tôi nói thế nào mới phải? Thực sự cho rằng nhà họ Câu ở Nam Hải chúng ta là thiên hạ vô địch, nói thật với các ông, lợi hại hơn gia tộc chúng ta, Trung Quốc có khối người. Ví dụ như nhà họ Hồ Mạc Bắc Hãn Hải Lam. Được xưng Tây Cương Ba Ly Miêu sông Tứ Cô Nương nhà họ Phượng đến từ dãy núi Thiên Sơn bên sông Y Lê. Đông Phương Thăng Thổ địa chỉ ai biết không? Chính là ông chủ Đỗ Tử Nguyệt dòng họ Đỗ nổi tiếng ở thành phố phía Đông Hoàng Phô Trung Quốc chúng ta với, được gọi là thổ địa, những người này không ai có thể so sánh. Không một gia tộc nào kém cạnh so với gia tộc chúng ta ở Nam Hải. Bác cả Câu Bách Hán nói. Bác cả. Bác cũng quá coi trọng người khác mà làm giảm uy phong của nhà chúng ta đi. Lúc này em thứ hai Câu Khôn bất mãn cãi lại. Thôi đi, bác cả nói đúng đó, lịch sử nhà họ Lô so với nhà chúng ta còn lâu đời yên. Tuy nhiên, nhà họ Lô chúng ta không cần ra tay, nhà họ Phượng ở Thủy Châu đã làm việc này rồi. Lần trước đến Thủy Châu, trưởng lão nhà họ Phượng Phượng Xí Diêu có mời tôi, xem ra muốn mời ta đi trợ giúp. Câu Trần Âm Quỳ nói đến đây ngừng lại một chút. Cháu đã đồng ý. Bác cả Câu Bách Hán vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Tạm thời chưa? Câu Trần Âm Quỳ khẽ lắc đầu. Tuy nhiên, người thanh niên ra tay với Ngũ Muội thực ra đáng chú ý, đây là cao thủ từ đâu đến? Nếu đúng như lời Ngũ Muội, 20 tuổi đã có thân thủ lục đẳng, người này nhất định có sư phụ bát đẳng. Nghe nói như vậy tất cả mọi người của nhà họ Câu ở Hải Nam vẻ mặt rất khó nhìn, thất đẳng không sợ chỉ sợ bát đẳng. Cao thủ như vậy ở Trung Quốc được gọi là cao thủ đỉnh bậc. Mặc dù là khí thế cao như nhà họ Câu ở Hải Nam cũng không thể động đến người này. Đại ca, thật ra em đã điều tra trước, người ra tay với Ngũ Muội tên là Diệp Phàm, hình như là bí thư huyện ủy Ma Xuyên. Gia thế cực kỳ bình thường, cha mẹ đều là người làm công ăn lương. Gia tộc không cũng không có gì đặc biệt, xem ra người này đúng là có ngộ khí khác. Lúc này em thứ ba Câu Trí Giả nói nhỏ. Bí thư huyện ủy. Lập tức trong phòng mọi người đồng thanh nói. Không thể tin nổi. Sao có thể có khả năng này? Bí thư huyện ủy cá ở quái gì? Anh, em mang theo vài người đi làm sáng tỏ mọi việc, đến thần tiên cũng không thoát. Lão nhị Câu không hùng hổ hét lên, như thế tuyên bố với thiên hạ. Thứ khốn kiếp, bí thư huyện ủy là quan. Hơn nữa là nhân vật số một của một huyện mấy chục nhân khẩu. Con ngẫm lại xem. Bằng này tuổi con gặp bao nhiêu chủ tịch, bí thư huyện. Những người đó sức mạnh sau lưng nhỏ sao? Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, sợ là không được tốt. Nhà họ Câu chúng ta tuy mạnh, nhưng không thể chống đỡ với cơ quan nhà nước. Lúc này mới đến cha của anh ta Câu Mãn Thiên mở miệng mắng. Quay đầu nhìn mọi người một cái, nói. Báo săn Thủy Châu không phải mọi người không nghe đến, nghe nói ở đó tất cả đều là cao thủ. Có vài trăm người thành lập nên báo săn. Nhà họ Câu chúng ta có thể phản kháng sao? Báo săn có nghe nói rồi. Không phải là một đám binh lính mỗi người nhị tam đẳng. Bác hai Câu Thế Khang khinh thường nói. Bác hai, câu này của bác sai rồi, báo săn cũng có cao thủ, đoàn trưởng binh đoàn báo săn Thiết Chiêm Hùng đã nghe nói đến chưa? Ông ta chính là cao thủ lục đẳng, ai dám nói bên trong báo săn không có cao thủ lợi hại ẩn nấp? Mặc dù bọn không có cao thủ, nhưng bọn họ đại diện cho nhà nước. Có súng, có nhiều người, có quốc gia chống đỡ, đấu với bọn họ, đó là muốn chết. Câu Trần Âm Quỳ cũng không ngốc, hơn nữa tin tức liên quan đến võ thuật thì đặc biệt nhanh nhạy. Báo săn có cao thủ lục đẳng, thật sự không nghĩ đến. Câu Thế Khang nhắc lại một câu, không nói nữa. Nghe nói nhà nước có một tổ chức bí mật, ít nhất cũng phải tứ đẳng khai nguyên, có vài trăm người, thất đẳng bát đẳng đều có, tập trung toàn bộ tinh anh võ thuật của Trung Quốc. Câu Siêu nói,
Thật ra thằng nhãi này bắt chước y chang, mở rộng uy lực của tổ đặc nhiệm A. Nếu nói hiện tại tổ đặc nhiệm A còn không đến 50 người, công lực cao nhất không đến bát đẳng thì đánh chết hắn cũng không tin. Đây là diểm lợi của bí mật làm cho người ta không hiểu gì cả. Đây chính là lực uy hiếp và đe dọa của nhà nước. Ừ, đúng là có một tổ chức như vậy. Mọi người cũng thấy ở Trung Quốc các gia tộc tuy có thực lực dũng mạnh nhưng không dám làm quá. Một chút ồn ào bọn họ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng thực sự gây với bọn họ, nguy hiểm đến vấn đề an toàn của đất nước, nhà nước phải điều động người. Câu Trần Âm Quỳ nói, nhìn mọi người một lượt, nói. Dù thế nào, việc tay ngũ muội bị âm quỳ tôi sẽ đi tìm Diệp Phàm, tôi muốn xem người này rốt cuộc có phải ba đầu sáu tay không, hừ. Đại ca, nên đem người nhà hắn đến đảo Hải Nam chúng ta, hắn không phải có một em gái sao, em đã điều tra tên là Diệp Tử Y, hiện đang học tại Học viện Âm nhạc Thủy Châu. Thủy Châu là địa bàn của nhà họ Lô chúng ta đi không thích hợp, đến Hải Nam là địa bàn của chúng ta. Tục ngữ nói rồng mạnh khó đấu hổ nhà. Hơn nữa Diệp Phàm là bí thư huyện ủy trong quan trường ở tỉnh Nam Phúc hẳn có nhiều người giúp đỡ. Nếu vừa đến Hải Nam, trong cơ quan chính phủ hắn có thể tìm ai để thay hắn nói chuyện. Câu Siêu cười cười nói. Và lại, hắn âm quỳ ngũ muội nhà chúng ta mang em gái của hắn đến gán nợ cũng là đúng. Đúng vậy, giữ em gái hắn, vì an toàn của em gái, hắn chắc chắn không thể báo án gây rối, chúng ta cũng có ưu thế. Đến lúc đó chúng ta có thể làm nhục thằng nhóc này một chút, không biết trời cao đất rộng, không ngờ dám âm quỳ ngũ muội chúng ta. Câu Khôn hùa theo. Chỉ sợ không hợp đạo nghĩa giang hồ, nếu thằng nhóc này giận dữ, bắt người nhà chúng ta, cứ qua lại như vậy, đó không phải là phiền toái sao? Bác cả câu bách hắn có chút lo lắng. Không việc gì, chúng ta chỉ cần mời em gái hắn đến đảo Hải Nam làm khách, chiêu đãi tốt, chỉ có điều buộc hắn phải đến. Câu Trần Âm Quỳ gật gật đầu, nói. Câu Siêu, việc này cậu đi làm đi, chú ý một chút, không được làm bậy. Anh, em đã cho người đến bắt, mới nhận được tin đang chuẩn bị đưa từ Thủy Châu đi, bởi vì hôm nay anh về, chúng ta đã có người đáng tin. Câu Siêu bộ dạng hơi ngượng ngùng, chỉ sợ đại ca Câu Trần Âm Quỳ tức giận. Đúng thế, đại ca, chúng em chỉ sợ ngũ muội tay bị phế đi, chỉ muốn ép Diệp Phàm đến đảo Hải Nam để giải quyết vấn đề. Nhà chúng ta nhiều người như vậy, đánh hắn hẳn không khó. Câu Khô ấp a ấp úng nói. Nói láo, các cậu đã bắt người. Câu Trần Âm Quỳ tức giận đập một chưởng lên bàn, mấy chén trà vỡ tan, thở dài nói. Hơn nữa, người đã bắt, dù sao cũng dự định vậy mà, Câu Siêu, cậu lập tức báo tin, bảo đưa thư đến tay Diệp Phàm. Mọi người chuẩn bị đi thôi, xem ra không lâu sẽ có người tới. Còn nữa, các cậu đối với em gái hắn thế nào? Lúc đó cô ấy giãy giụa, tôi tức khí, và lại ngũ muội cũng rất thảm, tay đều phế đi, cho nên, tôi dùng mấy chưởng. Câu Khôn nói một cách lấp liếm. Hiện tại đâu? Câu Trần Âm Quỳ mặt đen như than, giọng như tiếng sét. Ở tầng hầm, Câu Khôn có vẻ không hài lòng. Hơn nữa, đánh thì đánh, phải cho thuốc. Câu Trần Âm Quỳ khoát tay áo, vẻ tương đương cao ngạo. Cũng không coi Diệp Phàm ra gì. Mày là Ngọc Kiều Long. Ở Học viện Âm nhạc Thủy Châu, Ngọc Kiều Long đang đi tản bộ dưới hàng cây, một người thanh niên cao lớn cường tráng ngăn lại. Đúng, có chuyện gì? Ngọc Kiều Long vẻ mặt có chút u ám nhìn người thanh niên nói, còn tưởng rằng người trong trường hỏi về bạn gái. Bởi vì Ngọc Kiều Long là của Học viện Âm nhạc, mỗi ngày đều có người theo đuôi gây phiền. Mày có biết số điện thoại Diệp Phàm? Người thanh niên hừ nói. Đương nhiên, làm gì? Ngọc Kiều Long thuận miệng lập tức phản ứng hỏi ngược lại. Đem phong thư này giao cho hắn, tự tay, phải nhanh. Người thanh niên đưa một phong thư tinh xảo cỡ lớn. Vì sao? Kiều Ngọc Long không kìm được, hỏi. Hừ, nếu mày muốn em gái hắn Diệp Tử Y còn sống thì nhanh chóng báo tin, đừng hỏi nhiều. Đừng báo cảnh sát cũng đừng nói với ai, nếu không thì chúng mày chờ nhặt xác Diệp Tử Y đi. Người thanh niên ném phong thư xuống nghênh ngang đi. A, à, Ngọc Kiều Long sợ tới mức luống cuống, vừa ngẩng đầu người thanh niên đã đi mất. Tử Y bị bắt cóc làm sao bây giờ? Ngọc Kiều Long sau một lát bối rồi, lập tức lấy điện thoại gọi cho Diệp Phàm. Tuy nhiên vội tắt điện thoại. Ngọc Kiều Long định gọi về nhà họ Diệp nhưng sợ cha mẹ lo lắng, nghĩ lại, nhớ đến số điện thoại của Tề Thiên, chính mình cũng biết,
Tề Thiên là người của báo săn, võ công cao cường, dứt khoát gọi cho Tề Thiên. Tề Thiên đang cùng Thiết Chiêm Hùng đi dạo ở Bắc Kinh. Lần này bị thương đã hồi phục, ngày mai sẽ về Thủy Châu, nhân cơ hội này đến thủ đô đi dạo, hiếm khi có cơ hội. Cái gì, Tử Y bị bắt cóc? Tề Thiên kêu lên, điện thoại thiếu chút nữa rơi mất. Đưa điện thoại cho tôi. Thiết Chiêm Hùng vội vàng giật lấy điện thoại, hỏi tình hình rồi nói với Kiều Ngọc Long. Cô lập tức mở phong thư trước đã. Nam Hải Nhất Thần Cước Câu Trần Âm Quỳ mời Diệp Phàm đến lục bàn đảo Hải Nam. Kiều Ngọc Long sau khi mở ra lập tức nói. Tốt lắm, không có việc gì, chúng ta sẽ có biện pháp, cô chú ý giữ bí mật, việc này không được cho bất cứ ai biết. Thiết Chiêm Hùng dặn dò một hồi trên điện thoại. Trương Cường, cậu lập tức tìm Diệp Phàm, phải nhanh lên. Thiết Chiêm Hùng ra lệnh cho Trương Cường ở Vịnh Lam Nguyệt ở Thủy Châu. Gọi điện thoại cho Lang Phá Thiên. Mẹ nói, to gan thật, dám bắt cóc em gái của đại ca ta. Tôi lập tức mang vệ sĩ đi san bằng nhà họ Câu ở Nam Hải. Lang Phá Thiên nóng tính chửi ầm lên. Chương 944, quân của nhà họ Diệp thẳng tiếng đến nhà họ Câu. Anh Lang, bình tĩnh nào. Anh lập tức chọn vài cao thủ, chúng tôi lập tức về Thủy Châu, cùng Diệp Phàm bàn phương án đối phó. Trước mắt Tử Y đang nằm trong tay nhà họ Câu, đừng chọc giận họ không họ sử dụng thủ đoạn độc ác, đến lúc đó diệt nhà họ Câu để vô nghĩa. Còn nữa, việc này đừng kinh động đến Tổng Tư lệnh, đây là việc cá nhân. Thiết Chiêm Hùng càng bình tĩnh, sắp xếp. Diệp Phàm đang cùng Nông Âm Vạn tới Sở Nông nghiệp, đang ngồi trong phòng vệ Thiết Thanh trò chuyện. Đột nhiên, Trương Cường bước vào, đưa mắt ra hiệu, Diệp Phàm đi ra ngoài vừa nghe xong mặt lập tức sắc xanh lét. Chủ tịch huyện Bao, chủ nhiệm Nông, hai người ở đây có gì gọi điện cho tôi có việc gấp phải đi. Diệp Phàm vừa bước ra vừa cầm di động, quả nhiên là hết pin rồi. Lập tức lấy điện thoại của Trương Cường, giọng Thiết Chiêm Hùng nói. Người anh em, đừng nóng vội, nhà họ Câu ở Nam Hải quá ngang ngược, thực sự làm tức giận tổ đặc nhiệm A chúng ta. Ừ, tôi lập tức về Vịnh Lam Nguyệt. Diệp Phàm nói. Trần Lão. Diệp Phàm nói lại chuyện của em gái một lần nữa. To gan lớn mật, tôi lập tức cùng Trần Quân đến đó. Trần Khiếu Thiên thiếu chút nữa tức giận. Đại ca, chuyện của em gái chúng ta đã nghe nói, em dẫn theo vài người đến đây, chúng ta cùng nhau đến Nam Hải đi. Nhà họ Câu nói sau, dám bắt cóc em gái chúng ta. Trong điện thoại vang lên tiếng quát tháo của Lô Vĩ. Không lâu đã đến Vịnh Lam Nguyệt. Sau một hồi sắp xếp, chọn mấy người trong báo săn chờ Thiết Chiêm Hùng. 3 giờ sau, một máy bay quân sự từ Thủy Châu bay thẳng về phía Hải Nam. Mấy tiếng sau đã đáp xuống sân bay Hải Nam. Bước xuống là mười mấy người súng vác vai, đạn đã lên nòng trong y phục thường dân. Nếu mặc quân trang toàn màu đen, có vẻ hơi giống đội phi hổ. Ôi lũ trẻ này, lại muốn ồn ào, ôi! Nhà họ Câu Hải Nam kia đúng là đáng mỉa mai. Một người đàn ông ngồi trên xe lăn và đứng bên cạnh là Tổng Tư lệnh của Tổ đặc nhiệm A Trấn Đông Hải nói. Đó không phải là người thuộc Tổ đặc nhiệm A đã nghỉ Thượng tướng Lý Kiến Phong thì là ai? Tổ đặc nhiệm A đang cần người, lần trước đã triệu tập nhà họ Câu ở Hải Nam, không ngờ họ không để ý đến lời kêu gọi của nhà nước, đẩy ba kéo bốn. Nghe nói nhà họ Câu Hải Nam có mấy người tứ đẳng đều là thanh niên, ha ha. Trần Đông Hải tay đưa ra mã muốn ăn tượng của Lý Khiếu Phong. Ý kiến của cậu hay nhỉ, mượn tay Diệp Phàm bắt nhà họ Câu vào quy củ, ha ha, lần này, xem ra lão già nhà họ Câu Hải Nam sẽ tức đến trào máu. Lý Khiếu Phong cười không ngớt. Ha ha, chỉ có thể nói là bọn họ mù mắt, không ngờ dám trêu chọc người ghê gớm như Diệp Phàm. Trần Đông Hải hắng giọng cười nói, xoay người nói thêm. Anh Lý, anh nói xem. Sư phụ của cậu nhóc đó rốt cuộc là người như thế nào, không ngờ có thể dạy được một người 21 tuổi đạt thất đẳng thiên tài. Không rõ lắm, nhưng chắc chắn phải là một cao thủ, đoán chừng công lực sẽ không kém hơn ta thời kỳ đỉnh cao. Lý Khiếu Thiên vừa chuyển tay đã chụp con mã Trấn Đông Hải hại Trấn Đông Hải trợn mắt cười nói. Anh Lý, anh thâm hiểm quá, không được, tôi phải đi lại. Không được đi lại, chúng ta đều là quân tử. Lý Khiếu Phong ôm tay Trấn Đông Hải, trợn mắt tức giận. Bởi vì trong mỗi lần chơi cờ, đương nhiên đều là Trấn Đông Hải liên tục đi lại, chơi xấu đùa giỡn, tuy nhiên lần này lão Lý không cho anh ta đi lại. Thấy bên cạnh lính đang cười trộm,
Trấn Đông Hải tức khí quát. Truyền lệnh, căn cứ phân đội trên đảo Phi Ngư của tổ đặc nhiệm A lập tức đến lục ba của đảo Hải Nam, bao vây nhà họ Câu với cự ly xa, khoảng cách không ít hơn 5 dặm, toàn bộ mặc thường phục đợi lệnh, không có mệnh lệnh không được tới gần, không được hành động. Còn nữa, tướng quân Cố Toàn lập tức đưa người đến Hải Nam, chủ trì hoạt động lần này. Lão Trấn, năng lực của cậu thật sự lớn, có thể điều binh trên cả đảo Phi Ư. Đám người nhà họ Câu đó, mấy nhóc con kia chẳng lẽ còn chưa đủ. Trong đó có hai người thất đẳng, ngũ đẳng có vài người. Lý Khiếu Phong hơi có vẻ ngạc nhiên, cảm thấy Trần Đông Hải hơi có chút chuyện bé xé ra to. Ha ha, uy hiếp một chút cũng tốt. Trần Đông Hải gượng cười nói, nhân cơ hội lão Lý không chú ý, ăn mất một quân của ông ấy. Uy hiếp là giả, ép người ta tham gia quân đội mới là thật. Lão Lý thản nhiên cười nói, tay vừa động, đã ăn mất một quân pháo của Trấn Đông Hải, cười nói. Tôi dùng một binh đổi lấy pháo của cậu, đáng giá. Ha ha, cái này gọi là đại pháo đánh muỗi, chúng ta đem đại pháo đi, muỗi nhà họ Câu chẳng lẽ không sợ sao? Trước có Diệp Phàm và cao thủ thất đẳng ép, sau có binh đoàn vây kín, nghe như vậy, nền móng không bị hủy nhưng gân cốt có thể bị thương, không thể đùa. Tin là ông cụ của nhà họ Câu sẽ lựa chọn thận trọng. Nếu không, nhà họ Câu phát triển an toàn nói đúng cũng là một tai họa ngầm cho tổ đặc nhiệm A. Cho nên, ngoan ngoãn tòng quân đi, tổ đặc nhiệm A chúng ta hiện tại đang cần người. Và lại, phục vụ tổ quốc cũng là việc mà mỗi công dân Trung Quốc phải làm. Nhà họ Câu không phải là người Trung Quốc sao? Trấn Đông Hải nói thẳng trước mặt lão Lý. Ôi, hèn chi, cậu mượn việc bí mật quân sự vui vẻ như vậy. Tin rằng Thiết Chiêm Hùng cũng biết một chút. Chỉ có điều Diệp Phàm cùng Lang Phá Thiên lại không biết. Nhóc con, quá trẻ, bị người lợi dụng còn giúp người ta đếm tiền. Lý Khiếu Phong thở dài, ánh mắt sâu xa. Một công đôi việc không thể nói là lợi dụng, ha ha. Trấn Đông Hải cười gượng không ngừng. Lũ nhóc đó, nghĩ là trốn cậu nên mượn phi cơ của quân khu Bắc Kinh, không có cậu đồng ý, phi cơ có thể mượn sao? Đó là việc quân cơ, không phải đồ chơi. Ha ha. Lý Khiếu Phong vẻ mặt đầy yêu thương cười nói. Lão Lý, anh sai rồi, đúng là tôi không đồng ý, với sức mạnh của lũ nhóc đó, còn sợ không mượn được phi cơ. Đoán chừng là chuyên cơ của ủy viên thường vụ người ta cũng có thể mượn đi, đừng coi thường lũ nhóc đó. Trấn Đông Hải cười nói. Việc này tôi quên mất, Lang Phá Thiên là ai, vệ sĩ Trung Nam Hải trong tổ vệ sĩ của thủ trưởng, cả ngày ở bên cạnh, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ha ha. Lý Khiếu Thiên lập tức bình thường trở lại. Lão Lý, anh lại sai lầm rồi. Trần Đông Hải vẻ mặt đầy chế nhạo. Thằng cha này, tôi lại sai lầm rồi. Lý Khiếu Phong có chút tức giận giống lên, quân cờ bị ông ta nện xuống bàn cờ. Hai đại tá bên cạnh đều quay lại nhìn, dám nói như vậy với Trần Đông Hải cả nước có mấy người. Nhưng riêng Lý Khiếu Phong là người như vậy. Lý Khiếu Phong 70 mấy, Trần Đông Hải kém tuổi ông ta, tuy nhiên cũng 60 hơn. Cho nên, Lý Khiếu Phong gọi hắn là thằng cha cũng hợp lý. Và lại, tổ đặc nhiệm A cũng là từ Lý Khiếu Phong truyền lại. Đừng nóng vội, lão Lý, tôi nói cho anh biết, Lang Phá Thiên có sức mạnh, Thiết Chiêm Hùng cũng có sức mạnh. Nhưng hai người kia có thể khiến Phó Chủ tịch Quân ủy Triệu sợ hãi sao? Lang Phá Thiên tuy nói ở cạnh vài lãnh đạo nhưng anh ta biết không thể cưỡi lên lưng hổ, hơn nữa anh ta cũng không có gan này. Cậu nhóc này cũng rất chu đáo. Trấn Đông Hải nói thêm, không có chút sợ hãi. Ngoài hai người đó ra chẳng lẽ cậu nói đến thằng nhóc thối tha Diệp Phàm. Lý Khiếu Phong cuối cùng nhớ đến hắn, trên mặt không ngờ mỉm cười. Bởi vì biểu hiện của Diệp Phàm làm Lý Khiếu Phong mặc dù từng là cao thủ bát đẳng của tổ đặc nhiệm A cũng cảm thấy khiếp sợ. Mới gần 21 tuổi đã đạt đến thất đẳng, nghe nói 21 tuổi là giả. Lão Lý, tôi nhìn hắn thấy được hình ảnh của anh. Anh xem. Cậu bé này mới hơn 21 tuổi đã là đại tá của tổ đặc nhiệm A. Tổ đặc nhiệm A là như thế nào anh biết rõ, đại tá của tổ đặc nhiệm A chúng ta ra ngoài hoàn toàn có thể thống lĩnh một đoàn quân. Thêm nữa, anh xem, cậu nhóc này có khả năng kêu gọi mạnh mẽ. Em gái hắn xảy ra chuyện, Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng, còn có Trương Cường cả hội đều vội vàng, liều mình đi theo. Nếu mấy người Trương Hùng biết, chắc chắn cũng sẽ không chút do dự theo đi. Lần chiến đấu với rắn đảo, hắn mang theo một tổ công kích 10 người đều sống trở về, không chết một người, hơn nữa,
đánh chết đối thủ mười mấy người, đây ra chiến công rất hào hùng. Có một quốc gia nhỏ, xem ra tinh anh của cả nước này không đến 10 người. Tôi có thể đánh cuộc, trong những người tới đó, cậu nhóc này ra lệnh, nhà họ Câu ở Nam Hải bị hủy cũng đều có thể. Trấn Đông Hải vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng thật ra, thần chân ở Nam Hải kia cũng quá bừa bãi, cho nên cần cho bài học. Đừng tưởng rằng tổ đặc nhiệm A không có người muốn bắt nhà họ Câu bọn họ, không cần phí nhiều sức lực. Không ngờ dám đi gây sự với Diệp Phàm, cậu nhóc này là rồng đang ngủ, không phải sư tử, thực sự là rồng chưa thức giấc. Lý Khiếu Phong cười nói, hai mắt nhìn như nhắm nghiền. Mặt khác, lão Lý, anh không biết, hiện tại Phó Chủ tịch Quân ủy Triệu rất ưu ái cậu nhóc này, cho hắn danh hiệu Phó Ban Quân vụ Bộ Tổng Tham mưu. Cái gì gọi là Phó Chủ nhiệm Đôn đốc, chức vị đó, chưa phải là thiếu tướng chưa thể đảm đương. Hắn ta ngược lại chỉ là một đại tá, cũng không sợ nhóm các ông trong quân ủy. Trấn Đông Hải trong lòng hơi có vẻ chua xót. Ha ha, quân ủy với tổ đặc nhiệm A chúng ta không thể nào hợp nhau, dĩ nhiên sẽ tìm cách ngáng chân, nhưng sự kiện quan trọng vẫn nghiêm túc theo. Triệu Bảo Cương làm vậy cũng là bình thường. Mặc dù nói thế nào, quân ủy là lo lắng cho sự phát triển an toàn của tổ đặc nhiệm A chúng ta thôi. Tuy nhiên, ông ấy nghĩ sai rồi. Tổ đặc nhiệm A chúng ta chỉ phục vụ tổ quốc cũng không phải tổ chức của cá nhân. Lãnh đạo trực tiếp cũng là tổ hợp 9 người được chọn theo trình tự nghiêm túc, có nhiều binh chủng giám sát. Tổ đặc nhiệm A là tổ chức sạch sẽ nhất của đất nước, bảo vệ nhà nước đều thuận lợi, tuyệt đối không lẫn lộn gì. Lý Khiếu Phong là nguyên lão, không e dè gì, việc gì cũng dám nói những câu cuối cùng đầy hào hùng. Làm hai người đại tá đứng cạnh không khỏi lắng nghe. Trương Cường, cậu dẫn đầu bọn họ giữ khoảng cách 2 km là được, tất cả vũ khí hiện đại để cho người này giữ. Vào trong đó chúng ta không có vũ khí, đừng để nhà họ Câu cho rằng chúng ta đại diện cho nhà nước làm việc. Tôi cũng không tin, sơn trang nhà họ Câu còn là đầm rồng hang hổ phải không? Diệp Phàm nghiêm túc nói. Chương 945, đưa thiết bổng cho tôi. Tiến hành. Trương Cường ra lệnh cho cấp dưới, mọi người tản ra, bao vây quanh sơn trang. Mặc dù không muốn nhưng quân lệnh như sơn. Diệp Phàm, Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng, Tề Thiên, Lỗ Vĩ Hiên ngang sải bước, tiến vào sơn trang Câu Trần. Khi cách sơn trang gần 200 mét, bên trong có tiếng nói lớn vọng ra. Các anh từ đâu tới? Tôi là Diệp Phàm, thần cước nhà các anh mời tới. Diệp Phàm thản nhiên nói. Đợi chút. Âm thanh lớn vang lên, không lâu sau thì hắng giọng. Đã là cao nhân thì phải vượt qua 3 cửa ải, cửa thứ nhất là phải vượt qua Mai Hoa Thung cột hoa mai, nếu không qua được thì quay về nơi xuất phát, hừm. Vừa dứt lời, một thứ âm thanh sắc nhọn ầm ầm ập đến. Hai gốc cây đại thụ đột nhiên di chuyển theo hai hướng. Không lâu sau khi tàn bụi bay hết đi, đằng sau xuất hiện một loạt các cột hoa mai cao chừng 5, 6 mét. Cái cột được làm từ loại gỗ chắc, phần dưới gốc có một thùng nước lớn thô to. Giống như cột trời hình trụ sắp xếp không theo quy tắc nào. Chơi trò giang hồ à, vượt qua cả cột hoa mai, ha ha. Lang Phá Thiên đắc chí cười tít mắt, Tề Thiên và Lô Vĩ càng hưng phấn đến nỗi mắt xanh tươi ra rồi. Lang lão đệ, có thể đá một cái mà gãy được một cây không? Diệp Phàm cười nói. Đá gãy vài cây không thành vấn đề là có nhiều cây, chỉ sợ chưa đứt 200-300 cây thì tôi đã mệt không còn sức mà đá nữa rồi. Lang Phá Thiên lắc đầu nói. Chỉ e rằng không đơn giản như thế, khi nãy hai cây đại thụ cao đến 30 mét đều có thể di chuyển, hình như bên dưới có cơ cấu dạng dòng dọc. Biết đâu cột hoa mai này cũng có bí mật gì đó. Thiết Chiêm Hùng phán đoán nhưng cũng không mấy lạc quan. Không có gì phải sợ. Lô ca, chúng ta hãy cứ thử xem. Tề Thiên và Lỗ Vĩ cùng nhìn về phía Diệp Phàm, thấy hắn gật đầu đồng ý, liền chạy lên trước, đạp một cái bay lên đỉnh cột. Đứng thật vững trên đỉnh cột. Hai người cẩn thận để nhảy qua các cây cột, cảm thấy không có gì là đặc biệt cả. Đối với người bình thường đó là điều tương đối khó, nhưng với cao thủ tứ đẳng mà nói thì không coi là khó được, chỉ cần cẩn thận thì sẽ qua thôi. Tuy nhiên, sau khi vượt qua được 20 cây cột, Lô Vĩ khẽ đạp một cái, lòng bàn chân vừa mới chạm đến cột thì cây cột kia đột nhiên co rụt lại, đang cao 5 mét lập tức co rút xuống còn 1 mét, một chân Lô Vĩ đạp vào khoảng không. Vẫn được, thân pháp linh hoạt, thu toàn lực hướng cây tiếp theo đạp vào. Khi chưa kịp đặt chân xuống thì cây cột tiếp theo lại bất ngờ cao lên 3 mét,
Chân Lô Vĩ lập tức va vào cây cột, đau đến mức phải nghiến răng nghiến lợi, y nhanh chóng giơ tay ôm lấy cây cột. Có vẻ giống như động tác khỉ ôm cây. Tình cảnh của Tề Thiên còn thảm hại hơn, vừa mới đạp được một cước thì chân đã hụt vào khoảng không, liền kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, lập tức mặt xám mày cho, rất xấu hổ. Ha ha ha, đây là cửa ải đón tiếp các cao nhân của Câu Gia Hải Nam, các người cứ mơ mộng đi. Bê trong vọng đến một chàng cười chế giễu, tất nhiên không ngoài ai khác, chính là nhị tiểu tử nhà Câu Gia, Câu Khôn. Cũng có chút bản lĩnh, mấy cây cột này cũng giống như trò xiếc mà thôi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, hắn duỗi dài chân, đạp một cái là bay lên đến đỉnh cột, bước mấy bước là đến chỗ Tề Thiên và Lô Vĩ, cầm tay hai người đó. Theo sau là Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng, sau cùng là Trần Khiếu Thiên và Trần Quân. Cả nhóm như những chú thỏ nhanh thoăn thoắt băng qua những cây cột. Có sự trợ giúp của ba vị cao thủ thất đẳng nên tất cả đều vượt qua cửa ải dễ dàng. Đến cột cuối cùng, Diệp Phàm bèn nhấc chân. Rầm, rầm, rầm. Âm thanh ầm ầm, cột hoa mai lập tức đổ xuống hàng loạt. Nhặt về làm củi chất bếp đi, tôi đã giúp các người trẻ củi miễn phí rồi đó. Diệp Phàm nói chế nhạo. Mẹ nó, đúng là đôi bàn chân có sức mạnh thật. Chỉ đạp mạnh một cái mà chặt đứt đến hơn 10 cây cột, không phải là cao thủ thất đẳng chứ. Câu Khôn trong lòng trầm xuống, cảm giác như hôm nay Câu Gia có chút xui xẻo rồi. Thất đẳng chắc là không được, nhưng cũng phải được ngưỡng lục đẳng. Tam đệ Câu Siêu lắc đầu nói. Không đến mức thất đẳng thì cũng đến đỉnh lục đẳng rồi. Trước màn hình lớn, Câu Trần Âm Quỳ lần đầu tiên cảm thấy có chút không yên, bèn đứng dậy. Y cảm thấy một áp lực chưa từng có bao giờ. Không thể ngờ rằng mấy thằng nhãi danh này lại là cao thủ lục, thất đẳng. Nếu những tên còn lại cũng là cao thủ lục đẳng thì trận chiến tại Câu Gia hôm nay chắc chắn thất bại rồi. Lăn lộn trên giang hồ, thể diện còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, nếu thua thì không thể chấp nhận được. Chuyện này truyền ra ngoài sẽ làm mất uy tín, sau này ai sẽ thèm phục anh nữa. Cửa ải thứ hai, trận chiến với 18 người đồng. Câu Khôn nói thanh âm đầy kiêu ngạo. Từ dưới đất bốc lên làn khói, khi màn khói đã tan hết, 18 vị người đồng hiện ra trước mắt, ai ai cũng phải cao đến 2 mét, ánh sáng của đồng lấp lánh đến chói mắt. Công tử, để tôi. Trần Quân giống to một tiếng vọt lên, một người đồng trong nhóm tách ra tiến lên. Người đồng phía sau ném một chiếc gậy thô to lại, Trần Quân trong tay cũng cầm một thiết côn bắt đầu xuất chiêu đánh vào gậy đó, nhìn bộ dạng Trần Quân là biết muốn ăn thua đến cùng. Người đồng kia kinh lực quá lớn. Suýt nữa thì côn thép của cao thủ ngũ đẳng Trần Quân cũng rơi xuống đất. Trần Quân loạng choạng ngã xuống, một người đồng phía sau nhanh chóng chen lên. Người đồng bên trái dùng một chân đạp mạnh xuống, nếu đạp chúng thì cũng toi rồi. Trần Quân lại vung côn thép lên chống đỡ, người đồng vừa giơ chân lên, Trần Quân nhanh chóng xuyên qua ba người đồng khác đến vị trí trước mấy người đồng. Không ngờ người đồng thứ tư lại xuất hiện từ phía bên eo, khiến Trần Quân không thể trả đòn, y bị bế cao lên. Giơ chân ra đá loạn xạ nhưng không đá được. Người đồng này là hợp kim đồng thì thịt nào mà đá được chứ? Hai người đồng bên cạnh ra quyền vào người Trần Quân. Diệp Phàm định ra tay thì Trần Khiếu Thiên can ngăn. Công tử, khoan đã. Trần Quân đột nhiên vung côn thép ra giữa hai người đồng. Hai người này đã kịp đỡ lấy côn thép. Bang một tiếng côn thép đã biến thành hình vòng cung, có thể dùng để bắn cung được. Nhưng Trần Quân nhân cơ hội đó luồn xuống dưới. Chuyển người một cái qua khoảng trống tiến đến bên người đồng thứ năm. Không may quần áo bị rách tơi tả, phía sau lưng còn có cả vết máu. Trần Quân bực tức, hét lớn lên một tiếng, đạp một cái vào lưng người đồng thứ năm, thật kỳ lạ, động tác của người đồng này có vẻ chậm rãi hơn nhiều. Lão lang, anh xem, hình như mấu chốt nằm ở phía sau thắt lưng thì phải. Diệp Phàm nói nhỏ, có vẻ là thế, chúng ta chờ chút quan sát kỹ rồi hãy ra tay. Có vẻ như là ở phía bên phải cột sống. Lang Phá Thiên nói. Không phải là bên phải mà ở bên trái, phía dưới thắt lưng. Diệp Phàm có đôi mắt rất tinh anh, trong lúc đang nói thì Trần Quân đã thảm hại tả tơi, cuối cùng cũng thoát ra khỏi trận chiến người đồng, đứng đối diện trước mặt, cánh tay máu chảy đầm đìa. Đưa thiết bổng. Diệp Phàm hạ lệnh, Trần Khiếu Thiên lấy trong túi đặc chế ra mấy cây thiết bổng dài hơn một thước, rất to, chắc. Diệp Phàm chứng lại một chút rồi lập tức ra tay, tốc độ quá nhanh. Người đồng chưa kịp phản ứng thì con dao nhỏ của Diệp Phàm đã cắm vào bên trái dưới thắt lưng người đồng rồi, tốc độ người đồng càng chậm lại.
Lang Phá Thiên và Trần Khiếu Thiên tự nhiên thấy rất phấn khích. Vung thiết bổng to, dài trong tay giống như tung trận củi lửa, Diệp Phàm ở phía trước phá hư mặt của người đồng, ở phía sau đập đập đá đá không ngừng, cũng muốn phá hỏng toàn bộ. Dừng lại, cửa ải này các người coi như qua. Câu Khôn lớn tiếng, nhưng đã muộn rồi, 18 người đồng toàn bộ đã bị đám người Lang Phá Thiên đập thành đống sắt vụn. Câu Trần Âm Quỳ đau lòng uất ức không nói thành lời. Phải biết rằng 18 vị người đồng này là do Lão Tổ Tông tạo nên dựa theo 18 vị La Hán của Thiếu Lâm, đã có lịch sử hàng trăm năm. Hơn nữa đồng này được đúc vào thời cổ đại, cộng thêm nhà Câu gia kết hợp với Thụy Sĩ về kỹ thuật dòng dọc đồng hồ và đặc biệt hơn nữa là học hỏi kỹ thuật làm người máy của người Nhật để tạo ra đội người đồng hoàn hảo. Ai mà ngờ rằng Diệp Phàm lại có con mắt tinh anh đến thế chứ, thật không may mắn chút nào, tất cả đã bị hủy hoại thành đống đồng vụn nát, chắc cũng chẳng được mấy đồng. Trước khi bị hủy hoại tan nát thì chỗ đồ cổ ấy cũng phải tính đến mấy chục triệu ấy chứ. Thần Cước không tiếc trợn mắt lên mới là lạ. Khốn kiếp! Câu Trần Âm Quỳ rú lên một tiếng. Dùng vạn đinh trận cho tao. Mẹ nó, xem có qua trận này được không? Keng keng keng! Sau những âm thanh của vũ khí chạm vào nhau vang lên, trước mắt mọi người xuất hiện một tấm bảng đặc biệt dày đặc, nhọn hoắt như cả bầy nhím. Tấm bảng này cao chừng 20 mét, rộng khoảng 10 mét. Phủ kín tấm bảng là hàng nghìn hàng vạn đinh nhọn, căn bản là không biết hạ thủ thế nào, khi với lên phỏng chừng lập tức bị đâm chảy máu rồi. Hừm, vạn đinh châm, có giỏi thì bay qua đi. Câu Khôn giọng nói như sấm truyền đến. Ha ha, Lang Phá Thiên cười một cách điềm nhiên, rút từ trong chiếc túi đặc chế ra ba đôi găng tay, nói. Xem những chiếc đinh này có làm gì được ta không? Trò này có chơi được không vậy? Đừng có hành động lung tung mà hại đến thân đấy. Diệp Phàm cười nói với Lang Phá Thiên. Đây là găng tay tổ khoa học năng lượng tinh chế ra từ sợi tơ đặc biệt, sợi tạo thành găng tay là hợp kim đó, mỗi một sợi có thể chịu được hàng ngàn cân ấy. Tổng bộ từng dùng một sợi loại này để kéo một chiếc máy bay cỡ nhỏ mà không hề bị đứt. Lang Phá Thiên hơi có vẻ tự đắc, ghé vào sát tai Diệp Phàm giải thích. Loại găng tay này dùng để bắt súng bắt dao hẳn là không tốn chút sức lực nào. Thật là đồ tốt. Ha ha, đôi này là của tôi. Diệp Phàm hắng giọng nói, khóe miệng Lang Phá Thiên rõ ràng co giật vài cái, than ngắn thở dài. Phỏng chừng lần này trở về, mấy lão trong tổ khoa học năng lượng sẽ lấy mạng mình đây. Đôi găng tay này làm ra ba đôi, nguồn nguyên liệu rất khó kiếm, không cách nào làm thêm được nữa. Bình thường khi xảy ra chuyện hết sức quan trọng, và phải trải qua bao nhiêu quá trình mới có thể mượn được. Đây là lần trước tôi đi tới đảo Sa Ưng mượn được chưa kịp trả lại, cái này là do thủ trưởng chớ đích thân ký tên nên mới mượn được. Lắm chuyện, anh nói với ông ta một câu, tôi giúp đỡ tổ đặc nhiệm A bồi dưỡng hai cao thủ ngũ đẳng để đổi lấy đôi găng tay được không? Không được chắc, chẳng lẽ găng tay này lại còn hơn cả hai cao thủ ngũ đẳng sao, hừm. Diệp Phàm lạnh lùng nói, chẳng có chút gì là gấp gáp. Nhưng Lang Phá Thiên đã cuống lên rồi, y nói bên tai Diệp Phàm. Ha ha, người anh em, anh có thể vì cục cảnh vệ của tôi mà đào tạo hai cao thủ ngũ đẳng không? Chỗ chúng tôi đang rất thiếu người, gần đây ở đảo Sa Ưng xảy ra trận chiến đã có 5 người bị thương rút đi, chỉ còn lại một cao thủ ngũ đẳng thôi. Như thế, anh nói xem làm sao có bảo vệ tốt mấy cái lão già kia. Lão già, mặt Diệp Phàm trở nên xám xịt, Lang Phá Thiên thật đủ can đảm, gọi 9 vị ủy viên thường vụ bộ chính trị là mấy lão già. Chương 946, cao thủ thất đẳng. Việc này tôi không quan tâm, tôi chỉ cần găng tay thôi. Đào tạo ai cũng được, nhưng phải đạt tới trình độ cao của tứ đẳng, nếu không thì đừng có gọi tới. Tôi đây cũng không phải thần tiên mà có thể sử dụng phép thuật nào để biến họ thành cao thủ ngũ đẳng được. Ôi, bằng bất cứ giá nào cũng phải có được đôi găng tay này. Diệp Phàm than thở. Lang Phá Thiên đã sớm không kìm nổi bèn dùng điện thoại tuyệt mật gọi cho thủ trưởng trấn. Kết quả là ông ta trả lời có thể đổi. Hơn nữa, nếu có thể đào tạo được 6 người thì sẽ đổi cho Diệp Phàm cả 3 đôi găng tay đó. Có phải tôi bị trúng kế rồi hay không? Có thể là găng tay này không phải khó tạo ra như anh nói, không có khó khăn gì phải không lão lang? Diệp Phàm nói, có cảm giác như bị mắc lừa. Tuyệt đối không bảo đảm, không dễ sản xuất đâu. Tuy nhiên, nếu anh lấy đi 3 đôi này, thì mấy lão già trong tổ khoa học năng lượng vẫn có thể làm ra một. Hai đôi nữa. Lang Phá Thiên hắng giọng cười nói. Thôi đi, một đôi là đủ rồi,
lấy về để ăn cơm à? Cao thủ ngũ đẳng, tôi không có nhiều kiên nhẫn để đào tạo vài người đâu. Diệp Phàm nhanh chóng ngắt luôn lời Lang Phá Thiên, tức sôi máu. Diệp Phàm quan sát một lượt rồi nói. Không thể quá gắng sức được, tôi sẽ lên trước, ở vị trí trung tâm dùng tay chống vững, lão lang ở phía dưới đẩy người lên chỗ tôi sẽ đẩy lên trên, Trần lão ở phía trên đón lấy người. Ba chúng ta kết hợp để đẩy những người khác lên trên nhé. Diệp Phàm nói xong liền hành động luôn, đeo ngay đôi găng tay vào và đứng từ xa, dùng lực đẩy lên không trung, tay bám vào leo lên. Khi tay tiếp xúc vào cảm giác vẫn còn, thấy đau nhức, nhưng không chảy máu là được rồi. Toàn bộ động tác đều rực vào lực tay, vì không thể bước chân lên tấm bảng, giày sẽ bị rách ra mất, những chiếc đinh này cũng là đặc chế mà. Không bao lâu mọi người đã di chuyển đến giữa, Diệp Phàm dừng lại hét lớn. Đưa Trần lão lên trước đã. Được. Lang Phá Thiên lớn tiếng trả lời. Trần lão dựa vào lực tay y nhảy vọt lên, Diệp Phàm một tay nắm đinh, một tay giơ ra để đón lấy Trần Khiếu Thiên. Được đẩy lên trên, Trần Khiếu Thiên như cung tên. Hai tay nắm ngay vào đoạn trên tấm bảng, nhanh chóng quay người đứng vững trên tấm bảng thép. Những người sau gồm Tề Thiên, Lô Vĩ và Trần Quân cũng được đưa lên bằng cách đó. Nhưng thật ra, Thiết Chiêm Hùng thấy bực bội, tức tới mức mặt xám xịt lại, không ngờ đã từng là cao thủ lục đẳng mà lại lưu lạc đến bước này. Sau khi qua được tấm bảng thép, nhìn thấy mặt Thiết Chiêm Hùng trở nên xám xịt, Diệp Phàm nói nhỏ bên tai y. Thiết ca đừng quá lo lắng, cứ bình tĩnh. Em nghĩ không khó khăn gì để tìm ra phương pháp hữu hiệu giúp anh khôi phục lại trình độ ngũ đẳng đâu. Thật không? Mắt Thiết Chiêm Hùng sang lên háo hức, nhưng được chốc lát thì lại tiêu nghỉu, than thở. Còn trông ngóng gì nữa, mấy vị kia đều đã xem qua rồi, nói chắc chắn có khả năng, cả đời lão Thiết tôi sau này chỉ ở mức tam đẳng, phỏng chừng là cảnh giới khai nguyên của tam đẳng, thật mất mặt quá. Thiết ca không còn tin tưởng em nữa phải không? Đã nhìn thấy mấy vị đó giúp được ai nâng cao năng lực chưa? Diệp Phàm hỏi. Cái đó thì chưa. Thiết Chiêm Hùng trả lời, vẻ mặt đầy hy vọng. Nói thế còn được, cứ bình tĩnh, thực ra anh cũng nên về nghỉ ngơi rồi, cả ngày ở báo săn chỉ toàn thấy đánh đánh đấm đấm cũng quá mệt rồi. Chỉ bằng nhân cơ hội này anh quay về để nghỉ ngơi, sống thoải mái cả đời thì hơn. Diệp Phàm khuyên nhủ. Ừ, tôi cũng có ý định đó. Chứ chị dâu cậu cũng hạ thông điệp cuối cùng, nói rằng nếu không kết hôn thì cô ấy sẽ xuất gia làm ni cô đấy, những lời thế mà cũng nói được. Thiết Chiêm Hùng quát mắng. Cũng không sai mà, Thiết ca, anh cũng gần 35 tuổi rồi, chị dâu thì cũng gần 30 rồi, nếu không mau kết hôn thì việc nối dõi sẽ rất khó khăn đấy. Em nghe nói phụ nữ tuổi cao sẽ rất khó sinh con, rất nguy hiểm. Diệp Phàm cười nói. Được rồi, thằng nhãi lắm chuyện. Có phải muốn tôi mau mau tới Nam Phúc còn giơ tay giúp cậu một phen? Thiết Chiêm Hùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Điều đó đương nhiên rồi, sau này anh tới tỉnh Nam Phúc, chắc chắn trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy rồi, khi ấy em mới vả được Thiết ca chứ. Diệp Phàm cười nói. Ôi, nếu tôi mà đến Nam Phúc thì anh tôi sẽ rời khỏi đó. Thiết Chiêm Hùng than thở. Bí thư Thiết Thác. Diệp Phàm liền hiểu ngay. Thiết Thác sớm muộn cũng ngồi vào ghế chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh mà. Trong một tỉnh không thể có hai anh em đều làm ủy viên thường vụ được, như thế chẳng phải ủy ban thường vụ đều nằm trong tay nhà các anh rồi sao? Cũng chưa chắc mà, anh tôi vẫn còn một trở ngại. Mấu chốt là thái độ của Quách Phác Dương nữa. Ngày trước cháu của ông ta là Quách Chân Hùng bị tôi đá đi, chắc Quách gia căm hận lắm, ông ta có cản trở hay không cũng không chắc được. Thiết Chiêm Hùng không ngờ nói đến đó cũng có chút lo lắng. Yên tâm, em có biện pháp khiến Quách gia phải đồng ý. Diệp Phàm có vẻ nắm chắc, khiến Thiết Chiêm Hùng hơi sửng sốt. Nhưng thấy Diệp Phàm không nói gì, y cũng không hỏi, vỗ vỗ vai Diệp Phàm. Một đám người hướng vào sơn trang câu trần. Thực ra Diệp Phàm cũng chỉ là khoác lác, có chút suy nghĩ hé mở mà thôi. Trường thao luyện nhà câu gia tương đối rộng, tất cả đều được thiết kế y như thời cổ đại. Có cả kệ đao thương, các khí cụ luyện tập đầy đủ cả. Câu trần âm quỷ uy thế, bệ vệ ngồi trên chiếc ghế giống hình con hổ, có vẻ như đó là hình tượng nhà câu gia, phong cách giống y như chiếc ghế hổ mà Lý Dật ngồi lên, phong thái đó làm cho đối thủ phải sợ hãi. Đừng nhìn phong thái câu trần âm quỷ có vẻ cộc cằn, thô lỗ, thực ra là một người tương đối biết đối nhân xử thế. Dù nói năng lượng của Diệp Phàm đã làm y kinh ngạc nhưng câu trần âm quỷ vẫn có lý do để tin tưởng.
có thể dùng cảnh giới cấp 2 thất đẳng của mình để giải quyết tên nhãi danh này thì không thành vấn đề. Vì lúc nãy Lang Phá Thiên và Trần Khiếu Thiên còn chưa thể hiện năng lực của mình, khiến cho Câu Trần Âm Quỷ ngang nhiên thở phào nhẹ nhõm. Riêng bá phụ và phụ thân nhà Câu gia đều là cao thủ ngũ đẳng lại thêm tam đẳng, tứ đẳng nữa, tên nhãi danh này đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Câu Trần Âm Quỷ thậm chí đã nghĩ đến cả việc phải tra tấn Diệp Phàm ra làm sao, chẳng qua đại bá Câu Bách Hán và tam đệ Câu Siêu của y không nghĩ như thế. Nếu như lần này, mấy tên đó cùng Diệp Phàm đã liên tục vượt qua ba cửa ải, lại còn làm hủy hoại 18 người đồng mấy trăm năm lịch sử nhà Câu gia thì chắc chắn sẽ tiềm ẩn năng lượng phi phàm. Nếu Diệp Phàm đã từng vượt qua âm khiến, vậy thì chỉ còn cách cầu nguyện trong những người còn lại sẽ không có cao thủ lục đẳng. Chỉ cần trong đám người còn lại không còn cao thủ lục đẳng thì nhà Câu gia chắc thắng rồi. Lại một lần nữa đem nhóm tự nhận là cao thủ luyện võ kia dẫm dưới chân, việc này mà truyền ra ngoài thì địa vị của Câu thị Hải Nam trong giới quốc thuật Trung Hoa sẽ như măng trúc mùa xuân, càng ngày càng cao xa. Bá phụ và phụ thân Câu Mãn Thiên đều đang đứng bên Câu Trần Âm Quỷ, các đệ tử mở trận hình quạt giống như thế ngôi sao vây quanh mặt trăng, nhìn sẽ có cảm giác hoang đường của môn phái thời cổ đại. Nhìn qua có giống như bức ảnh võ lâm không? Tề Thiên nói nhỏ một câu. Vốn dĩ là diễn kịch mà, giống như võ tòng trong Thủy Hử say rượu đánh tưởng môn thần thôi, giờ chúng ta cũng NHD diễn Diệp ca cuồng ẩu thần chân nhé. Lô Vĩ cười nói, có biết thần cước Câu Trần Âm Quỷ nhà Câu gia cao thủ mức nào không? Lúc này Lang Phá Thiên lại quay đầu sang nhẹ giọng hỏi Lô Vĩ. Vì y có cảm giác hai tay kia có chút tự cao tự đại, phải quyết tâm xem bộ dạng bọn họ ngẩn người ra như thế nào. Có thể là ở cấp mấy được chứ? Tề Thiên nhỏ giọng hỏi, Lô Vĩ cũng không biết, đành quay sang nhìn Lang Phá Thiên. Hai người họ đều không biết người này là ai, nhìn qua vẻ mặt ác nghiệt, bộ dáng rất phong độ, nhưng có lẽ chẳng qua cũng chỉ là giả bộ thôi. Lô Vĩ lại có kiểu kích động để gây chiến với Lang Phá Thiên. Khi nãy đại ca Diệp Phàm bảo Lang Phá Thiên ở phía dưới tấm bảng đinh để đẩy người lên, trong lòng Lô Vĩ thấy không phục rồi, cảm giác như đại ca đã coi khinh mình. Ha ha! So với lão cao nhân già nhất trong Lô gia các cậu vẫn cao hơn một bậc. Lang Phá Thiên phun ra một câu, Lô Vĩ trên mặt bắt đầu biểu hiện phẫn nộ, cảm thấy Lang Phá Thiên không tôn trọng tiên giật trưởng lão nhà mình, thế này thì quá lắm rồi. Trong nháy mắt anh chàng định phản ứng lại, nhưng trên mặt lập tức hiện vẻ ngây ngô, đứng nở ra như hóa đá, thầm nghĩ, mẹ kiếp, không thể như thế được, tiên giật trưởng lão là cao thủ khai nguyên thất đẳng, Câu Trần Âm Quỷ còn cao hơn ông ấy một bậc. Như thế chẳng lẽ hắn là cao thủ thất đẳng cấp 2 ư? Ôi mẹ ơi, hôm nay mình xui xẻo rồi. Tề Thiên cũng không hề biết tiên giật trưởng lão nhà Lô gia ở cấp thứ mấy, khi thấy Lô Vĩ tự nhiên đứng im như tượng bèn hỏi nhỏ. Vĩ ca, trưởng lão nhà anh rốt cuộc là ở cấp mấy? Cấp gì mà cấp, khai nguyên thất đẳng. Lô Vĩ tức giận trả lời. Á! Tề Thiên thốt lên, sau đó nhanh chóng bịt chặt mồm. Trạng thái ngẩn người còn hơn cả trạng thái hóa thạch của Lô Vĩ. Hai người cùng liếc mắt sang bên Lang Phá Thiên, thì thầm. Đây là loại người nào thế, chẳng lẽ lại chỉ khoác lác thôi sao? Nhưng trông hắn có vẻ giống cao thủ, mà cũng không chắc có phải cao thủ không nữa. Anh là thần cước à? Diệp Phàm không chút khách khí, đứng cách chỗ Câu Trần Âm Quỷ vài mét, nhàn nhã như người đi dạo chơi. Lúc này, Diệp Phàm trong lòng đầy phẫn nộ. Chỉ có điều bây giờ vẫn chưa thể làm gì được. To gan, đến thần cước mà mày cũng dám tùy tiện nói à. Cái tên nhãi danh không biết cao thấp gì hết, đại ca bố mày là một trong tứ tú Trung Hoa, nổi tiếng trong giới võ thuật Trung Hoa. Lúc này nhị đệ Câu Khôn lại phát bệnh cũ, lớn tiếng giáo huấn. Đương nhiên làm thế cũng chỉ muốn cổ vũ Câu gia mà thôi. Bang! Một tiếng động trời, Trần lão đã ra tay rồi, chỉ thấy bóng người nhoáng lên một cái. Câu Khôn đã bị đá ngã văng xa hơn 5 mét, liên tục lăn 3-4 vòng rồi bị vướng vào bụi cỏ tranh, lúc đó mới dừng lại được. Phía bên miệng hiện lên một vết bầm tím rõ ràng. Phù một tiếng, hai chiếc răng cửa bay ra. Đòn đánh của Trần Khiếu Thiên rất chuẩn, đá thẳng vào miệng Câu Khôn, lớn tiếng nói. Chủ công ta hỏi, đâu đến lượt tên thối tha nhà ngươi lên giọng. Trần lão lời nói phun ra khí thế phừng phừng khiến cho mọi người có mặt đều âm thầm chấn động. Đặc biệt là Lang Phá Thiên, liếc mắt nhìn trộm Trần Khiếu Thiên một cái, ngạc nhiên không nói thành lời. Không tưởng tượng được lão già bình thường này mà trên người lại phát ra nội lực mạnh như vậy,
không khác biệt lắm so với mình. Chẳng lẽ ông ta cũng là cao thủ thất đẳng, hơn nữa lại gọi Diệp Phàm là chủ công. Thế có nghĩa là sao, lẽ nào Diệp Phàm chính là thiếu môn chủ của môn phái ẩn dật nào chăng, giờ xuất hiện để rèn luyện hay chỉ để vui chơi? Chủ công là ý gì? Trong võ lâm cổ đại, chủ công chính là chủ nhân. Thế thì ông ta chẳng phải là người hầu của Diệp Phàm sao? Cao thủ thất đẳng làm người hầu. Ôi mẹ ơi, rốt cuộc là ý gì? Em gái tôi đâu? Diệp Phàm lạnh như băng hừ nói. Chương 947, quyết tử. Dẫn tới đây, Câu Trần Âm Quỳ trong lòng có chút lạnh. Vừa rồi lão nhân kia phát ra nội lực như núi, so với chính mình có khi còn thâm hậu hơn một chút. Điều này không phải nói lão nhân kia cũng là cao thủ thất đẳng sao? Như vậy thì hôm nay gia tộc Câu Trần có chút rắc rối rồi. Cho nên thái độ biến chuyển ngay lập tức. Dù sao Câu Trần gia tộc dù gì thì cũng là một gia tộc, không thể không suy xét cho lợi ích của những người trong gia tộc. Anh ơi, anh ơi! Diệp Tử Y vẻ mặt kinh hoàng, ngay khi Câu Ngũ Tỷ dẫn ra từ phía cửa bên hông liền ngay lập tức định vọt lại chỗ Diệp Phàm. Không cho qua! Câu Siêu Ý muốn ngăn cản. Hừm! Diệp Phàm ra tay, đôi mắt chim ưng đã sớm phát hiện ra em gái có vết bầm tím trên mặt, hắn càng đau xót, phẫn nộ. Thân mình nhoáng lên một cái, nhanh thư cắt bay đến bên Câu Siêu, tùy tay tát một cái. Bốp! Âm thanh giòn vang, khuôn mặt của người nhiều mưu trí trong Câu gia là Câu Siêu đã biến thành đầu heo. Lên! Câu gia không chịu được nữa, vây kín lại. Ai đánh em gái tao? Diệp Phàm hét lớn. Bố mày đây! Câu Khôn tức giận, lau máu khô trên mặt nói. Đánh bằng tay nào? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Tay nào cũng đánh, bố mày còn muốn lên giường cùng cô ta nữa cơ. Có lẽ Câu Khôn đã bị Trần Khiếu Thiên đánh đến hồ đồ. Câu Trần Âm Quỳ bên cạnh chưa kịp quát bảo ngưng lại. Toàn thân như phát hỏa, Diệp Phàm xông lên một cước đá về phía Câu Khôn. Ba vị nhà Câu gia đều là ngũ đẳng, khi nãy Trần Khiếu Thiên ra tay quá nhanh nên chưa kịp chuẩn bị. Giờ Diệp Phàm ra tay thì ba người đó đã chuẩn bị sẵn sàng, tấn công về phía Diệp Phàm. Tới đúng lúc lắm. Diệp Phàm lạnh lùng nói, xuất chiêu xoáy chân. Binh, binh, binh. Ba tiếng giòn vang, ba vị đã bị đá xa vài bước, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Nếu đã đánh bằng hai tay thì đưa hai tay ra. Diệp gia chúng tao không phải là người nào cũng ức hiếp được. Dùng chân, dùng tay cắt tay. Diệp Phàm một tiếng giống to, vọt qua. Hừ, Câu Trần Âm Quỳ đứng dậy, một chân đá hướng về phía Diệp Phàm. Lên hết cho ta. Câu Bách Hán thấy tình thế không khả thi cho lắm, liền ra lệnh cùng tấn công. Hơn 30 đệ tử, cộng thêm 3 vị ngũ đẳng, vài người tứ đẳng, tam đẳng đều xông lên bao vây. Hừ, Lang Phá Thiên ra đòn, cũng là một đoàn xoáy chân quét ngang, hạ gục một đám đệ tử. Trần Khiếu Thiên, Tề Thiên, Lô Vĩ, Trần Quân toàn bộ cũng ra tay. Bốn người dũng mãnh, ra tay quyết liệt, khiến trận nhà Câu gia hỗn loạn. Thiết Chiêm Hùng kéo Diệp Tử Y về bên mình che chở, lúc đó có một đệ tử nhà Câu gia phát hiện ra lại cho rằng Thiết Chiêm Hùng là kẻ dễ ăn hiếp nên xông vào đánh, nhưng bị Thiết Chiêm Hùng đá cho một cái chạy mất tiêu. Mặc y không đến tam đằng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì đám đệ tử Câu gia không phải là đối thủ. Thần Cước à, bố mày sẽ biến mày thành chân thối hết. Diệp Phàm hừ lạnh, liên tục xuất chiêu. Thần Cước Câu Trần Âm Quỳ mặt mũi lập tức tái mét lại. Lực chân Diệp Phàm phát ra quá nặng, mạnh mẽ, quả thực Thần Cước cũng không thể kháng lại được. Dù gì thì Diệp Phàm cũng là đỉnh cao của thất đẳng, Thần Cước mới chỉ là thất đẳng cấp 2 thôi, tính ra thì vẫn còn kém 2 giai đoạn nữa. Tuy nhiên, Thần Cước cũng may bản lĩnh vững chắc, cứng rắn rèn luyện mà ra. Mà Diệp Phàm là đỉnh cao thất đẳng nhưng vẫn có chút sơ hở, vì thế mà hai người đó có thể nói là ngang nhau. Năng lực Diệp Phàm có thể lợi hại chút, nhưng kinh nghiệm của Thần Cước lại phong phú hơn nhiều. Trong một căn phòng bí mật của Tổng Bộ tại thủ đô Bắc Kinh, Thượng tướng Trấn Đông Hải cùng với 5 vị đeo hàm thiếu tướng, trung tướng đang xem cuộc chiến. Những vị tướng quân này đều là thành viên trung tâm trong tổ đặc nhiệm A, có thể nói là trung tâm của hạt nhân. Lão tướng quân Lý Khiếu Phong cũng ngồi ngay hàng ghế đầu. Lão Lý, quân bài của chúng ta thật lợi hại đấy. Trấn Đông Hải cười nói. Ừ, động như thỏ chạy, tính như xử nữ, bất động như sơn, nhất động như lôi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Lý Khiếu Phong thở dài. Lão Lý thấy thế nào,
cậu ta cùng đấu với Câu Trần Âm Quỷ một trận chứ? Trấn Đông Hải hỏi. Khó nói lắm, nhóc kia nội lực có vẻ mạnh hơn Câu Trần Âm Quỷ, nhưng Câu Trần Âm Quỷ lại hơn ở sự trầm ổn. Lý Khiếu Phong nhìn qua màn hình lớn, bình luận nói. Ừ, lão Lý có phải muốn nói hai người đó đẳng cấp không khác biệt lắm? Thậm chí Diệp Phàm còn cao hơn một chút. Trấn Đông Hải nói. Có thể như thế, tuy nhiên Diệp Phàm rất thông minh. Khi nãy đều nhanh chóng vượt qua hết trận 18 người đồng, cột hoa mai, cả trận vạn đinh nữa. Từ đó có thể thấy thần cước không bằng Diệp Phàm được. Lý Khiếu Phong cười nói, ánh mắt lấp lánh. Vì lần này là hiện trường trực tiếp nên Trấn Đông Hải không khỏi có những pha thót tim, ngay cả đến cự ly máy chụp cũng đã được điều chỉnh lại. Giá máy được đặt trên mấy cái cây cao lớn cách xa khoảng 500 mét. Toàn cảnh đều được máy chụp ảnh chụp lại, trên bầu trời cũng có một quả khí cầu nhiệt. Cơ bản tình hình diễn ra đều được truyền về, nhưng hiệu quả vẫn chưa tốt lắm, dù gì thì cũng ở quá xa, sau khi phóng to ra thì cũng có chút sai lệch. Liên tục xuất ra những cú đá cứng rắn, thần cước cảm giác công lực của mình vẫn chưa chiếm được ưu thế gì cả. Y nổi giận, hét lên một tiếng, dồn toàn bộ lực xuống chân, một lốc tròn lớn nhanh như điện bổ đến. Cũng có tài đây. Diệp Phàm cười thầm lạnh lùng, cũng đá chân lên, lại một âm thanh kinh hoàng, hai người cùng lui lại vài bước, đứng đối diện nhau. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên sự lạnh lùng còn trong mắt Câu Trần Âm Quỷ lại là sự hoảng sợ. Mười mấy phút sau, tình hình chiến đấu bên kia cũng đến giai đoạn tàn cuộc. Lang Phá Thiên một mình đối đầu với ba vị ngũ đẳng nhà Câu gia, sau vài chiêu ba vị đã nằm lăn ra đất. Còn Trần Khiếu Thiên một mình giải quyết nhanh gọn mấy cao thủ tam, tứ đẳng nhà Câu gia. Thực ra cũng không nhiều, chỉ 4, 5 người, còn lại là do Lô Vĩ, Tề Thiên, Trần Quân ba người này lo liệu. Trên cơ bản thì quân nhà Câu gia đã tan rã. Khi Trần Khiếu Thiên ra đòn, Câu Siêu bị bay văng xa chừng 5 mét, nằm bất động trên mặt đất. Trận chiến thế là đã kết thúc. Câu Trần Âm Quỷ đã phát hỏa lên rồi. Có dám quyết đấu cùng chết không? Câu Trần Âm Quỷ ác ý đưa ra lời đề nghị quyết đấu sinh tử. Loại này chính là nếu một người chết thì bên kia hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì. Quyết tử, mày chết chắc rồi. Diệp Phàm khinh thường nhìn Câu Trần Âm Quỷ, hừ nói. Đương nhiên như thế chính là đã đồng ý với thách đấu của Câu Trần Âm Quỷ rồi. Ký hiệp ước. Câu Trần Âm cũng không lỗ mãng, vừa khoát tay, một ông già dáng vẻ trầm ổn mang giấy tờ đến. Có thể mời đến nhiều cao thủ thế này chắc chắn thế lực đằng sau sẽ rất phi phàm. Vì thế, tất cả mọi việc đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Đến lúc thằng nhãi này chết thì cũng có bằng chứng, chỉ cần đúng lý lẽ thì giang hồ cũng đều có quy tắc cả. Câu Trần Âm Quỷ ký vào trước. Thiết Chiêm Hùng xem qua một cái nói. Người anh em, đã nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi, ký thôi. Diệp Phàm cười nói, vớ lấy cây bút ký vào. Quá liều lĩnh. Trấn Đông Hải tức tối đập tay xuống bàn, Diệp Phàm thảm rồi. Đang muốn sắp xếp cho người đi can ngăn thì Lý Khiếu Phong xua tay nói. Không lo, đã có Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng ở đó rồi, Diệp Phàm sẽ không mất mạng đâu. Còn ông cụ đi cùng Diệp Phàm nữa, tôi thấy có chút kỳ quái. Kỳ quái, hay là ông ta cũng là cao thủ ngũ đẳng? Trấn Đông Hải hỏi. Không chắc, phòng trừng cảnh giới thứ ba của lục đẳng. Dù sao thì Lý Khiếu Phong cũng từng là cao thủ bát đẳng, có con mắt tinh khôn. Dù cách xa ngàn dặm chỉ cần quan sát qua ống kính là ông ta cũng khẳng định được. Quả thực rất lợi hại. Lão Lý này, làm gì là cao thủ thế được, nhiều nhất chỉ có thể là cảnh giới thứ ba của lục đẳng thôi, hơn nữa cũng chưa phải già lắm, khoảng 50 chứ mấy. Xem ra phải quan sát kỹ một chút, thử xem có thể vì nước phục vụ hay không. Trấn Đông Hải cười tủm tỉm, tự nhiên đem sự chú ý của mình đặt lên Trần Khiếu Thiên. Xem người này tư thế khi ra quyền chân. Có lẽ nào lại có chút liên quan đến Trần Thị Thái Cực Quyền. Lý Khiếu Phong vừa cười vừa nói. Lập tức điều tra những cao thủ lục đẳng trở lên của Trần Thị Thái Cực Quyền cho tôi. Trấn Đông Hải ra lệnh cho thuộc hạ. Một thiếu tướng đứng dậy, bước ra ngoài dặn dò, tất nhiên là chuyên gia của tổ tình báo. Báo cáo Trấn Tướng Quân, các cao thủ lục đẳng trở lên của Trần Thị Thái Cực Quyền có hai người, một là trưởng môn Trần Vô Ba. Theo số liệu tổng hợp của các chuyên gia thì ông ta đạt tới cảnh giới thứ ba bát đẳng. Ngoài ra còn có đại đồ đệ của Trần Vô Ba là Trần Thiếu Phong, đạt cảnh giới khai nguyên lục đẳng, còn lại đều không tìm thấy cao thủ thất đẳng. Viên thiếu tướng báo cáo.
thật lì lạ, chẳng lẽ chỉ là giống nhau thôi sao? Không phải là đệ tử Võ Đăng chứ? Võ Đăng Trương Tam Phong tinh thông âm dương thái cực chi đạo. Lý Khiếu Phong buồn phiền nói. Đương nhiên, hệ thống tình báo tổ đặc nhiệm A rất lợi hại, nhưng sư phụ của Trần Khiếu Thiên là Trần Hòa Phong đã qua đời lâu rồi, khi đó Trần Khiếu Thiên mới chỉ là một tam đẳng kém cỏi, không danh tiếng gì. Hơn nữa, có thể hồi đó nước Trung Hoa vẫn chưa có tổ đặc nhiệm A này, cho nên tất nhiên là không điều tra ra được. Những việc đại loại thế này, Trần Vô Ba khẳng định sẽ không tự mình thổ lộ ra. Nhưng Trấn Đông Hải suy nghĩ, cũng cảm thấy mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng. Võ Đăng không thể có người tài giỏi như thế được, chúng ta biết rõ mà. Trấn Đông Hải lắc đầu phản bác, sự việc khiến hai vị tướng quân ngày càng khó suy xét. Tổ đặc nhiệm A đều nắm trong tay lý lịch của những kiệt xuất anh hùng giới võ thuật trong nước. Chỉ có những tiền bối ẩn giật mới không nắm rõ lý lịch, còn lứa trẻ hơn thì chắc chắn là đều có đủ cả. Đông Hải, theo tôi thì cứ kệ đi, ông ta nếu là bí mật của Diệp Phàm, ông cũng không thể đoạt được, chẳng lẽ tất cả cao thủ trong nước Trung Hoa rộng lớn này ông đều muốn nắm gọn sao? Ông nghĩ xem, ngay như câu Trần Âm Quỳ, là một trong tứ tú của Trung Hoa, không phải tổ đặc nhiệm A chúng ta cũng không có cách gì bắt hắn ra toàn tâm phục vụ tổ quốc sao? Giang hồ có quy tắc của giang hồ, cứ để một vài cao thủ lưu lạc ra bên ngoài, đấy quy luật tự nhiên, ông thấy đúng không? Hơn nữa, nếu làm thằng danh kia mất hứng, biết đâu lại gào thét muốn rời khỏi tổ đặc nhiệm A thì sao? Đến lúc đó thì quả là phiền hà rồi. Lý Khiếu Thiên thản nhiên cười, nói với Trấn Đông Hải. Đúng, lão Lý nói cũng có lý, tôi là có chút nóng vội. Cái gì tồn tại cũng có lý do của nó, câu nói này rất hay. Không phải là tình trạng riêng của nước ta, mà ở Mỹ, ở Pháp còn nghiêm trọng hơn. Nghe nói Akiyama Li Fu của Nhật là một cao thủ bát đẳng. Đã từng giao chiến với đại sư Trần Vô Ba và đã bị thua, nhưng tổ chức thần đạo của Nhật không có cách nào để bắt ông ta quy phục về phục vụ cho đất nước. Trấn Đông Hải tiếp chuyện có chút tiếc nuối. Chương 948, thần cước bị đánh gãy chân. Ha ha, biết thế là tốt rồi. Thực ra, nếu ông ấy đúng là tốt với Diệp Phàm như vậy, sau này khi Diệp Phàm gặp nguy hiểm thì ông ấy có thể ngồi yên hay sao? Lý Khiếu Phong lạnh lùng cười nói. Cao kiến. Trấn Đông Hải giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thành. Bang, bang, bang. Cái mà câu Trần Âm Quỳ sử dụng là đao lớn, còn Diệp Phàm dùng thiết bổng. Trong khi Trấn Đông Hải đang nói chuyện phiếm thì hai đối thủ đã ra tay 7-8 chiêu rồi, sức bắt đầu có chút chống đỡ không nổi, những pha va chạm cứng đối cứng giữa đại đao và thiết bổng đã khiến cả hai tiêu tốn không ít sức lực. Tao muốn cho mày biết, người Diệp gia chúng tao không thể bị ăn hiếp được. Diệp Phàm lên tiếng. Rồi bèn liếc mắt nhìn sang bên cô em gái Diệp Tử Y, nhìn khuôn mặt bầm tím của cô bé càng thấy phẫn nộ, chộp lấy thiết bổng dồn lực tấn công về phía thần cước. Từ dưới đất, một quả lạc bảo tiền xoay tròn như lốc xoáy nhanh như đạn bay lên. Thần cước nắm lấy cây đại đao xông lên, rõ ràng là đã ngắm chuẩn chân Diệp Phàm mà đánh nhưng không hiểu sao lại thấy một âm thanh pang như đụng phải vật gì đó. Cây đại đao nặng nề rung lên, ngay lập tức mất phương hướng. Diệp Phàm chiếm lợi thế. Dùng thiết bổng giáng xuống đại đao, xoảng một tiếng, đại đao của thần cước rơi xuống đất. Không có binh khí thì thần cước sao có thể chống đỡ được thiết bổng của Diệp Phàm, sau mấy chiêu tiếp theo y đã thở như trâu, bước chân loạng choạng. Ôi, thua là chắc rồi, tên nhóc con này, thật không ngờ. Lý Khiếu Thiên nói cụt lùn, Trấn Đông Hải không hiểu ông ấy nói gì, những vị tướng quân khác lại càng không hiểu. Bởi vì... Lạc bảo tiền xoay tròn chỉ có Lý tướng quân thấy được một chút ảo ảnh, nhưng ông ta không thể khẳng định. Bang, bang, bang. Diệp Phàm liên tục giáng thiết bổng vào chân, vào vùng thắt lưng của câu Trần Âm Quỳ, người lập tức ngã sụp xuống. Gậy cuối cùng Diệp Phàm đang định hạ xuống thì ở đằng xa ba vị nhà câu ra hốt hoảng hét lớn. Chúng tôi nhận thua rồi. Muộn rồi. Đương nhiên là Diệp Phàm cố ý ra tay. Bang một tiếng. Thiết bổng đã nện vào bắp chân của thần cước, rắc một tiếng, xương chân đã gãy rời. Khi Diệp Phàm định ra tay lần thứ hai thì câu Ngũ Tỷ lao đến che lên người câu Trần Âm Quỷ van xin. Xin đừng đánh nữa, nhà chúng tôi xin nhận thua, anh muốn gì chúng tôi đều đưa hết cho anh. Cút ngay, chúng tôi đã ký ước định rồi. Diệp Phàm lớn tiếng quát, sau đó bèn hỏi. Thần cước, đã phục chưa? Báo cho cố tướng quân, lập tức ra mặt ngăn lại. Trấn Đông Hải biết nên kết thúc rồi, bèn hạ lệnh,
Câu Trần Âm Quỳ ngậm miệng không trả lời, giãy giụa rồi lại đứng lên, đẩy Câu Ngũ Tỷ ra ngoài, hét lớn. Phục cái cứt ấy. Thằng nhãi này quá liều mạng, nhưng chân trái đã bị Diệp Phàm đánh gãy rồi, thân pháp không còn linh hoạt nữa. Diệp Phàm mấy bổng đi xuống, độ mạnh yếu đều đã tính toán kỹ, trên người Câu Trần Âm Quỳ xuất hiện thêm vài khối u nữa. Đương nhiên Diệp Phàm là thủ hạ lưu tình, bằng không sớm đã đập chết rồi. Bang, bang, bang. Lại là những âm thanh đập liên tục, lần này chân phải của thần cước chắc phế mất rồi. Đừng đánh anh tôi, em của anh là do tôi đánh, tôi sẽ tự đánh gãy, tự đánh gãy. Câu Khôn hét lớn, tiếp đó tiếng răng rắc vang lên, đúng là y tự đánh gãy chân trái và tay trái của mình. Hừm, Diệp Phàm lại liếc nhìn Câu Trần Âm Quỳ. Tôi cầu xin anh, có đánh xin hãy đánh chết tôi đi. Câu Ngũ Tỷ không biết làm thế nào, bèn lao vào ôm lấy Diệp Phàm cầu xin, cặp nhũ hoa đè chặt vào người hắn, sống chết cũng không chịu buông tay. Dừng tay, chúng ta là đội mật thám quốc gia, thu hết tất cả hung khí lại. Có tiếng hét lớn từ phía xa, chừng 20 người mang súng vượt tường tiến đến. Tất nhiên là người của phân trạm tổ đặc nhiệm A căn cứ đảo Phi Ngư. Ông già này chơi trò gì đây? Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng trong lòng âm thầm buồn cười, biết tổng đây là khổ nhục kế của Trấn Đông Hải. Câu Trần Âm Quỳ, tôi là Cố Toàn đội trưởng đội mật thám quốc gia. Tôi yêu cầu dừng mọi việc lại, mọi người cùng ngồi lại thương lượng. Cố Toàn lên giọng, uy vũ không tầm thường, trên người ngôi sao hàm tướng lấp lánh, quân hàm trung tướng làm chói cả mắt. Thằng nhãi, còn chưa để gậy xuống sao, thích ăn đạn hả? Một đội viên dự bị tổ đặc nhiệm A đứng bên cạnh Cố Toàn không quen biết gì Diệp Phàm, giơ súng trợn mắt nhìn Diệp Phàm, sau đó vọt lên đá chân một cái. Keng một tiếng, thiết bổng trên tay Diệp Phàm bị đá rơi xuống đất. Tên này cảm giác còn chưa hết giận, lại giơ báng súng định đập lên người Diệp Phàm một cái. Hừ! Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tên kia cảm giác như có luồng nội lực chảy lên xuống trong cổ hắn, sợ tới mức lui ra phía sau một bước. Lão Trấn, tên thuộc hạ của ông cũng được đấy chứ, dám đối đầu cả với con át chủ bài tổ đặc nhiệm A cơ đấy. Lại còn ra tay đánh người, dùng báng súng, ha ha ha. Lý Khiếu Phong cảm thấy thật tức cười, nếu tên kia biết uy danh của Diệp Phàm thì chắc cũng tè ra quần lâu rồi. Ha ha, hắn ta là con nghé con không hiểu chuyện, có vẻ não có vấn đề. Trấn Đông Hải nhăn nhó cười gượng. Thân phận Diệp Phàm rất thần bí, cả Trung Quốc biết thân phận thật của hắn ta, tính cả các vị tướng quân trong mật thất này tính ra không quá con số 15 người. Nếu thực sự làm Diệp Phàm tức giận, muốn bắn y tại chỗ thì phỏng chừng tổ đặc nhiệm A cũng không vì y mà ra mặt. Đâu nặng đâu nhẹ, lợi ích trước mắt phân được rất rõ ràng. Trung tướng Cố Toàn trong lòng lo lắng, suýt nữa thì mặt mày tái mét, thầm nhủ, thằng nhãi vênh váo, dám dùng báng súng để đập Diệp phó soái, kể cả thủ trưởng Trấn cũng không thể ra mặt vì anh được rồi. Cố tướng quân trong lòng suy nghĩ chút, liền quay sang nhìn Diệp Phàm tỏ vẻ xin lỗi, xin bỏ qua, ý là trong đội này toàn bộ không ai biết hắn cả. Kết quả không khó đoán ra, phần thắng lớn nhất tất nhiên thuộc về tổ đặc nhiệm A. Sau khi đàm phán, hai vị tứ đẳng nhà Câu gia gồm Câu Ngũ Tỷ và Câu Siêu đồng ý tham gia đội dự bị của tổ đặc nhiệm A quốc gia. Còn lại ba vị ngũ đẳng nhà Câu gia do tuổi đã cao, đều 60 tuổi rồi, thậm chí Câu Bách Hán gần 70 rồi, không giúp gì được mấy cho đất nước nên xin miễn. Thần cước Câu Trần Âm Quỳ phải mất một năm rưỡi đừng nghĩ đến việc ra khỏi giường. Đương nhiên, Diệp Phàm đắc thắng rồi, Câu Trần Âm Quỳ thi triển ngũ âm tiệt mạch pháp trên người Hồ Trọng Chi bị Diệp Phàm cứng rắn hóa giải. Thằng nhãi này tất nhiên là cao hứng rồi, lại biết thêm một bí thuật chữa bệnh. Hơn nữa, lần này đại bá Câu Bách Hán nhà Câu ra vì để dẹp yên Diệp Phàm, đặc biệt ngưỡng mộ tài năng trẻ, ông ta đã tặng Diệp Phàm một biệt thự cao cấp trên chục triệu tại Bắc Kinh, coi như là bồi thường cho Diệp Phàm. Đương nhiên Câu Bách Hán làm như thế là có ý sâu xa của nó. Và đương nhiên trước mắt cũng là phúc đáp cho vị cao thủ này rồi. Hai vị tứ đẳng nhà Câu gia đều bị cưỡng ép phục vụ quốc gia rồi, còn lại có thần cước lợi hại một chút, những người khác đều là tạp phái quân, đều là nhị đẳng, đến tam đẳng cũng không nhiều, sau này có muốn vực lại Hải Nam Câu gia cũng có chút khó khăn. Ba vị lão gia cũng già rồi, không chắc được ba vị sẽ thọ đến khi nào, khi đã đi rồi thì Câu gia coi như hết người tài. Tuy nhiên, đã có hai cao thủ đi phục vụ quốc gia rồi, ít ra đất nước cũng chiếu cố cho.
chỉ cần sau này Câu gia không làm gì quá tai tiếng ra bên ngoài thì quốc gia cũng sẽ xem xét cho Câu gia. Điểm này chính là điểm có lợi khi tham gia vào tổ đặc nhiệm A. Đương nhiên, cái tên tổ đặc nhiệm A vẫn chưa được nói ra, Trung tướng Cố Toàn chỉ nói là kiếm người cho đội đặc chủng quốc gia thôi, đương nhiên phải hiểu biết tí. Tất nhiên rồi. Trước khi Cố tướng quân đi cũng nghiêm khắc cảnh cáo nhà Câu gia, không được tìm đến Diệp gia đòi hỏi đúng sai, nếu không, quốc gia tuyệt sẽ không nương tay. Thực ra, không cần Cố tướng quân nói, Câu gia hôm nay đã hoàn toàn sụp đổ rồi, làm gì còn bản lĩnh để tìm Diệp Phàm phân bua nữa, trừ khi không sợ Diệp Phàm san bằng Hải Nam Câu gia này. Đương nhiên, Câu gia cũng yêu cầu chính phủ nể mặt Câu gia, việc này không hề đẹp đẽ gì, xin không nói ra ngoài. Và cũng nghiêm cấm các đệ tử Câu gia không được đem chuyện ra ngoài bàn tán. Tại Thủy Châu, trong một căn phòng rộng rãi, đám người Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên đang ngồi, đang làm một con lợn rừng để ăn. Lô Vĩ, mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Diệp Phàm hỏi. Xong rồi, mỗi tờ 500.000, đưa anh cả đấy. Lô Vĩ cười nói, lấy ra mấy tờ chi phiếu. Các anh em, người xưa có câu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cuộc hành trình về Hải Nam có được thuận lợi hay không tất cả đều dựa vào sự hợp tác của chúng ta. Câu Bách Hán bồi thường tờ ngân phiếu 5 triệu tôi cũng không khách khí, vì bọn họ nên bồi thường mà, tôi đã nhận ngân phiếu đó. Diệp Phàm cười nói, đưa cho mọi người xem tờ ngân phiếu. Làm gì vậy, tình anh em mà lại đi nói chuyện tiền bạc sao, không ra sao cả. Lang Phá Thiên hừ giọng nói. Cầm lấy đi ông em, mọi người đều không cần. Thiết Chiêm Hùng vừa gặm một cái chân lợn rừng vừa nói. Các anh xem thường Diệp Phàm tôi phải không? Là anh em hôm nay phải nói cho rõ ràng, cái gì gọi là có phúc cùng hưởng. Tôi có được ngôi nhà trên chục triệu rồi, chỗ này là 5 triệu, mỗi người 500.000, vẫn còn lại là 2 triệu mà, chỗ nhiều vẫn ở chỗ tôi đây mà. Nếu không nhận thì đi đi, không anh em gì nữa. Diệp Phàm nói xong liền ra hiệu như đuổi khách. Đại ca, của em lấy đây. Em trai anh cũng không có tiền mà, ở Hong Kong có mảnh đất tồi tàn cũng chẳng đáng mấy tiền. Hơn nữa, Tề gia nhà em không có cách nào mở công ty, cha cũng không phải tham quan, bình thường rất keo kiệt, muốn xin tiền cũng khó. Tề Thiên vẻ mặt cay đắng, nhưng thật ra sớm đã cười gian xảo đoạt nhanh tờ chi phiếu rồi. Lô Vĩ vừa thấy, cũng không chậm trễ, nhanh tay cầm lấy. Hai thằng nhãi này hiểu được tâm ý của Diệp Phàm. Thực ra kinh tế của Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên không phải dư giả gì, tự nhiên cũng nhận lấy. Còn lại là Trần Khiếu Thiên và Trần Quân quyết không cầm, nhưng cuối cùng cũng bị sắc mặt xa sầm của Diệp Phàm bắt phải nhận. Thiết ca, anh cầm 600.000 này chia cho các anh em đến ngày hôm đó, coi như là trợ cấp đi công tác đặc biệt là được rồi. Diệp Phàm rút một tờ chi phiếu đưa cho Thiết Chiêm Hùng. Cái này, được rồi. Thiết Chiêm Hùng chần chừ một lát rồi nhận lấy tờ chi phiếu. Người anh em, anh thật là hào phóng. Lang Phá Thiên cười nói. Ha ha, tiền là thứ sống không mang đến, chết không mang đi, có nhiều cũng chỉ là con số, là tờ giấy thôi lấy về làm gì. Diệp Phàm thoải mái nói, tung chỗ tiền ra, dù sao cũng là tiền của Hải Nam Câu gia, cũng không tiếc. Bố, mẹ, bà. Từ trong nhà của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hồ Tập đoàn Giấy Thái Hưng vang lên tiếng nói lắp bắp của đứa con trai Hồ Trọng Chi. Chương 949, nỗ lực hết sức. Cảm ơn, cảm ơn. Hồ Thế Lâm liên tục nói mấy câu cảm ơn, xúc động đến rơi nước mắt. Diệp Phàm dùng câu gia bí thuật để giúp Hồ Trọng Chi giải những chiêu mà câu trần âm đã gây ra. Hồ Trọng Chi tỉnh lại mơ hồ đã kêu tên được mọi người trong nhà. Hồ gia đều cảm kích rơi nước mắt. Hồ Lão Thái Thái liền quỳ xuống trước Diệp Phàm cảm ơn, Diệp Phàm nhanh chóng đỡ bà cụ dậy. Để cho một bà lão 70 tuổi cúi đầu lại một thanh niên 20 thì thật tổn thọ. Còn chủ tịch hội đồng quản trị Hồ thì lấy ra tờ chi phiếu 3 triệu nhưng Diệp Phàm kiên quyết từ chối. Tiền cũng tốt nhưng cũng phải nghĩ đến ân tình nữa chứ. Con người thì không thể so sánh với loài vật, kết giao với nhà Hồ sẽ có lợi sau này. Hồ gia là cả một tập đoàn lớn như thế sau này còn phải dựa vào họ dài dài. Diệp Phàm suy xét lâu dài, không nên vì mấy đồng trước mắt được. Em gái Diệp Tử Y lần đầu tiên được anh dẫn tới Sở Thiên Các Diệp Phủ ở Thủy Châu. Diệp Tử Y sung sướng đến chết ngất đi, kiểu nhà cổ này được xây dựng khá cao, có nét văn hóa sâu sắc, bên trong lại là sự hưởng thụ mang tính hiện đại.
nhìn em gái chơi vui trong ngôi nhà, Mai Tử đưa cô đi chọn phòng mà lòng Diệp Phàm thấy bùi ngùi. Hắn nghĩ thầm không biết khi nào nên đưa bố mẹ cùng đến ở, nhưng chắc chắn rằng bố mẹ sẽ chẳng chịu đến rồi vì họ còn chưa về hưu. Khi thấy chiếc ghế sa hoa đặt giữa phòng khách, Diệp Tử Y chỉ cẩn thận sờ mà không dám ngồi thử. Diệp Phàm kêu em gái ngồi lên xem, hưởng thụ một chút cảm giác của nữ hoàng anh. Nhưng Diệp Tử Y vẫn không ngồi, lắc đầu nói. Đây là chỗ của anh mà, em không thể làm bẩn nó được. Diệp Tử Y học ở trường học viện âm nhạc, kết hợp cùng Mai Tử, một người chơi đàn, một người khiêu vũ. Trong tiếng đàn phong cách cổ xưa, tà váy bay lên uyển chuyển khiến hai tên háo sắc Tề Thiên và Lô Vĩ phải há hốc mồm ra xem. Anh à, sau này nhất định phải kiếm con gái làm phường thập tam nhạc đến phục vụ biểu diễn, thế mới có phong cách. Tề Thiên lớn tiếng nói. Được lắm, thằng nhóc cậu dã tâm không nhỏ nhỉ, lại còn phường thập tam nhạc nữa, nhạc cái đầu cậu ấy. Diệp Phàm nhấp chút rượu, tức giận hừ nói. Anh à, thực ra là không khó gì. Trong học viện âm nhạc chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể mướn được một đội nhạc rồi, thỉnh thoảng có dịp cũng nên ăn mừng được mà. Mai Tử thành thật nói. Ha ha, sau này có sự kiện gì trọng đại có thể mời một đội đến tấu cũng được mà. Diệp Phàm cười. Đại ca đúng là ba phải, Mai Tử nói thì cho là đúng, lời em nói ra thì bị mắng. Cái lý nào cứ thấy con gái là sáng mắt ra mà. Tề Thiên trong lòng bất mãn, nhỏ giọng nói thầm nói. Ánh mắt mờ ám, phỏng chừng trong lòng sớm đem Mai Tử trở thành miếng mồi ngon của Diệp Phàm. Ha ha, ai bảo cậu cứ dài như cây cột, hay là cắt đi? Lô Vĩ cười nói. Cắt cái đầu ấy, của anh thì sao, còn có thể luyện Quỳ Thiên Bảo Điển được. Tề Thiên trợn mắt nói. Ha ha, cái này, Tề Thiên bất bại, huynh đệ tôi sao có thể tranh giành với cậu được? Lô Vĩ giảo hoạt, Tề Thiên tức giận đến không nói lên lời, rồi chuyển giọng. Vĩ ca, cái danh này hay là tặng cho Diệp ca thì đúng hơn. Nhìn thấy không, thần cước Hải Nam gục trong tay anh ấy mà. Ôi, đi theo đại ca lăn lộn là cũng có tiền đồ rồi. Lô Vĩ tươi cười nói. Đúng thế. Tề Thiên đồng ý trả lời. Sáng ngày thứ hai, phó chủ tịch huyện Bao và phó chủ nhiệm nông đều mặt mũi ủ rũ. Không được phải không? Diệp Phàm liếc nhìn hai vị, cảm giác buồn cười. Vâng. Phó Giám đốc Sở Vệ nói với chúng tôi, Phó Giám đốc Sở Lý chỉ nhìn lướt qua kế hoạch khai thác trà thanh vụ của chúng ta, nói rằng tỉnh ta lá trà chỗ nào cũng có cái gì để khai thác chứ? Trà thanh vụ là trà bản địa, lại không có gì đặc sắc, trà bản địa nơi nơi đều có, không có giá trị phát triển. Bao Minh Thanh trên mặt có chút xấu hổ. Không phải chúng ta có hàng mẫu sao? Diệp Phàm hỏi không chút gấp gáp, bởi vì, hắn ta vẫn chưa đưa ra chiêu bài cuối cùng. Người ta không thèm nhìn đến. Gói trà đó phó giám đốc Vệ đã giúp chúng tôi đưa lên rồi, chỉ có điều phó giám đốc Lý không để ý, khinh thường nói là Tây Hồ Long tỉnh còn uống không xong nữa là. Nông Âm Vận bất mãn nói. Diệp Phàm cũng không muốn hỏi, trực tiếp gọi cho Vệ Thiết Thanh. Ông em à, xin lỗi nhé, vụ này không chơi được. Phó giám đốc Lý không muốn xem, việc này có gì đó kỳ lạ. Vệ Thiết Thanh cũng tỏ vẻ bất mãn, hừ nói. Thế thì chúng ta trực tiếp tìm giám đốc Sở Trần vậy, phó giám đốc Lý chẳng qua chỉ là phó giám đốc thường vụ thôi. Diệp Phàm hừ nói. Làm như vậy không được, phải biết rằng hạng mục chi nông lần này là do giám đốc Trần chuyển cho phó giám đốc Lý phụ trách. Chúng ta mà gửi phương án lên giám đốc Sở Trần thì phó giám đốc Sở Lý trong lòng sẽ vướng mắc, giám đốc Sở Trần phỏng chừng cũng sẽ không ủng hộ dự án khai thác trà thanh vụ đâu. Vệ Thiết Thanh có chút khan khan giọng, cảm thấy mất mặt. Diệp Phàm lần đầu nhờ ông ta làm việc mà kết quả lại không thành công. Vệ Thiết Thanh cũng là bất đắc dĩ thôi. Phải biết rằng Sở Nông nghiệp tỉnh có 5 phó giám đốc sở, ông ta lại xếp cuối cùng, trong sở hầu như không có tiếng nói gì. Vệ ca, có thể giúp em liên lạc với phó giám đốc Sở Lý không? Em muốn gặp mặt ông ta một lần. Diệp Phàm muốn cố gắng một phen cuối cùng. Vô ích thôi ông em, phó giám đốc Sở Lý nói với tôi rằng, sẽ không xem xét dự án trà thanh vụ huyện Ma Xuyên. Hơn nữa, lúc đó tôi có hỏi ông ấy nguyên nhân tại sao, ông ấy trừng mắt nói rằng tôi đừng có xen vào. Ông em, hay là cậu đã đắc tội với ai rồi? Vệ Thiết Thanh nói. Hừ. Diệp Phàm tức giận nói. Vệ ca, thế thì chúng ta đi tìm giám đốc Sở Trần, anh có cách nào giúp em liên lạc với ông ta không? Em chỉ muốn gặp ông ta một lần thôi.
Nếu cậu muốn gặp ông ấy rất đơn giản, buổi trưa là ông ấy đi đón con gái ông ấy tên Trần Giao, học ở trường trung học thuộc Đại học Sư phạm Thủy Châu, thường thì khoảng 11 giờ 30 đứng ở cổng trường. Vệ Thiết Thanh suy nghĩ, nếu mình dẫn Diệp Phàm gặp giám đốc Sở Trần, phó giám đốc Thường vụ Lý cũng để bụng cho mà xem. Cảm ơn vệ ca đã nhắc nhở. Diệp Phàm tắt điện thoại, cảm thấy Vệ Thiết Thanh làm được thế này là được rồi, cũng là người đáng giá để kết giao. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn muốn thử Vệ Thiết Thanh xem ông ta có đáng để Diệp Phàm kết giao hay không, chợt nói. Nhưng vệ ca, anh có thể dẫn em tới gặp trực tiếp giám đốc Sở Trần được không? Cái này, được rồi, người anh em đã cố muốn gặp giám đốc Sở Trần thì tôi sẽ giúp cậu liên hệ trước, có tin tức gì tôi lập tức báo cho cậu. Vệ Thiết Thanh trầm ngâm một lát rồi cuối cùng cũng đồng ý. Hạng mục quốc lộ thiên tường của Sở Giao thông cũng tương tự thế. Tiền Hồng Tiêu nói là đã đệ trình lên trên nhưng đã bị phó giám đốc Sở Lý Chí Hoa phủ quyết ngay, nói rằng dự án quốc lộ La Thủy của Đức Bình vẫn nằm trong sở, còn rối loạn cả lên, giờ lại làm thiên tường thì thà làm hẳn dự án kéo dài qua ba tỉnh Giang Đô, An Đông, Nam Phúc. Năm nay sở không thể ưu tiên cho dự án lớn như Đức Bình nữa, không thể lãng phí thời gian. Việc này đúng là có chút kỳ quặc, cả hai dự án đều bị ngăn cản cùng một lúc, hơn nữa lần đầu tiên đệ trình lên trên đã bị phủ quyết rồi, phủ quyết một cách kịch liệt, ngay cả đến việc suy xét cũng không nói đến. Chẳng nhẽ nội tình lại giống như Vệ Thiết Thanh nói, chắc chắn có người cản đường. Công tử, cậu nhóc này còn muốn thực hiện giấc mộng Xuân Thu, còn đòi thực hiện dự án Trà Thanh Vụ, rồi lại còn quốc lộ thiên tường. Phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Minh Đường cười nói với Cố Tuấn Phi, con trai của bí thư đảng quần chúng Cố Phong Sơn. Chú Trương đã sắp xếp xong rồi chứ? Cố Tuấn Phi liếc mắt hỏi Trương Minh Đường, một tiếng gọi chú ngọt như giỏ mật vào tai. Không thể không nói, Cố Tuấn Phi này có cái tài làm lay động lòng người. Trương Minh Đường là thân tín của Cố Phong Sơn, luôn luôn đi theo Cố Phong Sơn, có vẻ như quan hệ chủ tớ. Cố Tuấn Phi lấy thân phận là công tử nhà Cố gia gọi Trương Minh Đường là chú. Như thế không phải là đề cao vị trí của Trương Minh Đường sao? Dù biết Cố công tử chỉ thuận miệng gọi thế nhưng trong lòng Trương Minh Đường vẫn cảm thấy thoải mái lạ kỳ. Hai cuộc điện thoại, không là gì. Trương Minh Đường khiêm tốn nói. Ha, ha dám đấu với Cố Tuấn Phi này, bố mày phải cho hắn ta biết ở Nam Phúc này, một chủ tịch huyện nhỏ nhoi chạy lên tỉnh thì không được coi là cái cọng hành tây. Cố Tuấn Phi lại bắt đầu kiêu ngạo. Đúng thế. Nghe nói mẹ cô bé Trinh Giao tức đến nỗi phát bệnh. Trương Minh Đường hé lộ một tin tức. Thế tôi có nên đi thăm không? Cố Tuấn Phi cười hỏi, trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Tống Trinh Giao. Ha ha, ông chủ chắc chắn vui lắm, tôi sẽ đi chuẩn bị xe ngay. Trương Minh Đường khom người, rất nghe lời. Ông chủ trong lời nói của y chính là Cố Phong Sơn. Nhìn qua có thể thấy không những hai dự án này không được mà ngay cả cái mũ của thằng nhãi đó cũng phải tìm cơ hội lột xuống. Cố Tuấn Phi đang, nhưng Trương Minh Đường nghe xong lại cảm thấy lạnh cả người, trong lòng nghĩ thằng nhãi họ Diệp kia, một chủ tịch huyện nhỏ nhoi sao lại dám tranh phụ nữ với công tử nhà Cố gia ở thành Bắc Kinh này. Đúng là lấy trứng chọi đá. 10 giờ. Trước cửa tòa nhà cao lớn phong cách cổ xưa của Sở Nông nghiệp tỉnh, Diệp Phàm nắm chặt túi ra, mang theo Nông Âm Vận Hiên ngang bước vào. Phó Chủ tịch huyện Bao Minh Thanh cho rằng dự án khai thác Trà Thanh Vụ không chơi được nên lấy cớ huyện nhiều việc, Diệp Phàm đành gật đầu cho ông ta về trước. Biết ông ta đánh chống lui quân, Diệp Phàm cũng không so đo với ông ta. Hơn nữa, ông ta cũng mơ hồ cảm thấy được, hẳn là có người ở giữa làm khó dễ, đương nhiên rất sợ, không muốn bị liên lụy thêm. Giám đốc Sở Trần chỉ cho 5 phút thôi, cậu nắm lấy cơ hội này nhé. Vệ Thiết Thanh dặn dò. Không lo vệ ca, em sẽ có cách. Diệp Phàm cười thần bí, vẻ mặt thoải mái. Vệ Thiết Thanh sửng sốt, rõ ràng biết việc này sẽ không đi tới đâu, vậy mà còn đi làm chuyện mất mặt này, cũng không biết được tên Diệp Phàm này có uống nhầm thuốc không. Thôi kệ, dù gì thì hắn cũng có quan hệ tốt với Phó Chủ tịch tỉnh Tề, còn gọi là chú Tề nữa. Thực sự có thể được, phỏng chừng sẽ đưa chiêu bài Phó Chủ tịch tỉnh Tề Trấn Đào ra, giám đốc Sở Trần không thể không nể mặt ông ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 950, chữ ký của bí thư tỉnh ủy. Thực ra Vệ Thiết Thanh cũng có chút tức giận, phó giám đốc Lý chẳng qua cũng là phó giám đốc thường vụ, cấp bậc cũng chỉ hơn ông ta một cấp, vậy mà không đặt ông táp vào trong mắt.
nếu Diệp Phàm có thể làm y mất mặt thì cũng là chuyện vui rồi. Mối quan hệ trong sở nông nghiệp cũng tương đối phức tạp. Nơi quan trường luôn có chút tranh đua, ghen ghét, cứ lấy ví dụ mấy ông phó giám đốc sở thì biết đã không ít chuyện rồi. Vệ Thiết Thanh là muốn dựa dẫm vào giám đốc sở Trần nhưng đều không có cơ hội. Giám đốc sở Trần đối với ông ta cũng có thái độ ôn hòa. Mà vài vị phó giám đốc sở khác thì là người quen rồi, sớm đã xem như đồng minh. Chỉ có lão vệ vừa mới được đề bạt không lâu thì còn e dè. Cũng muốn tụ tập cùng mấy vị phó giám đốc sở khác nhưng người ta lại nhất thời không tin tưởng ông ta, vì thế vị trí của ông ta trong sở có vẻ không tốt cho lắm. Chỉ có điều treo trên đầu biển phó giám đốc sở, suốt ngày bị gọi cửa, giống như đội cứu hỏa vậy. Trong sở việc gì khó làm nhất, các vị khác không chịu làm là y rằng đổ hết lên đầu ông ta, hơn nữa ông ta lại trẻ tuổi nhất, mọi người đều dựa lý do đó mà nói ông ta. Vì thế một năm nay có bao nhiêu vụ khó khăn, đều là những miếng ăn khó xơi. Từ sau khi quen biết Diệp Phàm, biết hắn có quan hệ tốt với Tề Chấn Đào nên ông ta tự nhiên muốn kết giao, giúp đỡ Diệp Phàm, đương nhiên có hiệu quả và lợi ích nhất định. Xin chào thư ký Lưu. Vệ Thiết Thanh vẻ mặt tươi cười, hướng về một người thanh niên diện mạo bình thường cười nói. Ồ, là phó giám đốc Vệ à, giám đốc Trần có nói, vốn dĩ có vài phút rảnh rỗi nhưng hiện tại lại bận mất rồi, mời các vị về cho. Thư ký Lưu liếc nhìn Vệ Thiết Thanh, vẫn ngồi nguyên trên ghế cũng không thèm lịch sự đứng dậy hỏi, thật là quá đáng. Vệ Thiết Thanh có vẻ tức nhưng cũng chỉ biết kìm nén mà cười nói. Thế khi khác chúng tôi đến vậy? Không cần đến đâu. Thư ký Lưu bật ra câu nói, nhìn Diệp Phàm và Nông Âm Vận một cách khinh bỉ. Vì sao? Diệp Phàm tức giận không kiềm chế nổi hỏi. Người này là ai thế, có biết quy tắc hay không? Thư ký Lưu hống hách nhìn Diệp Phàm hỏi. Cậu ấy là bí thư huyện ủy huyện Ma Xuyên, có việc đến sở. Vệ Thiết Thanh giải thích, giả bộ không nhìn thấy vẻ ngạo mạn của viên thư ký. Mọi người trong sở đều hiểu, thư ký Lưu Chí Hoa cũng không bình thường, nghe nói tài sản riêng cũng trên chục triệu, ở Thủy Châu thế cũng coi là tầng lớp phú ông. Bình thường luôn được giám đốc sở Trần sủng ái, làm cho y có thói quen không coi ai ra gì. Bí thư huyện ủy. Sau này nên hiểu chút quy củ, ở đây không phải là Ma Xuyên ngõ ngách kia, hừm. Thư ký Lưu lên mặt, quát lớn như một cán bộ lớn. Diệp Phàm cảm thấy nực cười, ngay cả lãnh đạo cấp quốc gia như Triệu Bảo Cương trước mặt bố mày mà còn phải nể nang, vậy mà không ngờ một thư ký của giám đốc sở lại có thể hành động như vậy. Xem ra tác phong quan liêu này quá mãnh liệt rồi, bên dưới có muốn đến làm việc chắc cũng khó khăn lắm, ngay cả phó giám đốc sở vệ còn chẳng được coi ra gì nữa mà. Cửa của sở quả thật như vực nước sâu. Vệ Thiết Thanh âm thầm kêu khổ, đã biết tính của Diệp Phàm không giỏi kiềm chế, nếu như ở trước cửa phòn giám đốc sở mà cãi nhau thì không hay ho cho lắm. Diệp Phàm nhanh chóng cướp lời, cười nói. Quy tắc, thưa thư ký Lưu, ở đây có quy tắc gì, Diệp Phàm tôi thực sự không hiểu, thư ký có thể nói cho tôi biết không? Anh thấy chỗ nào chưa thông muốn tôi dạy dỗ anh? Thư ký Lưu bị chọc giận. Nói với Diệp Phàm rồi quay sang nhìn Vệ Thiết Thanh nói. Cái người ở quê này thật không được giáo dục tốt, phó giám đốc sở vệ, lần sau chọn cho chuẩn người, không phải người nào cũng đem đến đây được, đây là văn phòng của giám đốc sở Trần chứ không phải cái chợ. Thư ký Lưu, xin anh ăn nói cho cẩn thận, thế nào gọi là không có giáo dục, các đồng chí cấp dưới đến làm việc có dễ dàng không? Chúng ta đều là cán bộ nhà nước, đều phục vụ nhân dân, anh có thái độ thế là sao? Vệ Thiết Thanh liền nói một hồi, không giống như mọi khi. Thực ra trong lòng ông ta đều có tính toán cả rồi. Nếu cứ để người khác bắt chẹt mình thích không bằng nhân cơ hội lần này tạo thanh thế, nói cho thư ký Lưu một trận. Chỉ cần gây áp lực cho thư ký Lưu là có thể được truyền ra ngoài, uy tín trong sở sẽ như hỏa tiễn bay lên. Đến lúc hỗn độn như thế, Diệp Phàm chắc chắn không thể ngồi yên không nói. Lão vệ đương nhiên hy vọng Diệp Phàm sẽ gọi đến người hậu thuẫn sau hắn. Chính mình cũng nhân đó tạo uy thế, nếu không chức phó giám đốc sở cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Đương nhiên, lão vệ cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, dù sao lão vệ cũng đã quyết rồi. Trong lúc thư ký Lưu đang muốn nói lại thì cánh cửa phòng giám đốc sở Trần mở ra, phó giám đốc Lý cười tủm tỉm bước ra, bắt gặp Vệ Thiết Thanh liền hắng giọng. Có chuyện gì vậy, sao lại làm ồn ở đây? Đây là sở nông nghiệp, không phải là cái chợ. Thưa phó giám đốc Lý.
khi nãy phó giám đốc Vệ đưa bí thư Diệp của huyện Ma Xuyên đến muốn gặp giám đốc Trần nhưng giám đốc nói không có thời gian nên tôi đã mời họ về ngày khác lại đến, nhưng vị này lại nói sở của chúng ta thích chỉ trích, phó giám đốc Vệ thì nói tôi phải chú ý ăn nói. Thư ký Lưu Ác Y nói. Thật không? Phó giám đốc Sở Lý liếc nhìn Diệp Phàm, khuôn mặt sầm lại. Trong lòng nghĩ, việc của Cố công tử mình nên giúp một chút. Bí thư Cố là quản lý đảng và quần chúng, ngồi ghế thứ ba trong tỉnh. Nghe nói Trần Trung Dân sẽ nhanh chóng thăng chức, vị trí giám đốc sở đã được lưu ý lâu nay, lần này không thể sai sót. Ông ta đang suy xét trong đầu rồi nói. Đây là sở nông nghiệp tỉnh, không phải Ma Xuyên, tôi hy vọng đồng chí bên đó qua làm việc cũng phải hiểu chút quy tắc của sở chúng tôi, không nên làm loạn trên này, đừng mang những cái không hay của Ma Xuyên đến nơi đây, biến nơi đây thành cái gì. Lời nói của y rõ ràng muốn Diệp Phàm ra về, nói xong y liền quay sang Vệ Thiết Thanh nói. Phó giám đốc Vệ, lần sau phải chú ý kỹ, loại người không ra gì thì đừng có dẫn tới. Không ra gì, ông nói ai không ra gì. Diệp Phàm tức giận quát lại phó giám đốc Lý. Thực ra hắn ta cố ý nói to thế là để dụ giám đốc Trần lộ diện. Ai, lại còn phải nói sao? Phó giám đốc Sở Lý kiêu ngạo trả lời. Quyết định dạy dỗ cho tên không biết trời cao đất dày này một bài học. Đừng tưởng rằng chỉ làm cái đuôi trong cái huyện nhỏ mà đòi lên trời cao. Nơi này cũng phân cao thấp, cấp dưới có là chủ tịch huyện cũng chỉ là cái rắm. Vệ Thiết Thanh xanh mặt, nhìn xung quanh hành lang bao nhiêu là người, toàn là người nghe thấy ồn ào mà nổi hiếu kỳ. Ồ, thế là ông nói tôi phải không? Diệp Phàm giả vờ giật mình, còn sờ đầu, giả vờ ngốc. Đúng là nói anh đấy, đi về đi. Đừng ở đây để mất mặt nữa. Phó giám đốc Lý nói câu này còn ác hiểm hơn. Cố công tử đã gọi chủ nhiệm Trương Lôi ra tiếp đãi chứng tỏ tên họ Diệp kia đã đắc tội với công tử, vì thế ta càng phải thay công tử cho thằng nhãi này một trận. Rút được cái gai cho cố công tử, thì cũng có lợi cho ta. Có chuyện gì? Đúng lúc đó giám đốc Sở Trần mở cửa, chau mày hỏi. Thưa giám đốc Sở Trần, tôi là từ Ma Xuyên tới. Mời giám đốc xem dự án của chúng tôi, nếu như không được thì tôi xin về luôn. Diệp Phàm nhanh tay đưa ngay cho giám đốc Sở Trần dự án khai thác trà thanh vụ. Bỏ đi. Trần Trung giận giật giật lông mi, vốn dĩ không muốn xem dự án trà gì cả. Bởi vì, khi nãy phó giám đốc Lý đã kiên quyết tỏ vẻ phản đối. Cho dù Trần Trung Dân là nhân vật số một trong sở, nhưng vì một dự án của huyện nghèo mà đắc tội với phó giám đốc Sở Lý, điều đó tuyệt đối không thông minh. Hơn nữa, phó giám đốc Sở Lý còn phản đối một cách không bình thường, gây được chú ý của Trần Trung Dân. Cũng biết rằng chắc chắn bên trong có mưu mẹo gì đó, và cũng có người cố tình ngăn cản dự án này. Có thể sai khiến được vị phó giám đốc sở này chắc phải là người thuộc cấp phó chủ tịch tỉnh. Dùng chiêu bài quan chức cấp phó chủ tịch tỉnh, giám đốc Trần cũng khó suy nghĩ. Nếu giám đốc sở Trần không có thời gian xem thì tôi cũng đành cầm về thôi, ha ha. Diệp Phàm gượng cười nói, tay cầm tập kế hoạch dự án lay lay trước mặt Trần Trung Dân một chút. Nháy mắt, Trần Trung Dân mắt mở to, không tự chủ được đưa tay ra nói. Đồng chí bên dưới lên đây cũng không dễ dàng, hơn nữa huyện Ma Xuyên là huyện nghèo nhất thuộc tỉnh chúng ta, tôi sẽ bớt chút thời gian xem. Diệp Phàm theo như tính toán, liền đưa ngay dự án cho giám đốc sở Trần. Trần Trung Dân cảm giác ánh mắt hơi đau nhức, lấy tay day day mí mắt. Ông ta nhìn chăm chú, lần này nhìn kỹ lắm rồi, đây chính xác là bút tích của bí thư tỉnh ủy Quách, bởi vì nét bút rồng bay phượng múa này chỉ có bí thư mới có, rất đặc biệt. Trần Trung Dân đã từng thấy qua rồi. Một dòng chữ rất rõ ràng. Ký cho huyện Ma Xuyên có hoàn cảnh đặc biệt, lại là khu cách mạng cũ, sở nông nghiệp nên ra sức ủng hộ, giúp đỡ mấy trăm ngàn hộ dân nơi đây xóa đói giảm nghèo. Bí thư Diệp, chúng ta vào trong nói chuyện. Giám đốc Sở Trần rất hiếm tươi cười lại còn có động tác mời Diệp Phàm, điều này làm cho mọi người ngạc nhiên không thể tin được. Phó giám đốc Sở Lý mặt mũi tối sầm. Thư Lý Lưu bắt đầu thấy run lẩy bẩy, nhanh chóng giơ tay bám vào mép bàn, nếu không đã bị ngã xuống rồi. Không ngờ giám đốc lại có thái độ đó với Diệp Phàm, chắc chắn là có vấn đề gì, thằng ngốc cũng đoán được ra. Phòng làm việc của giám đốc Sở Trần tương đối thoải mái, không hề có chút nào xa xỉ. Ngược lại lại có cảm giác bình dị, dân dã. Bí thư Diệp, cậu có thể nói cho tôi biết chỉ thị mà bí thư Quách chỉ định về dự án trà thanh vụ được không? Sở nông nghiệp chúng tôi sẽ làm theo chỉ thị của bí thư Quách,
phối hợp với huyện Ma Xuyên để làm tốt dự án này, giúp đỡ mấy trăm ngàn hộ dân nơi đây có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trần Trung Dân rất thẳng thắn, miệng nói về dự án Trà Thanh Vụ nhưng kỳ thực là muốn thăm dò hậu thuẫn phía sau của Diệp Phàm. Chương 951, uy lực của Đại Bá. À, lúc ấy Đại Bá, á, thật ngại quá. Tôi nói sai rồi, nên gọi là bác của Thu Thiên, tôi gọi thế quen rồi, nhất thời không sửa đổi được. Diệp Phàm cố tình giả bộ căng thẳng mà nói nhầm, rồi liếc nhìn Trần Trung Dân, khuôn mặt ông ta liền biến sắc, xem ra hai chữ Đại Bá có vẻ có uy lực đây. Thu Thiên, cái tên hay đó. Trần Trung Dân thản nhiên cười cười, thực ra ông ta đang muốn biết Thu Thiên là ai, chắc chắn là có quan hệ thân thích với Quách Phác Dương rồi. Vâng, đúng là cái tên Thu Thiên rất hay. Tôi nghe nói, bố Thu Thiên cùng với bí thư Quách đi tản bộ, khi thấy lá rụng mùa thu nên mới đặt tên là Thu Thiên. Diệp Phàm cố ý giả ngốc, kiếm một lý do để nói, và hắn ta cũng tin rằng Trần Trung Dân không ngốc đến mức đi điều tra xem lai lịch cái tên Thu Thiên. Hơn nữa, tên Thu Thiên là Diệp Phàm tiện mồm nói ra một cách rất tự nhiên thân thiết, Trần Trung Dân chắc chắn đã nghĩ rằng Diệp Phàm và người tên Thu Thiên là có quan hệ thân thiết rồi. Có thể nói là có quan hệ yêu đương nam nữ. Thu Thiên nếu đã có quan hệ thân thích với Quách Phác Dương, Diệp Phàm lại cố ý gọi hai tiếng Đại Bá, lại còn nói cụ thể về nguồn gốc tên Thu Thiên. Thế thì có lẽ là cháu gái của Quách Phác Dương rồi. Nghe nói Quách Phác Dương có một người em trai tên Quách Đại Xuyên là phó tư lệnh hải quân, đương dường là trung tướng, là nhân vật lớn cấp cao. Bí thư Diệp, Sở Nông nghiệp sẽ làm theo chỉ thị của bí thư Quách, nhanh chóng giúp nhân dân Ma Xuyên thực hiện dự án này. Bên chúng tôi sẽ cử một phó giám đốc xuống cùng với huyện các cậu để khảo sát dự án khai thác Trà Thanh Vụ này. Giám đốc Sở Trần nghiêm túc nói. Thưa giám đốc, tôi mạn phép xin có một yêu cầu được không? Diệp Phàm giả bộ có chút sụt rè. Mời anh nói, tất cả đều là phục vụ nhân dân cả mà, có gì mà không thể nói được, Tiểu Diệp. Giám đốc Sở Trần thay đổi ngay cách xưng hô, hai từ Tiểu Diệp có vẻ như gắn kết quan hệ hai người lại thân thiết hơn. Cũng không trách được ông ta, con người mà, cũng nhanh muốn thăng chức rồi, không tiến bộ đâu có được. Thời gian trước ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Hứa Vạn Sơn không hiểu vì lý do gì mà bị ban tổ chức trung ương tước chức, hiện vị trí của ông ta đang trống, các cấp phó đều đang đấu tranh cho cái ghế này. Nghe nói sức cạnh tranh mạnh nhất chỉ có vài vị, một vị là phó chủ tịch tỉnh Tần Hoài Bắc, một vị là phó chủ tịch Kiều Chí Hòa. Nếu như mấy vị này lên chức thì vị trí phó chủ tịch tỉnh lại trống, giám đốc Sở Trần sớm đã có hoạt động rồi. Nhưng muốn ngồi trên chiếc ghế phó chủ tịch tỉnh trước tiên phải vượt qua cửa ải Quách Phác Dương mới được. Vì thế, khi nhìn thấy chữ ký của Quách Phác Dương cộng thêm việc Diệp Phàm giả vờ là cháu rể tương lai của Quách Phác Dương thì giám đốc Trần không thể cho qua dự án này được. Đây là cách để tiếp cận được Quách Phác Dương, tự nhiên lại coi trọng gấp đôi. Đồng chí Vệ Thiết Thanh là bạn học cùng trường đảng của tôi. Khi đó học lớp thanh niên ưu tú do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tổ chức, còn được trưởng ban tổ chức cán bộ Tống khen ngợi. Khi đó tôi là lớp trưởng, anh ấy là lớp phó, thường xuyên ủng hộ công việc của tôi, chúng tôi sớm đã phối hợp ăn ý với nhau. Diệp Phàm nói, đưa lên một cây thuốc Trung Hoa. Vậy tôi điều đồng chí Vệ Thiết Thanh cùng phối hợp với chính quyền Ma Xuyên thực hiện dự án này nhé. Giám đốc Trần nói như đinh đóng cột. Giám đốc Trần đích thân tiễn Diệp Phàm ra cửa. Nhìn thấy Vệ Thiết Thanh đứng ngoài bèn nói. Giám đốc Vệ, anh vào trong đây lát. Phản ứng ban đầu của Vệ Thiết Thanh là vui sướng, nếu không muốn thêm hai từ là cực kỳ vui sướng. Ông ta gật đầu nhìn Diệp Phàm, biết rằng Diệp Phàm nháy mắt với ông ta, hiểu ngay rằng khi nãy Diệp Phàm đã nói giúp mình, trong lòng càng thêm xúc động ghi nhớ tấm chân tình này. Không lâu sau Vệ Thiết Thanh mặt mày hớn hở đi ra, phó giám đốc Sở Lý bị giám đốc Sở Trần gọi vào phòng. Lão Lý, về dự án khai thác Trà Thanh Vụ, tôi đã điều chỉnh chút ít. Giám đốc Sở Trần vừa mới nói là y đã biết, vì khi nãy ông ta cũng chỉ mập mờ đồng ý việc gác lại dự án này. Bây giờ thay đổi rồi, nên phải có thái độ tốt mới được. Tại sao, tôi không nhận ra tiềm năng phát triển của dự án khai thác Trà Thanh Vụ mà để sở chúng ta phải tốn kém như thế? Lãng phí sức lực tôi không nói, còn tiền bạc của cả quốc gia, không thể như thế được. Lý Khai Hoa đang hận Diệp Phàm đến ngứa răng, nói không chút khách khí. Thấy vẻ mặt giám đốc Trần có vẻ không tốt, y thầm nghĩ, giám đốc Trần cũng sắp thăng quan, nếu mình muốn thay vào vị trí ông ta thì cũng phải được sự đồng tình của ông ta, nên nhẹ giọng nói.
thế giám đốc Sở Trần định sẽ thế nào? Rất đơn giản, chúng ta cử đồng chí Vệ Thiết Thanh phụ trách toàn bộ công việc từ điều phối nhân lực, vật lực, tiền bạc, phụ giúp nhân dân huyện Ma Xuyên thực hiện dự án Trà Thanh Vụ. Việc này tôi cũng vừa nói cho Vệ Thiết Thanh rồi. Giám đốc Sở Trần không nhìn sắc mặt Lý Khai Hoa đã nhanh chóng nói ra hết. Anh đã bàn bạc hết với Vệ Thiết Thanh rồi thì còn cần phó giám đốc sở như tôi ở sở làm gì nữa? Lý Khai Hoa tức giận, nghĩ đến sự việc này là do Cố công tử nhờ, lập tức nói. Không được, tôi kiên quyết phản đối dự án Trà Thanh Vụ này. Phản đối, nói lý do đi. Giám đốc Trần vẫn giữ thái độ ôn tồn, thản nhiên hỏi. Thấy thái độ cương quyết của giám đốc sở Trần, y liền đưa ra chiêu bài cuối cùng. Giám đốc sở Trần, tôi nghĩ nên nói thẳng với anh, thực ra việc này là do người bên trên nhờ, tôi cũng chỉ vì nghĩ cho sở chúng ta mà thôi, không thể vì huyện Ma Xuyên mà đắc tội với cấp trên được. Là vị nào? Giám đốc Trần hừm nói, trong lòng đang suy nghĩ xem người đó có cao hơn Quách Phát Dương không, biết rõ sẽ dễ dàng xử lý. Là công tử của phó bí thư tỉnh Cố, cũng thật là tên họ Diệp kia không nhìn xa trông rộng, tham cái thứ không nên tham. Vẻ mặt Lý Khai Hoa cười tự nhiên. Nghĩ rằng nắm chắc phần thắng. Thật không, anh nhìn xem này. Giám đốc Sở Trần đưa dự án cho Lý Khai Hoa xem. Xem cái gì, cái này tôi đã xem qua rồi. Lý Khai Hoa liếc nhìn, vốn dĩ là không muốn xem. Anh nhìn kỹ đi, nếu anh vẫn cương quyết giữ quan điểm của anh thì Trần Trung Dân tôi sẽ lập tức cho dừng dự án này lại. Trần Trung Dân hơi có vẻ châm chọc. Biết rằng Lý Khai Hoa trước giờ cũng chưa từng đối địch với mình. Khó mới có được cơ hội công kích lẽ nào lại có thể bỏ qua. Ồ, thế thì để tôi xem lại. Thấy thái độ kỳ lạ của Trần Trung Dân, y bất đắc dĩ phải cầm dự án lên xem, bỗng nhiên đờ đẫn người ra. Y cũng giống như Trần Trung Dân lúc đầu, day day mí mắt, rõ ràng đây là bút tích của bí thư Quách, thằng nhãi Diệp Phàm có liều lĩnh thế nào cũng không thể giả mạo bút tích của bí thư tỉnh ủy được chứ. Vấn đề không phải chỗ đó. Vì Sở Nông nghiệp tỉnh không phải chỉ một hai lần nhìn thấy chữ ký của bí thư Quách, có thể nói là không nhiều nhưng cũng phải đến mấy lần gặp chỉ thị rồi. Nhưng lần này lại không giống, thái độ kiên quyết, lập trường vững vàng, hơn nữa còn rõ ràng chỉ thị phải giúp đỡ nhân dân Ma Xuyên xóa đói giảm nghèo. Đây căn bản mệnh lệnh chết, Sở Nông nghiệp mà không phê duyệt thì khác nào chống lại chỉ thị của bí thư Quách. Đây là trách nhiệm mà có lẽ không có một quan viên nào ở Nam Phúc chống đỡ được. Trừ khi là không muốn giữ cái mũ trên đầu. Nhìn thấy sắc mặt Lý Khai Hoa thay đổi, trong lòng giám đốc Sở Trần cũng cảm thấy thoải mái phần nào. Tôi đồng ý với quyết định của giám đốc Sở Trần. Thật lâu mới thấy giọng nói uể oải của phó giám đốc Sở Lý. Từ Sở Nông nghiệp đi ra, Nông Âm Vận mặc dù bề ngoài bình tĩnh nhưng cặp mắt mê người thường lóe lên những tia kinh ngạc thậm chí như cung kính. Vừa rồi thái độ giám đốc Sở Trần thay đổi, phó giám đốc Sở Lý cảm thấy xấu hổ. Khí sắc của thư ký Lưu chết sững cũng khiến Nông Âm Vận kinh ngạc. Trong đầu luôn nghĩ không biết lai lịch chủ tịch huyện Diệp như thế nào. Phải biết rằng Nông Âm Vận là người con gái kiêu ngạo, cũng có thể nói là có chút tự cho mình thanh cao, rất ít chàng trai nào có thể khiến cô ấy kinh ngạc, càng không nói đến việc khâm phục. Trong một căn phòng nhỏ tại một nhà hàng, trên bàn có bày vài đĩa rau xào và một bình rượu cùng hai cái chén. Âm Vận, đang nghĩ gì thế? Thấy Âm Vận ngồi thừ người ra, Diệp Phàm bèn hỏi. Còn tưởng rằng mấy ngày nay chạy đi chạy lại ở các phòng ban của tỉnh mà làm việc không thành công, có phải là mệt mỏi lắm không? Dù sao thì cũng là một cô gái yếu đuối mà. Không, không có gì. Nông Âm Vận đỏ mặt, nhanh chóng trả lời, lại quét mắt quan sát căn phòng một vòng, ánh mắt bất chợt dừng lại, trên mặt lại càng đỏ ửng. Diệp Phàm thấy có chút gì đó kỳ lạ, nhìn theo hướng của Âm Vận, trong lòng thầm mắng một tiếng. Điên mất, nhầm chỗ rồi. Bởi vì trên tấm bảng tam giác màu hồng gắn trên bàn, có ghi ba chữ bàn tình nhân. Vốn dĩ khi hai người bước vào, phục vụ có giới thiệu về nhà hàng này, nhưng cô nhân viên phục vụ xinh đẹp thấy hai người họ trai tài gái sắc nên mới dẫn họ vào chỗ này. Ha ha, cũng rất lãng mạn phải không, cạn ly cho sự lãng mạn nào Âm Vận. Diệp Phàm gượng cười nói, trong tình thế này, đó cũng là một sự lựa chọn khéo léo. Hi hi, bí thư Diệp muốn lãng mạn thì nên đi tìm Tống cô nương đi, người ta là mỹ nhân mà. Giọng nói của Âm Vận có chút ý vị, có lẽ phụ nữ đều có tính đố kỵ mà. Thực ra nếu so sánh Nông Âm Vận và Tống Trinh Giao thì cô chỉ có chút kém ở khuôn mặt thôi,
còn dáng người đều đẹp như nhau, tóm lại, hai người đều có vẻ đẹp riêng của mình. Nhưng Âm Vận vẫn cạn với Diệp Phàm một ly, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên rồi, càng mê lòng người, Diệp Phàm không khỏi nuốt nước bọt. Thực ra, ngay từ đầu Chiếu Cố Nông Âm Vận như vậy, trong lòng đã có chút tâm tư. Nông Âm Vận là con gái Choang Gia, có đặc trưng riêng của con gái Choang Gia, vì thế làm Diệp Phàm có chút nao lòng. Chủ tịch huyện Diệp, tôi mời ngài một chén, hôm nay đã là một khởi đầu tốt đẹp rồi. Nông Âm Vận cười, trong lòng cô cũng vui mừng khôn tả, vì dự án trà thanh vụ được Sở Nông nghiệp coi trọng như vậy thì phó chủ nhiệm là cô cũng có hy vọng rồi. Chỉ cần hoàn thành tốt dự án này thì việc thăng lên cấp cục phó đã gần ngay trước mắt. Làm cán bộ ai chẳng muốn vươn lên chức cao. Ngay cả những người cao ngạo như Nông Âm Vận đây chắc chắn cũng không ngoại lệ. Chương 952, chúng tôi chỉ đứng xem thôi. Khởi đầu tốt đẹp nên cạn hai chén mới đúng. Coi như là hai việc tốt mà, tôi xin được mượn lời tốt lành của cô. Chỉ hy vọng ngày mai chúng ta tới Sở Giao thông cũng thuận lợi như thế. Diệp Phàm cười nói. Tôi. Nông Âm Vận có vẻ chần chừ, dù sao thì cô cũng không phải nữ anh hùng tử quốc, loại rượu này cũng tương đối nặng. Thôi được rồi, tôi uống hai chén, cô uống nửa chén trước đi, đừng uống say. Diệp Phàm gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Ai nói thế, có hai việc tốt nên hai chén thì hai chén. Nông Âm Vận cảm thấy có chút băn khoăn, người ta là bí thư nên hai chén, mình thì nửa chén, thấy kỳ kỳ thế nào. Uống xong hai chén, khuôn mặt Âm Vận quả thật đỏ bừng lên. Bởi vì cái chén thủy tinh chân cao này này không phải là ly nhỏ. Diệp Phàm cảm thấy mắc tiểu, bèn đứng dậy mở cửa muốn đi nhà vệ sinh. Lúc này bất ngờ có một đám cả trai lẫn gái vai kề vai đi tới. Đi đầu là một người thanh niên cao gầy, tướng mạo bình thường, khi đi ngang qua cửa phòng riêng của Diệp Phàm, ánh mắt tự nhiên liếc vào trong, đột nhiên a một tiếng rất kinh ngạc. Thậm chí mắt môi đều muốn phẫn nộ. Diệp Phàm đang muốn ra ngoài nhưng tên đó lại hung hăng bước vào lớn tiếng. Tôi nghĩ cô bình thường cao ngạo giống thiên nga, không ngờ lại tìm một tên thối tha thế này. Nông Âm Vận, cô quá lắm rồi, muốn ăn cỏ cũng đâu cần phải ăn loại này. Ha ha ha, tên này cười như điên như dại, tiến vào phòng cũng với hắn ta cũng có vài tên nữa. Đường Thiền, sao anh lại nói như thế? Vị này là lãnh đạo của chúng tôi đấy, đừng nói bừa. Âm Vận rõ ràng vẫn bất ngờ nhưng cũng lập tức cãi lại. Lãnh đạo, ha ha, tốt quá, cùng ôm, rồi cùng lên giường, lấy thân thể để đổi lấy chiếc mũ quan, chẳng trách. Tên này phun ra những lời chua ngoa. Diệp Phàm cũng không làm rõ sự việc, nghĩ rằng người này là bạn trai của Nông Âm Vận, nếu đúng là bạn trai thật thì không nên nhúng tay vào, sẽ không thuận lợi gì, vì thế mà cứ đứng xem rõ ràng rồi giải quyết sau. Đường Thiền, anh nói cái gì? Anh là cái gì của tôi chứ? Việc của tôi cần anh quan tâm sao? Tôi và lãnh đạo là trong sạch, không xấu xa như loại anh. Nông Âm Vận giận đến nỗi môi run lẩy bẩy. Đồ con gái xấu xa. Đường Thiền tức tối, định vung tay tát Nông Âm Vận. Cũng khó trách Đường Thiền tức giận, ngày trước khi học ở trường, y phải tốn bao nhiêu công sức để theo đuổi Nông Âm Vận, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là nước chảy cố ý hoa rơi vô tình mà thôi. Giờ lại thấy cô ngồi trong phòng tình nhân cùng với một thanh niên khác nên y không chịu được. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp y không tìm công việc mà làm kinh doanh mấy năm, nay đã có trong tay số tài sản đến 5 triệu. Y tự cho rằng mình cũng có đủ tiền tài, thế lực để có thể chiếm được Nông Âm Vận, làm sao có thể để hạt cát nhỏ như Diệp Phàm làm hỏng chuyện tốt này. Cút đi! Đường Thiền chưa kịp tát vào mặt Âm Vận đã bị Diệp Phàm đá cho một cái dúi vào tường. Con mẹ nó! Xông lên đánh chết cho bố mày. Đường Thiền hô đồng bọn lên đánh. Mấy tay đó đều là nhân viên trong công ty của Đường Thiền, thấy ông chủ bị đánh liền hăng hái như có cơ hội tốt đến. Một đám bê bàn nắm ghế lao đến. Binh, binh, binh. Diệp Phàm đạp một cái, một tên béo dính vào cửa, cũng chỉ là biểu diễn tí chút thôi, không thể nói là ra tay theo trình tự được. Quay đầu lại nhìn thấy tên Đường Thiền kia định lấy chai rượu vang trên bàn không ngờ đập vào Nông Âm Vận. Xem ra tên này vì tham sống mà không dám qua đây. Đương nhiên, cũng không loại trừ cái tát vừa rồi của Diệp Phàm làm cho mê muội. Mẹ kiếp! Diệp Phàm nổi điên, bay lên một cước đá vào Đường Thiền, y lập tức nằm yên xuống nền, nhất thời chưa thể đứng dậy nổi. Đây là Diệp Phàm còn nương tay, nếu không đã bị bọn đầu trâu mặt ngựa dưới âm phủ mời hỏi rồi.
Nhận được đòn đánh của cao thủ Diệp Phàm, kẻ yếu ớt như Đường Thiển sao có thể đánh trả lại được. Nông Âm vẫn có chút tỉnh lại, sợ đến khóc nức nở nép vào trong lòng Diệp Phàm. Đừng sợ, đã có anh ở đây. Diệp Phàm vỗ nhẹ, an ủi Âm Vận, làm cho tên Đường Thiển đang nằm ở góc tường tức sôi máu. Diệp Phàm sớm đã biết tên đó đang nhìn mình, động tác vừa rồi cũng là do hắn cố ý diễn để trêu tức tên kia. Hơn nữa hắn lại còn giả bộ vỗ vỗ mấy cái vào mông Âm Vận chứ, quay lại nhìn Đường Thiển thấy máu mũi chảy ra. Diệp Phàm có thể chỉ thiên thề rằng máu mũi y chảy ra không liên quan gì tới hắn, hắn không đánh người, có thể là do tư tưởng ức quá mà thổ huyết thôi. Vừa ôm mỹ nhân vừa đi mấy quyền, lập tức mấy tên còn lại đều nằm úp mặt xuống rồi. Ôi, chẳng còn tí sức lực nào, sao mình lại có cảm giác hoang đường của Độc Cô Cầu bại năm đó nhỉ? Diệp Phàm thầm suy nghĩ, tìm cái ghế nào ngồi nhưng người Nông Âm Vận mềm nhũn ra ngồi không vững, hắn đành bất đắc dĩ ôm cô, để cô ngồi lên trên đùi mình thôi. Các anh em, tôi xin lỗi chuyện khi nãy. Diệp Phàm liếc mắt khắp căn phòng, hắng giọng cười nói. Dừng tay, đây là Lạc Diệp cư, không phải nơi các anh đánh nhau. Lúc này có mấy người tiến đến, đi đầu là một vị trung niên, khí chất tràn đầy. Ông chủ, chúng tôi đến đây để hưởng thụ, ông xem, mấy tên lưu manh này hung hăng xông vào, mời ông chủ xem xét cho, chúng khiến bạn gái tôi ra nông nỗi này, chúng tôi đều là khách. Diệp Phàm thản nhiên nói. Anh là ai, đến từ đâu? Ông chủ không khách khí hỏi. Tôi là Diệp Phàm ở Đức Bình tới. Diệp Phàm cười nói. Hay là ông muốn xem cả hộ khẩu? Thằng nhãi, cứ đợi đấy. Đường Thiển không ngờ còn cố nói. Diệp Phàm có chút hối hận khi nãy không ra tay mạnh thêm chút nữa, cho thành câm điếc có phải tốt hơn không? Thầm nghĩ, mình lúc nào cũng mềm lòng mà. Tôi sẽ chờ, chờ anh xin lỗi, chờ anh bồi thường tiền ăn, còn bồi thường bạn tôi bị anh làm hết hồn. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Biết là tên này muốn gây chuyện nên quyết định chơi với y một ván. Hắn động đậy chân, để cho Âm Vận tư thế ngồi thoải mái nhất, rồi lấy điện thoại gọi. Thiết Hải, dạo này anh đi đâu rồi, lâu lắm không thấy bóng dáng đâu. Triệu Thiết Hải sau khi được điều lên sở vẫn bận rộn suốt, đương nhiên cũng phải thể hiện chút chứ, Diệp Phàm cũng lâu rồi không gặp anh ta. Diệp ca, anh đang ở đâu thế? Triệu Thiết Hải đầu dây bên kia có vẻ ồn ào. Chắc đang có tiệc tùng gì, có thể đang ăn uống nói chuyện phiếm với đám bạn. Ôi, đừng nhắc đến nữa, tôi lên thành phố giải quyết chút việc, đi cùng người bạn đang ở Lạc Diệp cư ăn cơm, nhưng thật xui xẻo gặp phải thằng lưu manh, bị đánh đây, đang lo không về được. Diệp Phàm thản nhiên nói. Khốn kiếp, thằng nào lại dám trêu chọc Diệp ca, tôi sẽ đến ngay. Triệu Thiết Hải tức giận, cúp máy rồi cùng mấy đồng nghiệp đi xuống lầu. Tuy nhiên Thiết Hải vẫn nghĩ thầm. Cao thủ như Diệp Phàm thì ai dám trêu chọc hắn bảo đảm xui xẻo. Ngày trước Tam Hổ Lâm Tuyền thấy hắn cũng phát sốt mà. Nhưng Triệu Thiết Hải vẫn lo lắng cho Diệp Phàm bị thiệt, vì ở đây dù sao cũng là tỉnh thành, nơi ngọa hổ tàng long, cái danh của hắn ở đây không có tác dụng gì. Không lâu sau, mấy viên công an đã đến. Dẫn đầu là một thanh niên cường tráng, nhìn qua thấy Đường Thiển, bèn nói. Bạn học cũ, sao lại thế này? Bị tên kia đánh, chắc tay rơi ra đến nơi rồi. Đường Thiển giật giật tay trái, ôm chặt tay phải nhìn phía Diệp Phàm nói, máu mũi vẫn chảy. Đứng lên, cùng về sở. Thanh niên đó nhìn Diệp Phàm một cái, hơi sửng sốt, thầm nghĩ, tên này có bản lĩnh, đến nước này rồi vẫn còn có thể ôm được một cô gái xinh đẹp. Xin lỗi, các anh thuộc sở nào, tôi là Diệp Phàm. Mấy tên lưu manh đó ức hiếp bạn tôi, nên tôi ra tay. Diệp Phàm chỉ nói ngắn gọn vài câu, nói rất bình tĩnh, tự nhiên. Tôi là Vương Thiên Dũng thuộc cảng Mã Vĩ khu đài cảng quận Tây Thành, đừng phí lời, đi thôi. Đồng chí Vương Thiên Dũng không kiên nhẫn, rõ ràng muốn bắt Diệp Phàm. Bởi vì y cảm thấy bực tức thái độ nghênh ngang của Diệp Phàm. Mà đám ông chủ nhà hàng vẫn đứng đó xem náo nhiệt, tuyệt không lên tiếng. Thật là uy phong, cảng Mã Vĩ thật hoành tráng, không thèm hỏi xem người bị hại thế nào. Đây là trình tự làm việc của các anh sao? Đột nhiên, có giọng nói lớn của Triệu Thiết Hải từ cửa vọng vào. Triệu Thiết Hải này cũng rất khôn ngoan, một lời định rõ Diệp Phàm là người bị hại. Cái này gọi là tính nghệ thuật trong phá án. Anh là... Đồn trưởng Vương hoài nghi, nhìn về phía Triệu Thiết Hải,
vẫn không nhận ra người này là ai nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì người này còn lớn giọng hơn y, hơn nữa y còn cảm thấy vẻ uy nghiêm toát ra trên con người kia. Là chi đội trưởng chi đội một của sở chúng ta. Đằng sau có người lên tiếng nói rõ thân phận Triệu Thiết Hải. Mặt mày Vương Thiên Dũng lập tức có chút khó coi. Đường Thiền nhìn có vẻ không ổn, anh bạn học Vương Thiên Dũng đã có chút sợ hãi, phỏng chừng là sẽ rút lui có trật tự. Y khẩn trương lau máu mũi chảy ra, hô lớn. Công an tới cũng phải trừng trị tên côn đồ đánh người. Đồn trưởng Vương, anh cứ giải quyết đi, chúng tôi đứng đây xem anh xử thế nào. Triệu Thiết Hải lấy chiếc ghế ngồi xuống, một thuộc hạ bên cạnh vội vàng đưa lên điếu thuốc, châm lửa. Như hổ rình mồi,